chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 81 cứu người còn cứu ra cái đòi mạng quỷ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mã Xuân Hoa cảm giác được chính mình muốn lạnh lạnh, chính là chỉ cảm thấy đến bên người gió lạnh từng trận, cổ cũng không có dự đoán đau đớn. Chậm rãi mở to mắt vừa thấy, bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn động tới rồi. Thanh đoàn vốn dĩ nho nhỏ một đống, bỗng nhiên chi gian giống như là ăn kim cương thuốc tăng lực giống nhau, nháy mắt bạo trướng thành một cái cự mãn bộ dáng, ngẩng đầu lên thân cao 2 mét có thừa, mở ra bồn máu mồm to trong miệng còn ngậm hai người cánh tay, nhìn qua phi thường huyết tinh. Ông trời a! À! nhà nàng thanh đoàn cũng quá xoái. thanh đoàn bạo nộ cư nhiên dám ở nó xà tôn trước mặt thương tổn chủ nhân hiện ra nguyên hình lúc sau liền cắn rất kia hai cái hắc y nhân cánh tay mã xuân hoa kinh hải lần trước phương thị muốn mưu hại cẩm bảo chỉ biết thanh đoàn cắn nàng một mụn nguyên lai like đều là nó miệng hạ lưu tình liền xem thanh đoàn lao thẳng tới sát nhập hắc y nhân vòng vây trực tiếp dùng cái đuôi quét ngang ngàn quân chi thế đem hắc y nhân toàn bộ lượt đảo hắc y nhân tận mắt nhìn thấy bị cự mãn phát gục phun ra nọc độc lây dính thân thể sau, cả người nháy mắt hư thối sau, hắc y nhân thủ lĩnh sợ tới mức dẫn người cất bước liền chạy. Mã Xuân Hoa chạy nhanh tiến lên cảm thán, thanh đoàn, ta liền nói sao, đường đường xà tôn khẳng định là vũ lực siêu quần, sức chiến đấu kinh người, nguyên lai ngươi cũng sẽ phun nọc độc, khen thưởng ngươi một khối khô bò. Thanh đoàn há mồm phun ra kia tanh tử phàm nhân huyết tinh khí, há mồm tiếp được chủ nhân tưởng thưởng. Mùi thịt nồng đậm, hương vị tươi ngon, thật là nhân gia cực phẩm, ăn ngon ăn ngon liền ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần thanh đoàn tận chức tận trách, ta liền đáp ứng ngươi mỗi ngày tưởng thưởng ngươi ăn ngon. Trương thật nhìn quen đồ đệ thường xuyên như vậy đối với cầu cầu cùng thanh đoàn lầm bầm lầu bầu, nhưng là hôm nay thanh đoàn như vậy bạo trướng thân mình vẫn là làm hắn có điểm chấn động. Giờ phút này hắn đã sợ tới mức hai chân nhũng ra, không để ý đến chuyện bên ngoài lâm vào trầm tư. Gặp quỷ sao? Vẫn là thế đạo thay đổi thật sự có yêu ma quỷ quái. Thanh đoàn được đến tưởng thưởng lúc sau, biến trở về tiểu thanh xà bộ dáng tiếp tục quấn quanh ở mã xuân hoa thủ đoạn chỗ mã xuân hoa lúc này mới đi vào sư phụ bên người đem hắn đánh thức sư phụ ta cùng ngươi giảng thanh đoàn cùng cầu cầu đều không phải bình thường tiểu động vật cầu cầu kỳ thật là chỉ thân thể đột biến gian giả con báo ngài cũng đã nhìn ra mấy ngày nay nó hình thể càng lúc càng lớn nhưng là bọn họ hình như là vì cẩm bảo mà đến là chuyên môn bảo hộ cẩm bảo mà sinh cho nên ngài không cần đem hôm nay thanh đoàn sự tình lộ ra hảo sao trương thật không thể tưởng tượng nhìn thanh đoàn liền thấy nó giống như cũng ở bên nhĩ lắng nghe giống nhau hắn nào dám không từ kinh hồn tán đảm gật đầu thanh đoàn mới thả lỏng cảnh giác lùi về thủ đoạn nghỉ ngơi giờ phút này bị thương nam tử đã lâm vào hôn mê may mắn không có thấy thanh đoàn hành động vĩ đại trương thật lôi kéo đồ đệ tay quên vừa mới sợ hãi rút cuộc thanh đoàn sẽ không tùy ý đã thương người mau phụ một chút đem hắn mang đi sư phụ nhận thức hắn mã xuân hoa nghe được sư phụ nói nhận thức vậy nhất định là người tốt, hai người dùng quần áo che đậy, đem hắn đưa tới vừa mới mua sắm quán mì hậu viện. Chủ tiệm đi vội vàng, ngay cả bên trong đệm chăn còn có đồ dùng sinh hoạt đều không có mang đi, vừa vặn thành toàn mã xuân hoa thầy trò. Bưng thủy lại đây cho hắn trà lau sạch sẽ, mới phát hiện người này ngực trúng độc mũi tên, trên người cánh tay trên đùi đều là đau thương, nghiêm trọng nhất cư nhiên là hai chân gãy xương, lại còn có đánh gãy nam nhân gân tay gân chân. Má ơi! Đây là có bao nhiêu sâu bao lớn thù, mới như vậy đối hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Trương thật còn tưởng rằng trước mắt thái tử thương dọa đến đồ đệ, làm nàng không dám động thủ vì hắn làm đơn giản băng bó xử trí. Lại tưởng tượng có lẽ là chính mình vừa mới thô lỗ xé rách thái tử quần áo, làm nàng nhìn đến nam nhân thân thể, cảm thấy nam nữ có khác, cảm thấy ngượng ngùng lạp. Lá gan đại điểm, ngươi đều bao lớn tuổi còn ngượng ngùng. Sư phụ, ngươi nói gì lời nói, ta đều lớn như vậy số tuổi còn sẽ để ý cái này, lại nói y giả trước mặt, bệnh hoạn chẳng phân biệt nam nữ, ta là ở suy xét thế nào mới có thể đem hắn tứ chi dây chằng tiếp hảo. Trương thật làm thần y, hắn y thuật tinh vi cao minh, nhất thời đều không có nghĩ ra một cái tốt biện pháp làm thái tử một lần nữa khôi phục bình thường. Chính mình đồ nhi lại có thể khẩu xuất cùng ngôn nghĩ cách tiếp hảo thái tử tứ chi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nói cho đồ đệ trước mắt người thân phận thật sự, hy vọng nàng không cần tùy tiện đối đãi Đồ đệ, trước mắt nam nhân cũng không phải là bình thường người, hắn là đương triều thái tử Long Cảnh Nghi, trước đó không lâu đi sứ Bắc Châu, không biết tình huống như thế nào sẽ bị người đuổi giết đến tận đây. Mã Xuân Hoa cho mày, đương triều thái tử còn bị người đuổi giết, chẳng lẽ là hoàng tử chi gian nội đấu. Phim truyền hình Mã Xuân Hoa cũng không thiếu xem, có thể đối thái tử xuống tay người cũng tuyệt đối không phải là đơn giản nhân vật. Khó trách sư phụ nhận thức hắn, thường xuyên ở trong cung đi lại, đương nhiên sẽ nhận thức đương triều thái tử. Cho nên sư phụ ý tứ là không thể tùy ý cho hắn chẩn trị ngài tưởng đem hắn vận chuyển kinh thành, trở về tìm cái gì ngự y lại xử trí, sư phụ, thời gian chính là sinh mệnh, ngài biết thời gian đối với hắn tới nói có bao nhiêu trân quý. Nhưng là sư phụ đối với trị liệu thái tử không có nắm chắc, hơn nữa hắn vẫn là thái tử, thân phận tôn quý. Ngài không có nắm chắc, ta tới. Mã Xuân Hoa có điểm nôn nóng, sư phụ hẳn là ở triều đình ngốc lâu rồi, trị liệu trong quá trình tưởng không đơn giản là y thuật, cũng sẽ băng khoăn đến sự tình thành bại hậu quả mã xuân hoa không cho là đúng ở trong mắt nàng không có thái tử chỉ có một bệnh hoạn hơn nữa hắn thân trung kịch độc hơi thở thoi thóc yêu cầu kịp thời cứu trợ sư phụ ngài là hoài nghi y thuật của ta sao hắn hiện tại tình huống là khớp xương sưng to dưới da máu bầm khớp xương hoạt động chịu trở có thể phán đoán dây chằng đứt gãy yêu cầu cập là làm khâu lại giải phẫu phùng khâu lại giải phẫu như thế nào phùng trương thật y thuật cao minh sống một đống tuổi đều không có nghe nói qua bị người đánh gãy gân chân gân tay, còn có thể làm cái gì khâu lại giải phẫu. Đau thương kiếm thương có thể dùng dược vật trị liệu khép lại, trúng độc cũng có thể dùng giải dược giải độc, nhưng là tứ chi chặt đứt nếu là không kịp thời khâu lại trị liệu, thái tử chỉ sợ cũng muốn trở thành tàn phế. Theo ta được biết hoàng thượng chờ tuyển hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, khẳng định sẽ không làm một cái tàn phế kế thừa đi. Đồ đệ, không được nói hô nói vượng, vọng nghị triều chính. Sư phụ, ta quan tâm chính là trước mắt người bệnh muốn hay không làm phẫu thuật khôi phục bình thường vấn đề triều đình vẫn là thái tử thân phận cùng ta không có trực tiếp quan hệ có làm hay không còn thỉnh sư phụ định đoạt trương thật bổn cung nguyện ý giờ phút này hôn mê đã lâu thái tử long cảnh nghi dùng khàn khàn thanh âm nói tuy rằng hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nhưng là thầy trò hai người nói chuyện hắn vẫn là loáng thoáng nghe tiếng trong đầu nàng nói rất đúng một quốc gia trữ quân nếu là rơi xuống tàn tật liền vĩnh viễn mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách khi chính mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa bổn cung tay chân gân mạch đứt đoạn ngươi nhưng có nắm chắc trợ bổn cung khôi phục có mã xuân hoa không cần nghĩ ngợi trả lời đồ nhi ở thái tử điện hạ trước mặt không thể cậy mạnh trương thật nói lời thật lòng vẫn là thực lo lắng mã xuân hoa hôm nay gặp được thái tử bị đánh lén chỉ do ngoài ý muốn nếu không phải thái tử lâm hôn mê thời điểm nhận ra trương thật làm hắn không thể không đem hắn cứu trở về hắn sẽ không lấy thân phạm hiểm hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình cũng chưa bao giờ nói khẳng định nói liền tính ở hoàng cung cấp các vị chủ tử xem bệnh cũng sẽ không làm bất luận cái gì bảo đảm hiện tại đồ nhi lời nói đuổi lời nói bị thái tử điện hạ nghe được hắn thật sợ một cái không chú ý xảy ra vấn đề kia chính là muốn rơi đầu thực hiển nhiên hắn có thể nhìn ra chính mình đồ nhi còn không có cái này nhận tri Khi hảo bổn cung thương liền giao cho ngươi hơi có sai lầm chắc chắn nghiêm trị gì? Cứu người còn cứu ra cái đòi. Mạng quỷ, Mã Xuân Hoa hoàn toàn trợn tròn mắt, này không phải lấy oán trả ơn sao? Chương 82 cùng hoàng gia dính dáng người đều ngạo kiều. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mã Xuân Hoa tư tưởng còn dừng lại ở qua đi, căn bản không nghĩ tới hoàng quyền giai cấp địa vị như vậy cách xa, một câu liền có thể quyết định chính mình mạng nhỏ. Nàng nhìn về phía nằm ở trên giường Long Cảnh Nghi, nghĩ này không phải chính mình tự tìm sao không có việc gì thổi cái gì ngư bức gặp được đánh nhau liền đủ xui xẻo hiện tại còn lộng một cái sống tổ tông trở về ném không khai ném không xong cái kia đánh cái thương lượng ngài xem được chưa long cảnh nghi đôi mắt nâng lên há miệng thở dốc nói ngài xem ngươi này thương thế không nhẹ bên người cũng không có người chiếu cố lão phụ ta người này chân tay vụng về bằng không đem ngài đưa quan phủ nha môn thế nào nơi đó có người chiếu cố còn ăn ngon uống tốt không được lời nói đã xuất khẩu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nhìn long thái tử nói mã xuân hoa ruột đều hối thanh lẩm bẩm nói cái gì quân tử không quân tử lão phụ chỉ là cái nữ nhân thái tử thấy mã xuân hoa có muốn đổi ý ý tứ không nhanh không chậm mở miệng nói nếu ngươi dám ba hoa chích chòe lừa gạt bản quan ngươi cũng biết đây là liên lụy toàn bộ chính tộc tội lớn mã xuân hoa dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm hỏi sư phụ đồ nhi có thể phản kháng một chút thử xem không trương thật vỗ trắng lắc đầu thái tử này hù dọa đồ đệ tội danh có điểm khoa trương đi không cần một người làm việc một người đương còn không phải là làm khâu lại giải phẫu sao nhưng hiện tại không được lão phụ ngượng tay yêu cầu thái tử cấp lão phụ một chút thời gian luyện tập hảo bổn thái tử trong khoảng thời gian này ăn mặc ở đi lại liền dựa vào trương thần y thầy trò thái tử nói xong vô lực nhắm hai mắt lại mã xuân hoa có điểm bất đắc dĩ cảm giác này cùng hoàng gia dính dáng người đều như vậy ngạo kiều sao, nhớ trước đây sư phụ hắn lão nhân gia cũng là cái dạng này vô lại. Tính, ai làm nàng là không chỗ dựa không thực lực sơn giả tiểu dân, vì người nhà cùng sư phụ an nguy, cố mà làm liền đáp ứng đi. Thầy trò hai cái thương lượng, thái tử thân phận đặc thù không thích hợp bại lộ, hơn nữa bên ngoài hắc y nhân đuổi giết không thích ứng lưu tại trấn trên, tốt nhất mang về nhà trị liệu, dù sao chân thương cũng không phải một ngày nửa ngày liền sẽ tốt. Được đến thái tử đồng ý, Mã Xuân Hoa ở trấn trên thuê sáng người xe ngựa, lôi trở lại tây đường thôn. Mấy đứa con trai dò hỏi thời điểm, hai người ẩn tàng rồi thái tử thân phận, lấy cớ nói là trương thật tốt hữu nhi tử, ngoài ý muốn bị thương, lại đây đến cậy nhờ thần y trị liệu. Văn Đức là cái thập phần thành thật bổn phận hài tử, nương nói là trương gia gia cháu trai sau, có vẻ đặt bức cho nhiệt tình, vẫy tay văn hoàng lại đây, đem cảnh nghi nâng vào sân. Nãy nãy, ngươi bị người uy hiếp có phải hay không, cẩm bảo vì ngài hết giận, vẫn là bảo bối cháu gái biết đau lòng nải nải, quay đầu lại nhìn về phía thanh đoàn nói, nhiều chuyện. Thanh đoàn có điểm ủy khuất, không phải chính mình nói, là tiểu chủ nhân chính mình phát hiện có được không? Ai? Mã Xuân Hoa chạy nhanh ngăn cản cẩm bảo đau nải nải này phân tâm, nải nải đã biết, nhưng là người này thân phận không bình thường, vẫn là không cần treo chọc sự tình, nàng tiểu thương đối với nải nải tới nói một bữa ăn sáng. Cẩm bảo trừng mắt cẳng chân, đôi mắt chớp chớp nhìn nải nải, nga nguyên lý a à nải nải như vậy lợi hại khi cẩm bảo liền không trừng phạt cái kia cái gì thái tử lạp mã xuân hoa trong lòng cao hứng vẫn là bảo bối cẩm bảo đối chính mình tốt nhất biết đau lòng nải nải mã xuân hoa nghĩ thái tử thân phận tôn quý liền đem nữ nhi phòng đằng ra tới làm nữ nhi mỗi ngày cùng cẩm bảo bồi chính mình ngủ cũng phương tiện thái tử đơn độc trị liệu hắn vốn tưởng rằng thái tử sẽ lấy thân phận áp người làm chính mình nhi tử con dâu hầu hạ hắn cái này tổ tông không nghĩ tới cái này thái tử gia tư nhiên thực bình dị gần gũi. Mã Xuân Hoa lúc này mới đánh giá cẩn thận một chút chỉ có 25 tuổi thái tử, bởi vì bị thương quần áo của mình đã xé nát, Mã Xuân Hoa cho hắn ăn mặc lão đại tân đặt làm màu xanh xám áo bông. Một đầu đen nhánh tóc dài, mi hạ là mắt sáng như đuốc con ngươi, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, cũng là phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý cảm giác. Về đến nhà, Trương Thật mới lộ ra đồ đệ thái tử nhân phẩm thực hảo, không phải cái loại này tính tình táo bạo lợi dụng thân phận quyền thế áp người thái tử, chỉ là lúc ấy tình thế bức bách, đối Mã Xuân Hoa nhân phẩm vô ý hiểu biết, mới không thể không nói tàn những lời nói làm nàng mang ly hiển cảnh. Mã Xuân Hoa tuy rằng không cam lòng, nhưng là văn phi đi cấp thái tử đưa cơm thời điểm, cảnh nghi đối thái độ của hắn rất là ôn hòa, không có một chút thái tử cái giá. Nàng liền lý giải sư phó nói, có thể ở hoàng gia sinh tồn, cấp người ngoài cảm giác chính là làm việc quyết đoán, sống trên gió cuốn nếu bày ra đều là nhu nhược ôn thiện một mặt, căn bản không có biện pháp ở hoàng cung sinh tồn. Cảnh đại ca, nương nói ngươi tay không có phương tiện, làm ta uy ngươi, đây là nàng chuyên môn hầm cá trích canh nhưng mới mẻ. Cảnh nghi thực cảm kích mã xuân hoa đối hắn chiếu cố, trong lòng rất tưởng đối nàng biểu đạt nói lời cảm tạ, nhưng là lời nói đến bên miệng chính là nói không ra khẩu. Mã Xuân Hoa cũng ở thử huấn luyện xúc cảm, rốt cuộc thời gian rất lâu không có làm phẫu thuật, thủ pháp đông cứng cũng sẽ ảnh hưởng thuật sau khôi phục mấy ngày đi qua thái tử ở trong nhà vẫn luôn cùng người trong nhà ở chung hài hòa mới làm mã xuân hoa yên tâm mầm hoa mang theo tiểu linh tới la cà nó chính mình ướp măng chua toan đậu que còn có củ cải chua đã đến lúc đó dò hỏi mã xuân hoa khi nào yêu cầu mau tiến vào ngồi ngồi thím vừa vặn có việc tìm ngươi hỗ trợ mấy ngày nay trong nhà tới khách nhân trấn trên cửa hàng đã mua tới hiện tại đang ở chuẩn bị bên trong trang hoàng vốn dĩ thím muốn tự mình đi thu thập chính là trong nhà có người bệnh thím muốn cho ngươi mang theo xảo vân đi dọn dẹp dọn dẹp được không điểm này việc nhỏ thím nói một tiếng liền hảo mầm hoa nghe xong liền này việc nhỏ còn cùng chính mình khách khí lập tức đáp ứng xuống dưới mã xuân hoa đề nghị làm tiểu linh tử lưu tại gia cùng diệu diệu khang khang các nàng cùng nhau làm ngươi tẩu tử nhìn ngươi cùng xảo vân làm việc cũng rời tay tay ly chân mầm hoa nhìn nhìn tiểu linh có điểm khó xử nói tiểu linh tử người tiểu quỷ chủ ý nhiều ta sợ cấp tẩu tử thêm phiền toái Triệu thị nghe xong, duỗi tay đem Tiểu Linh tử ôm lại đây, bọn yên Tiểu Linh tử nhất nghe lời, làm sao phiền toái đại bá nương đúng hay không. Tiểu Linh tử duỗi tay vòng lấy Triệu thị, Tiểu Linh tử thích nhất đại bá nương, nương yên tâm đi làm việc, Tiểu Linh tử cùng Diệu Diệu tỷ tỷ cùng Khang Khang thường thường ca ca hảo hảo chơi, nhất định không đánh nhau. Mầm Hoa thấy thế, cũng liền không tốt ở nói khách sáo lời nói, cùng ngày liền cầm trong nhà công cụ chuẩn bị đi thu thập quét tước. Cùng đi còn có Văn Hoàng còn có Văn Tùng hai huynh đệ. Mã Xuân Hoa suy xét trên đường hai nữ nhân ra cửa không có phương tiện, bốn người hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, làm việc cũng nhanh lên. Vài người cùng nhau ngồi đại lão lưu xe bò xuất phát, Mã Xuân Hoa cũng yên tâm về phòng. Tiễn đi mấy đứa con trai, Mã Xuân Hoa liền suy nghĩ, quán mì khai trương chỉ có chỉ một một loại bún ốc không phải sự, nếu là có cái loại này hai người cùng nhau tới khách nhân, trong đó chỉ có một người thích bún ốc nói, kia dư lại cái kia chẳng phải là muốn làm chờ tiếp khách. Vì thế cùng Triệu thị thương lượng một chút hiện tại đúng là bắt đầu mùa đông thời tiết, dứt khoát ở làm điểm nóng hổi mì thịt kho, cây rác mặt còn có đau tước diện. Tưởng tượng nói nơi này, Mã Xuân Hoa liền nhanh chóng dọn ra mặt túi, đem trong nhà bột mì toàn bộ ngã vào bất đồng chậu, từng cái thử làm ra tới. Lão đại ở bên ngoài làm việc, chuyển heo phân không có thời gian thí ăn, chỉ có sư phụ trương thật cùng thái tử cảnh nghi nhàn rỗi, Mã Xuân Hoa liền đem hai người trở thành thí ăn viên, nhìn qua ăn ăn uống uống ngọt ngào sau lưng, chỉ có hai người mới cảm giác được có như thế nào chua ngọt đắng cay. Chương 83 nắm lấy không ra cực phẩm lão phụ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Trương thật che lại tròn vo bụng có điểm ủy khuất nói, hảo đồ đệ, sư phụ liền phải căng đã chết, ngươi nhưng đừng ở làm chúng ta thí ăn. Triệu thị che miệng, trong lòng ngực ôm tiểu linh tử. Cười trộm, sư phụ ngài quá tham ăn. Cẩm bảo trừng mắt cẳng chân, bị mã xuân hoa ôm vào trong ngực, ấp úng trầm rì, thái gia gia xứng đáng. Ai cho các ngươi ở trấn trên kết phường hù dọa nải nải, làm hại nải nải buồn bực vài thiên. Mã Xuân Hoa khanh khanh vỗ cẩm bảo. Trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười nhìn thái tử Cảnh Nghi nói, Cảnh Nghi, thiếm mì sợi thế nào, muốn hay không lại đến điểm. Cảnh Nghi mặc bộ biểu tình phi thường khó chịu, nàng cùng trương thần y không giống nhau, hắn ăn căng chính là Mã Xuân Hoa cố ý mạnh mẽ uy đến. Trương thần y hắn có thể tùy ý đi lại còn có thể tiêu hóa một chút, chính mình chính là nằm bản thân tiêu hóa đồ ăn liền không phải thực mau, hiện tại bị uy vài chén lớn, vài loại mì sợi, hiện tại nghe được mì sợi hai chữ hắn đều tưởng phun. Mã Xuân Hoa thấy thái tử như vậy khó chịu, trong lòng bất mãn rốt cuộc được đến phóng thích, nháy mắt cao hứng đến không được. Nhìn đến ngạo kiều thái tử ăn mệt bộ dáng, Mã Xuân Hoa tâm huyết dân trào, mang theo bọn nhỏ ở trong sân chơi nổi lên diều hâu bắt tiểu kê. Mã Xuân Hoa đem cẩm bảo đặt ở nhị thuốc cấp đặc chế chế tạo một chất nhi đồng xe đẩy tay, tầm mắt phóng khoáng lúc sau cẩm bảo đối với trong nhà mỗi một chỗ đều đặc biệt hiếm lạ, mão đủ sức lực làm thái gia gia đẩy đi lại. Thái gia gia đi mau đi mau. Bạch gia cũng muốn thả bay tự mình, đi ra ngoài đi lại đi lại. Mã Xuân Hoa, ngươi thái gia gia nghe không được ngươi nói chuyện được không? Cẩm bảo sốt ruột a, à, nhân gia cũng tưởng tượng tỷ tỷ giống nhau cùng nãi nãi cùng nhau chơi nha. Cái này tiểu lãm nhảm thật đúng là từ khi có thể cùng nàng câu thông lúc sau, lời nói càng ngày càng mật. Mã Xuân Hoa bất đắc dĩ đối với sư phụ nói, ngài đẩy cẩm bảo nhiều động động, tiêu hóa tiêu hóa đối thân thể có chỗ lợi. Trương thần y nhìn Mã Xuân Hoa giảo hoạt ánh mắt, cảm thấy đồ đệ chính là cố ý, cùng nàng ở chung lâu như vậy, hắn biết đồ đệ là cái có thù tất báo người, khẳng định là nương lần này cơ hội cố ý trả thù thái tử ngày ấy cố ý hù dọa nàng lời nói. Trong viện, Mã Xuân Hoa ra vẻ diệu hâu, triệu thị trở thành mấy cái hài tử ưng mụ mụ, phía sau là diệu diệu, khang khang, thường thường, cuối cùng một cái là trác tận trời biếm tóc tiểu linh. Mã Xuân Hoa, bọn nhỏ đều chuẩn bị hảo, diều hâu tới lạc. Bọn nhỏ vẫn là lần đầu tiên cùng nãi nãy cùng nhau chơi trò chơi, bởi vì ngày thường các đại nhân đều bận quá, làm sao có thời giờ sẽ cùng hài tử cùng nhau chơi, tiểu linh tử cả ngày cùng nương ở bên nhau liền càng không có chơi qua như vậy trò chơi. Đại bá nương cứu mạng A. Tiểu linh tử cẳng chân đoạn, chuyển tốc độ cũng chậm, lập tức đã bị trương nãi nãi cấp bắt được trong tay. Cuối cùng Mã Xuân Hoa không ngừng cố gắng đem thường thường, Khang Khang còn có dịu dịu bắt được trong tay. Triệu thị quay đầu nhìn lại, trổng kết, vỗ về cái trán xin lỗi nói, thật thật xin lỗi, không có bảo vệ tốt Tiểu Ưng, bọn nhỏ có thể hay không sinh đại bá nương khí nha. Tiểu Linh Tử tiến lên trấn an Triệu thị nói, đại bá nương tận lực, tiểu linh tử không trách không trách. Khang Khang, thường thường cũng không trách đại bá nương, là nãy nãy quá hung hãn. Mã Xuân Hoa vừa nghe này đó hài tử là muốn làm phản a chính mình cũng không thể đương cái tên xấu xa này, chạy nhanh đề nghị chính mình cũng muốn đương diều hâu mụ mụ, lần này đổi thành triệu thị đương đáng giận diều hâu, lần này quả thực như mã xuân hoa nguyện, triệu thị bị trở thành đáng giận người xấu. Trong viện một mảnh tường hòa, làm nằm ở trên giường đất thái tử tâm sinh hâm mộ, tuy rằng các nàng không có tôn quý thân phận, nhưng là bọn họ có thể ở trong nhà hưởng thụ thiên luân chi nhạc, đây là làm hoàng gia con cháu không có cách nào thể hội. Hoàng gia tranh đấu quá thảm thiết vô tình, căn bản không có thân tình đáng nói làm thái tử cảm động chính là Mã Xuân Hoa cư nhiên làm nàng nhi tử cho chính mình chế tác một cái đặc chế xe lăn, thứ này thực kỳ lạ, thực dụng suất rất cao, hắn vẫn là lần đầu thấy. Cơm sáng sau, Văn Tùng liền đem hắn ôm ở trên xe lăn, ngồi ở trong viện hưởng thụ ánh mặt trời, buổi chiều cùng bọn nhỏ giống nhau ngủ trưa, cơm chiều sau cùng Mã Xuân Hoa nhi tử cùng bọn nhỏ cùng nhau đọc sách. Hắn không biết loại này ở nông thôn nông phu còn bị một cái lão phụ yêu cầu học tập. Học tập đối với trồng trọt có chỗ lợi gì? buổi tối thời điểm, Văn Đức cùng Văn Tùng huynh đệ sẽ giúp hắn tắm rửa rửa mặt, vốn tưởng rằng tới rồi nơi này sẽ thực dơ loạn kém, không nghĩ tới trương gia tất cả mọi người như vậy ái sạch sẽ ngăn nắp. Hiện tại hắn mới phát giác bên ngoài thế giới là tốt đẹp như vậy, người với người chi gian không nhất định chỉ có ích lợi tồn tại, đồng thời cũng sẽ có chân tình tồn tại. Giống như trương gia mọi người, cũng không biết được thân phận của hắn, không có ích lợi nhưng đồ còn đối hắn cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, làm hắn đối mã xuân hoa có tân nhận tri một cái lão phụ tư tưởng vượt mức quy định sớm muộn gì vận động kéo con cháu phấn khởi đọc sách còn có thể sáng tạo mỹ thực còn tinh thông y thuật thật là cái nắm lấy không ra cực phẩm lão phụ khó trách trương thần y cả đời đều không có thu đồ đệ đi vào này hẻo lánh tiểu sơn thôn lại duy độc thu nàng nhìn dáng vẻ hắn ánh mắt độc đáo mã xuân hoa xác thật có hậm hực thường nhân chỗ hơn người mã xuân hoa quán mì nhỏ rốt cuộc khai trương mã xuân hoa cấp quán mì lấy cái dễ nghe tên gọi phẩm phẩm tiên quán mì Khai trương cùng ngày, Trương Thần Y cùng Thái tử cũng đi theo đại gia cùng nhau nói trong tiệm đi cổ động, đương nhiên, Mã Xuân Hoa vì không cho Thái tử dẫn người chú ý, còn tỉ mỉ vì hắn trang điểm một chút. Nãy nãy, vì sao phải cho cảnh đại bá bao vây như vậy kín mít? Diệu Diệu nháy đôi mắt hỏi. Mã Xuân Hoa cười thần bí nói, ngươi đại bá bệnh còn không có hảo, cho nên mới muốn đem hắn bao vây kín mít. Xảo Vân có điểm buồn bực, nghi hoặc nói, nương, bao vây kín mít còn chưa tính, kia vì sao còn muốn cho cảnh đại ca trang điểm thành nữ nhân bộ dáng. Cảnh nghi nghe được xảo vân hỏi chuyện, hận không thể muốn chui vào khe đất. Hắn đường đường một cái thái tử cư nhiên muốn chịu một cái lão phụ như thế đối đãi, thật là mất mặt. Ngươi cảnh đại ca người trong nhà phát sinh điểm biến cố, trong nhà người thiếu nợ bên ngoài chính chủ chạy, đòi nợ liền tìm đến ngươi cảnh đại ca trên người, vì tránh cho phiền toái mới muốn ngụy trang. Xảo vân dùng đồng tình ánh mắt nhìn cảnh nghi, thở dài, cảnh đại ca ngươi thật xui xẻo, gặp được như vậy người nhà cảnh nghi còn không thể giải thích bởi vì trương gia người không biết thân phận của hắn nghe được xảo vân vì chính mình tao ngộ cảm thấy đồng tình chỉ có thể xấu hổ bồi cười trương thần y bổn cung có thể phản kháng một chút thử xem không long thái tử dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi trương thần y bỗng nhiên cảm thấy cái này hỏi chuyện có điểm quen tai hình như là thái tử cùng đồ đệ mới gặp thời điểm đồ đệ đổi ý hỏi chuyện này hai người thật đúng là rất có ăn ý hỏi đồng dạng vấn đề Trương thật biết đồ đệ dụng ý, không nghĩ đem hắn một người ném ở trong nhà, nhưng là ra cửa còn sợ hắn sẽ bị người tiếp tục đuổi giết, làm như vậy cũng là vì bảo hộ hắn an toàn. Trương thật lắc lắc đầu, ý bảo cảnh nghi chỉ có thể theo đồ đệ ý nguyện. Cảnh nghi có chút buồn bực, vẫn là nhược nhược hỏi câu, ta có thể hay không lưu tại trong nhà, một cái quán mì khai trương dùng như vậy đại trận trượng sao? Mã Xuân Hoa cười khanh khách trả lời, cũng đúng, vậy làm thanh đoàn ở nhà bồi ngươi. Cảnh nghi đầu lay động giống trống bỏ giống nhau, lưu hắn cùng một con rắn ở nhà, trở về cũng chỉ có thể thấy một khối thi thể, bởi vì hắn đã bị xà hù chết. Chương 84 không cắn người cách ứng người. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mã Xuân Hoa vừa nhìn thấy cảnh nghi ăn mệt bộ dáng liền muốn cười, rốt cuộc là nuông chiều từ bé nam nhân, liền xà đều sợ. Kỳ thật Mã Xuân Hoa không biết, hắn cũng không phải trời sinh liền sợ xà, khi còn nhỏ, hậu cung giai lệ ba nghìn, cũng là ngươi lừa ta gạt tu la tràng. Có một vị hậu cung nương nương vì tranh sủng, cố ý phóng thích rắn độc cắn hắn, làm hại hắn thiếu chút nữa mạng nhỏ xong rồi. Còn hảo có trương thần y ra tay, mới hóa hiểm vi di, lại làm hắn để lại bóng ma. Kỳ thật cảnh nghi cũng biết Mã Xuân Hoa là hảo tâm, sợ hãi hắn bị người đuổi giết, nhưng là hắn trong lòng chính là không thoải mái, đường đường một quốc gia thái tử, bị nàng giả dạng thành một nữ nhân. Dương mắt nhìn Mã Xuân Hoa, tổng cảm thấy nàng hình như là cố ý trả thù chính mình người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu còn có cầu nhân gia thời điểm Khẽ trắng môi nhịn một chút liền đi qua dù sao nơi này cũng không ai nhận thức hắn quán mì trước cửa mã xuân hoa mang theo nữ nhi ở cửa đón đi trước về nhìn dáng vẻ mì sợi thực chịu mọi người hoan nghênh khai trương sau tiểu điếm lại đây ăn mì người nối liền không dứt đều khen ngợi mì sợi có lợi và thực tế còn ít giá rõ ràng lão bản làm người thật thành Dịu dịu mang theo Tiểu Linh còn có bọn đệ đệ cùng nhau ở trước cửa nhặt pháo trúc, những cái đó không có thiêu đốt quá Tiểu Tiên thống nhất thu hồi tới chờ nhàn hạ khi làm Tiểu Thúc cấp châm ngòi. Mã Xuân Hoa cười không khép miệng được, mấy ngày trước đây còn có điểm lo lắng mọi người không tiếp thu được này xú xú bún ốc, không nghĩ tới, nơi này dân chúng cư nhiên như thế thích khác thường khẩu vị. Trương gia thiếm thật đúng là có quyết đoán, hạch dẻ rang đường không kiếm tiền, cư nhiên đổi nghề khai quán mì. Mã Xuân Hoa mới vừa cùng cùng xảo vân tiễn đi một bàn khách nhân, dương mắt lại thấy nhất không muốn thấy hai người. Nương nương. Thật dài thời gian cũng chưa thấy ngươi, thường thường tưởng ngươi lạp. Thường thường mắt sắc, vừa mới ngồi sổn trên mặt đất không chú ý, dương mắt vừa vặn thấy mẫu thân cùng mợ cùng nhau, cư nhiên cũng tới tham gia quán mì khai trương. Hắn cao hứng vứt bỏ trong tay pháo, tiến lên liền ôm lấy mẫu thân đùi hô. Khang khang thấy đệ đệ như vậy kích động, chính mình nội tâm cũng phi thường chờ đợi đầu nhập mẫu thân ôm ấp, nhưng là cha nói qua, Hiện tại mẫu thân đã không thể cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, gặp mặt phải hiểu được đúng mực. Tiểu hài tử muốn gì đúng mực, chính mình tưởng nương còn dùng chịu đựng sao? Hắn nhịn không được rưng rưng liền bổ nhào vào mẫu thân trước mặt hô, nương, Khang Khang cũng tưởng ngươi lạp. Phương thị cúi đầu thấy ôm lấy chính mình đùi hai đứa nhỏ, chính mình cũng đau lòng tưởng niệm, dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt. Khang Khang, thường thường, các ngươi gần nhất hảo sao? Cha đối với ngươi hảo sao, ở nhà có thể ăn no mặc ấm sao? thật dơ chu hồng mai quay đầu lại chán ghét nhìn nhìn trương gia hai cái loại nàng xẻo liếc mắt một cái không tiền đồ tiểu cô nói được rồi lại không phải tám trăm đời không gặp đến nỗi như vậy trình diễn đoàn tụ tiết mục sao người nhiều như vậy chú ý điểm hình tượng xảo vân có điểm thấy không quen nhị tổ nhà mẹ để tổ tử nói như vậy lời nói tức giận bất bình nói hài tử thấy nương lẫn nhau tố tâm sự thân cận thân cận cái gì kêu diễn kịch người nói chuyện như thế nào như vậy ngươi còn có phải hay không nữ nhân chu hồng mai kia há mồm chính là chưa bao giờ làm quá bị một tiểu nha đầu nghi ngờ lập tức hồi dỗi có phải hay không nữ nhân không cần ngươi một cái vô tri nha đầu nghi ngờ ta nói các ngươi trương gia đủ vừa nói chính mình không làm mua bán cũng không cho chúng ta hảo quá đúng không còn không phải là cô em chồng dạy chúng ta điểm xào hạt dẻ tay nghề các ngươi đến nỗi đem bí phương nơi nơi truyền bá làm mọi người cùng chúng ta đoạt sinh ý xảo vân vừa thấy nguyên lai like là tìm việc tới tiến lên liền muốn cùng nàng lý luận mã xuân hoa lập tức giữ chặt nàng không nghĩ nữ nhi ra mặt. Lúc này văn hoàng đi ra, thấy tiền nhiệm tức phụ đã đến có điểm kinh ngạc, nghe được tẩu tử nói âm liền biết người tới không có ý tốt. Tẩu tử, linh tú tới, tiến vào ngồi ngồi đi. Phương linh tú nhìn đã lâu không thấy văn hoàng, cho rằng hắn sẽ vì chính mình chưa gượng dậy nổi, không nghĩ tới hiện tại hắn nhìn qua càng thêm quan thải chiếu nhân. Không đợi nàng mở miệng, chu hồng mai liền nói, miễn đi. Chúng ta như vậy keo kiệt người nhưng vào không được các ngươi như vậy cao quý quán mì. Mã Xuân Hoa nhìn lên này hai người thật đúng là không có việc gì tìm việc chính mình nhưng không quen nàng, không tiến liền không tiến đi, hài tử nương xem hài tử không gì đáng trách, sự tình trước kia nếu thị phi tại đây nói ta không ngại đổi cái công chính địa phương, đã có tự mình hiểu lấy kia ta không cùng các ngươi khách khí lạp. Chu Hồng Mai vừa thấy, lão thái thái cư nhiên lấy chuyện này đắn đo chính mình, đổi cái địa phương liền kém nói thượng nha môn, nàng thật đúng là nhẫn tâm. Nghe một chút, nghe một chút, đây là người mắt mù tìm nhà chồng. Chu Hồng Mai ở Mã Xuân Hoa trước mặt mất mặt mũi, duỗi tay không quan tâm chỉ vào Phương Linh Tú chóp mũi mắng. Mã Xuân Hoa có thể thấy được không được bọn nhỏ ấu tiểu tâm linh thấy mẹ ruột chịu nhục hình ảnh, tức giận ngăn cản, được rồi, ta bổn niệm trước kia thân thích một hồi, làm hài tử nương nhìn xem hài tử, ta xem ngươi này cũng quá khi dễ người, hôm nay nhà ta khai trương, không đuổi đi ngươi đi, ngươi thật đúng là bỏ hung bò chân mặt, không cắn người ngươi cách ứng người, có thương có lượng thỉnh ngươi đi vào, ngươi không lấy chính mình đưa người, cũng đừng làm ta nói thô tục làm ngươi lăng chu hồng mai thấy mã xuân hoa như vậy kiêu ngạo ương ngạnh chính mình cũng không phải đèn cạn dầu vừa định véo eo cùng nàng đối mắng liền thấy quán mì vụt ra một con đại hoa cẩu không đúng một con đại hoa miêu má ơi là một con đại báo đốm nhà nàng thật đúng là kỳ ba nghe nói có điều gây go cánh tay xui xẻo xà hiện tại cư nhiên còn dưỡng một con kỳ quái báo đốm thật là hù chết người này không phải tẩu tử sao đứng ở cửa làm gì Mau tiến vào làm ra vẻ. Mầm hoa không biết cửa đã xảy ra sự tình gì. Thấy đại gia không khí không đúng, liền mở miệng điều tiết hạ không khí. Phương Linh Tú có điểm nghi hoặc, dương mắt nhìn giọng nói của nàng giống chủ nhân, bỗng nhiên có điểm nổi trận lôi đình, người một cái quả phụ như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Văn Hoàng thấy mầm hoa mặt nháy mắt bị chất vấn đỏ lên, chạy nhanh giải thích, nàng là tới nơi này hỗ trợ, người nói chuyện có thể hay không khách khí điểm. Phương Linh Tú vốn là trong lòng có hỏa thấy mới vừa hợp lý nam nhân còn không có mấy ngày liền che chở nữ nhân khác, lập tức trong cơn giận dữ, tiến lên chính là một cái vang dội bàn tay. Người này không biết xấu hổ nữ nhân, thật không biết cảm thấy thẹn, chuyên môn hướng nam nhân nhiều nhân gia toản, ta không ở mới mấy ngày liền thông đồng trương gia nam nhân, người cái này hồ ly tinh. Bang Mã Xuân Hoa một cái tát ném ở Phương Linh Tú trên mặt, cả giận nói, người tính cái thứ gì, có cái gì tư cách đối nhà ta khách nhân khoa tay múa chân. Phương Linh Tú trừng lớn đôi mắt, mới ý thức được chính mình đã không phải trương gia tức phụ. Chu Hồng Mai quay đầu nhìn lại, khinh bỉ mắng, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nói xong trực tiếp ném xuống những lời này mặc kệ nàng thẳng đi rồi. Khang Khang Hòa Bình Bình, vốn đang ở ôm mẫu thân đùi, thấy nàng vô duyên vô cớ đánh người có điểm sững sờ, chạy nhanh chạy về nải nải bên người. Mẫu thân, động thủ đánh người không phải hảo hài tử. Khang Khang nhược nhược nói. Mầm hoa bụng mặt, kỳ thật nội tâm có điểm ủy khuất hỗ trợ cũng giúp làm lỗi. Nhưng là nàng minh bạch tẩu tử khẳng định hiểu lầm cái gì, chạy nhanh giải thích, tẩu tử ta chỉ là lại đây hỗ trợ, ta không phải. Cửa một nháo, hấp dẫn không ít người quan kháng, bắt đầu thật đúng là bị phương thị mang chạy thiên, bởi vì nàng câu dẫn nhân gia nam nhân. Cẩn thận vừa nghe, nguyên lai nàng là bị trương gia hưu bỏ trước tức phụ, kia còn có tư cách nói chuyện, khó trách liền nhà mình tẩu tử đều ngại mất mặt đi rồi. Mã Xuân Hoa một hồi thân, mở miệng ngăn lại, không cần phải xen vào nàng, nàng cùng chúng ta Trương gia không có nửa điểm quan hệ, không cần hướng nàng giải thích. Nói xong duỗi tay lôi kéo mầm hoa, mang theo bọn nhỏ cùng nhau xoay người hồi quán mì. Giờ phút này Phương Linh Tú mới hoàn toàn hối hận đã chết, chính mình một tay hảo bài đánh nát như. Khai trương điển lễ như vậy náo nhiệt như thế nào không cho ta biết một tiếng. Một câu nghe vào Mã Xuân Hoa lỗ tai càng là làm người ngột ngạt. Chương 85 nữ nhi chỉ có thể đại nghĩa diệt thân lạc. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau Cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mã Xuân Hoa nghe được thanh âm này, liền cảm giác được so thấy kia phương gia hai người còn cách ứng. Liền thấy Hoàng Lung Vi thân khoác áo choàng, đầu đội nỉ mũ, chân đặng lộc dày da, đầy mặt tươi cười đi vào tới. Trương gia thím chúc mừng chúc mừng. Không nghĩ tới các ngươi quán mì liền ở nhà ta bố cửa hàng không xa, về sau chúng ta chính là hàng xóm, nếu là có chuyện gì lại đây thông báo một tiếng liền hảo nói xong duỗi tay liền ra mệnh lệnh người đem mang đến đại bao tiểu bọc lễ vật đưa tới, sau đó tống cổ hạ nhân trở về. Mã Xuân Hoa thấy hắn trong lòng đổ khó chịu, nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, làm xảo vân đem lễ. Vật tiếp nhận đi đưa về quán mì. Hoàng Lung Vi thấy xảo vân hôm nay trang điểm phá lệ xinh đẹp, một trương đỏ bừng mặt trái xoan, ô chăm chú mắt to, đen nhánh lượng lệ tóc dài, bị một thân màu đỏ rực hoa áo bông phụ trợ, tựa như tràn ra hồng liên. Mã Xuân Hoa xem hắn đối nữ nhi ánh mắt, một bộ chưa đã thèm bộ dáng, tâm sinh không vui. Miễn cưỡng mang theo ý cười nói, hoàng công tử khách khí, chính là cái quán mì nhỏ, buôn bán nhỏ hẳn là phiền toái không đến hoàng công tử. Hoàng Lung Vi nghe ra Mã Xuân Hoa đây là uyển chuyển cự tuyệt, xấu hổ cười cười, da mặt dày hướng trong thăm xem nói, đại ca cùng xảo vân muội tử đều ở, ta đi vào cùng bọn họ tâm sự. Mã Xuân Hoa nhìn hắn rời đi bóng dáng, hận không thể trực tiếp dùng đôi mắt xẻo chết hắn. Văn Hoàng có điểm buồn bực nói, vị này hoàng công tử gì thời điểm cùng đại ca muội tử như vậy hiểu biết, còn gọi như vậy thân thiết. Phi. Nếu không phải xem ở khai trương đồ cái cắt lợi, ta mới sẽ không làm hắn vào cửa. Văn Hoàng thấy nương vẫn là lần đầu tiên như vậy chán ghét một người, ngay cả chính mình kia tức phụ cũng chưa như vậy trực tiếp mắng xuất khẩu. Mã Xuân Hoa càng nghĩ càng sinh khí, như thế nào có thể làm hắn lại làm vài lần gia cùng phía dưới làm hắn tiếp cận nữ nhi đột nhiên nàng thấy Diệu Diệu mang theo đệ đệ ở chính mình bên người nhàm chán, trong mắt chuyển động, mở miệng mệnh lệnh nói, Diệu Diệu, nãy nãy cho các ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, không biết các ngươi có thể hay không hoàn thành. Diệu Diệu lớn nhất, nàng thấy quán mì bên ngoài phát sinh sự tình, biết nãy nãy tâm tình không tốt, nhấc tay tỏ thái độ, nãy nãy cứ việc nói, Diệu Diệu bảo đảm hoàn thành. Khi hảo, nãy nãy làm ngươi mang theo khang khang huynh để đi bồi tâm tình không tốt cô cô, một tất cũng không rời thủ nàng có thể làm đến sao. Diệu Diệu cùng Khang Khang huynh đệ vừa nghe, đây chính là nãy nãy lâu như vậy tới nay lần đầu tiên như vậy chính thức giao cho bọn họ nhiệm vụ, lập tức tỏ thái độ, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Mã Xuân Hoa vì ủng hộ ba người sĩ khí, nhất nhất vỗ tay cổ vũ bọn nhỏ cố lên. Nhìn ba người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, Mã Xuân Hoa còn ở sau lưng nhỏ giọng hô, Diệu Diệu, hành sự tùy theo hoàn cảnh cơ linh điểm, đừng làm cho bất luận kẻ nào, nhớ kỹ bất luận kẻ nào quấy rầy tiểu cô. Diệu Diệu lôi kéo Khang Khang Hòa Bình Bình tay, xoay người cấp nải nải một cái yên ổn ánh mắt. Mã Xuân Hoa lúc này mới thẳng khởi vòng eo, cùng bọn nhỏ biểu đạt chính mình ý nguyện thật đúng là đến muốn dựa trí tuệ. Vỗ vỗ tay, xem cái kia Hoàng Lung Vi còn như thế nào đơn độc câu dẫn chính mình nữ nhi. Ngươi đang làm gì, như vậy lén lút. Mã Xuân Hoa có lẽ là vừa xui khiến hài tử làm chuyện xấu, có tật giật mình nàng bị dọa đến một cái giật mình thiếu chút nữa không đứng vững. Xoay người vừa thấy cư nhiên là sư phụ đẩy cảnh nghi không biết khi nào đứng ở nàng phía sau. Nàng khẩn trương quan sát, thấy bốn bề vắng lặng mới vỗ vỗ bộ ngực, thoáng yên tâm oán trách nói, sư phụ, người dọa người hù chết người hảo đi. Cảnh nghi đang ở dùng khác thường ánh mắt nhìn mã xuân hoa, không nghĩ tới một cái lớn như vậy số tuổi lão phụ cư nhiên xui khiến ba bốn tuổi hài tử đi làm chuyện xấu. Đồ đệ, sư phụ thật sự vì ngươi cảm thấy mất mặt, dịu dịu mới bao lớn, ngươi liền đi làm nàng mang theo đệ đệ đi làm chuyện xấu, Mã Xuân Hoa liền biết sư phụ cùng cảnh nghi là hiểu lầm chính mình, chạy nhanh giải thích nói, sư phụ ngươi không biết, vừa mới tới cái kia Hoàng Lung Vi chính là cái tra nam, nếu là ngày xưa ta liền đem hắn liền người mang đồ vật cùng nhau quăng ra ngoài, nhưng là hôm nay không phải khai trương sao, cho nên ta mới làm bọn nhỏ đi làm phá hư đuổi đi cái kia ôn thần. Tra nam. Cảnh nghi không hiểu hai thầy trò cái nói chính là ý gì. Trương chân kinh thường cùng đồ đệ tham thảo y thuật, còn thường xuyên tiếp xúc đến nàng thuận miệng nói mới mẻ từ ngữ, há mồm nói, chính là đối cảm tình không thuần, cố ý đùa bẩn nữ hài tử hư nam nhân. Cảnh nghi lúc này mới minh bạch Mã Xuân Hoa vì sao sẽ làm như vậy, hắn có thể nhìn ra Mã Xuân Hoa đối bọn nhỏ dụng tâm, đặc biệt đối chính mình bảo bối nữ nhi sủng nịch cùng phù hộ, hiện giờ bị như vậy như hổ trình mồi ra nam mơ ước đương nhiên sẽ phá lệ lo lắng. Quán mì hậu viện Nơi này vốn dĩ chỉ là trương gia người có thể ra vào địa phương, nhưng là văn đức cái này khờ khảo tuy rằng biết hoàng công tử phẩm hạnh không hợp, nhưng là ở không có chính mắt gặp qua nàng phẩm hạnh không hợp bộ dáng, vẫn là không thể tin được hắn sẽ làm chuyện xấu. Hắn đặc biệt thật sự cư nhiên đem hắn mời đến hậu viện. Vừa vặn xảo vân một người ở tiểu thính nghỉ ngơi, hồi tưởng hôm nay nhị tẩu hành động, đang ở vì hai cái cháu trai cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này đại ca mang theo Hoàng Lung Vi vào cửa, xảo vân thấy có điểm buồn bực hỏi, đại ca, ngươi sao đem hắn đưa tới hậu viện? Hoàng Lung Vi miệng lưỡi sắc bén, chạy nhanh vì đại ca giải thích, ngượng ngùng, ngượng ngùng, đều do ta chân tay vụng về đem nước trà rơi tại trên quần áo, đại ca mang ta lại đây xử lý một chút. Kỳ thật Văn Đức nếu là biết gia hỏa này là cố ý, như thế nào cũng sẽ không dẫn sói vào nhà. Vừa vặn không khéo, triệu thị lúc này ở ngoài cửa đẩy cửa liền hô, lão đại, ngươi mau đến xem xem, hôm nay bột mì còn phải dùng nhiều ít, sau bếp ở thúc dục đâu. Văn Đức có điểm sốt ruột, không tiện mở miệng ý bảo Hoàng Lung Vi nhanh lên xử trí. Chính là Hoàng Lung Vi vốn dĩ chính là cố ý vì này, vừa vặn lấy cớ nói, đại ca, ngươi đi trước vội, ta thu thập hảo liền tới, thực mau thực mau. Xảo Vân cũng là sợ chậm trễ trong nhà quán mì sinh ý, dù sao các nàng nơi tiểu phòng tiếp khách cách tiền viện không xa, có gì tình huống một kêu sẽ có người hưởng ứng. Đại ca đại tẩu, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này là được. Hoàng Lung Vi đang ở cao hứng, rốt cuộc tìm được cơ hội cùng xảo Vân cô nương một chỗ một thất. Liền tính không có gì sự tình phát sinh, hắn cũng sẽ tìm đúng cơ hội chế tạo sự tình. Chuyện này hắn không thiếu làm, tổng hội tìm được lấy cớ hoặc là nhược điểm áp chế cùng xảo vân có lại lần nữa gặp mặt lấy cớ. Xảo vân mở cửa tiễn đi đại ca, liền ở Hoàng Lung Vi cho rằng cơ hội đến thời điểm, bỗng nhiên từ kẹt cửa chui ra tam ca đầu nhỏ, ngay sau đó theo kẹt cửa từ bên ngoài chen vào tới. Kỳ thật ba cái tiểu hài tử đã ở cửa quan sát hảo một trận, biết tiểu cô mệt mỏi ở phòng nghỉ ngơi, tam tiểu chỉ liền vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Dịu dịu tỷ tỷ, người nói tiểu cô ở bên trong ngây người cả buổi, có thể hay không buồn, ta muốn hay không đi vào trò chuyện. Thường thường ngồi sổng ở góc tường ngồi sổng chân nhỏ đều mau chết lặng, hắn kỳ thật là muốn mượn cơ vào nhà uống nước. Không được, tiểu cô tâm tình không tốt, vẫn là không cần đi vào quấy rầy. Hai hài tử thực nghe lời, vẫn luôn tể ở bên nhau chặt chẽ nhớ kỹ nãy nãy nói, ai cũng không được tới gần tiểu cô phòng. Khang khang mắt sắc thấy đại bá mang theo một vị nhà giàu công tử vào cửa, tam tiểu chỉ hoảng thần. Nãy nãy nói, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy tiểu cô, dịu dịu tỷ ngươi nói, đại bá có tính không bất luận kẻ nào. Dịu dịu có điểm không nhịn được mặt, vừa mới đệ đệ muốn vào cửa uống nước chính mình cũng chưa làm, hiện tại cha đi vào hẳn là chính là quấy rầy tiểu cô nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ trả lời, tính. Ta này liền đi vào đem bọn họ hô lên tới. Dịu dịu tâm nói, cha chớ trách. Ở nhà ta nãy nãy lớn nhất, nãy nãy lên tiếng, bất luận kẻ nào không được quấy rầy tiểu cô, Nữ nhi chỉ có thể đại nghĩa diệt thân lạc. Vừa muốn nhấc chân muốn vào cửa, liền nghe được mẫu thân lại đây kêu cha, cái này dễ làm, liền dư lại vị kia quý công tử, liền không cần chính mình đại nghĩa diệt thân lạc. Chờ cha mẹ đi rồi về sau, duỗi tay lôi kéo Khang Khang Hòa Bình Bình hai huynh đệ nhân cơ hội tựa như tiểu cá chạch giống nhau chui vào phòng. Tiểu tử, xem chúng ta tỷ đệ ba không đem ngươi đuổi ra tiểu cô phòng chúng ta liền không họ trương. Chương 86 ít nhiều tam ca cứu giúp kịp thời nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Hoàng Lung Vi còn cảm thấy cùng xảo vân có đơn độc ở chung cơ hội, không nghĩ tới lại bị ba cái hài tử chui tiến vào. Xảo vân còn ở tự hỏi trong chốc lát như thế nào như thế nào tống cổ người này, liền thấy được ba cái hài tử lại đây cứu tràng. Tiểu cô cô, khang khang hòa bình bình cáo kỉnh, hai cái đệ đệ không nghe lời, ngài nói nói bọn họ đi. Xảo vân nhìn nhìn, cũng không có phát giác bọn họ tiểu ca hai có gì nháo mâu thuẫn địa phương, còn có điểm kinh ngạc dịu dịu, bọn họ cũng không có gì cảm xúc a à. dịu dịu trộn túng túng bên người khang khang hỏi các ngươi hai có phải hay không bởi vì nương khắc khẩu hiện tại các ngươi có thể tìm tiểu cô bình phân xử khang khang được đến dịu dịu ánh mắt nhắc nhở lập tức đối với tiểu cô làm nũng nói tiểu cô đệ đệ muốn đi theo mẫu thân đi thường thường không có ca ca như vậy đa tâm mắt nhưng là nghe được ca ca oan uổng có điểm sốt ruột. Ta không có, ta không có muốn đi theo nương đi. Ngươi có, ngươi có. Ta không có. Ta không có. Xảo vân cả ngày ở nhà không có việc gì liền mang theo tam hài tử chơi, nghe nói lời nói ngữ khí chính là hai cái đại diễn, rất nhỏ vô tội biểu tình. Vì tình huống. Ba hài tử là muốn nháo cái gì yêu. Đừng xảo, ta làm tiểu cô bình phân xử. Di. Cái này thúc thúc là ai nha, Diệu Diệu cố ý mới thấy Hoàng Lung Vi, Trang Thiên Chân hỏi. Xảo Vân thấy Diệu Diệu cùng Khang Khang Huynh để kẻ sướng người họa, lập tức hiểu biết ba người mục tiêu cư nhiên là hắn. Bọn nhỏ rất nhỏ căn bản không hiểu được đại nhân sự tình, sau lưng khẳng định có người sai sử, người này nàng tưởng tượng liền biết là nương. Nếu chính mình đã nhìn thấu, vậy trước nhìn xem bọn nhỏ biểu diễn. Hoàng Lung Vi kỳ thật đã sớm đã đem xảo vân trong nhà hết thảy đều tìm hiểu rõ ràng, trước mắt tam tiểu chỉ chính là đại ca gia nữ nhi diệu diệu còn có nhị ca gia song bào thai huynh đệ. Tuy rằng hài tử tới không phải thời điểm, nhưng là hắn cũng không thể cứ như vậy đem hài tử ngạnh đuổi ra đi, làm trương gia người đối chính mình ấn tượng không tốt. Không nhãn lực thấy bọn nhỏ vào cửa căn bản đều không có cho chính mình nói chuyện cơ hội, còn hảo tiểu nha đầu cơ linh, chú ý tới chính mình. Hoàng thúc thúc là tiểu cô bằng hữu, ngươi kêu diệu diệu đi, lớn lên cũng thật đáng yêu. Diệu diệu trong mắt huyên thuyên loạn chuyển, Nhìn trước mắt nam nhân thật đúng là đẹp, nhưng là nãy nãy nói bất luận kẻ nào đều không cho phép quấy rầy tiểu cô. Chính mình đều đại nghĩa diệt thân, lớn lên lại đẹp cũng không được, nãy nãy nói quan trọng nhất. Lục Thúc Thúc ta đương nhiên đáng yêu, bởi vì ta là cha mẹ hảo hài tử. Lục Thúc Thúc, chính mình họ hoàng được không? Hài tử tiểu trí nhớ kém, bất hòa nàng giống nhau so đo, hoàng lung vi như vậy an ủi chính mình. Các ngươi là khang khang hòa bình bình đi lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh vừa thấy tương lai chính là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Khang khang nghe được thúc thúc ca ngợi, mở miệng nói, lục thúc thúc, nãy nãy nói chúng ta trương gia nam hài tử đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hoàng Lung Vi có điểm xấu hổ, không nghĩ tới từng cái hài tử đều kêu chính mình lục thúc thúc, có thể là bọn họ lỗ tai có vấn đề sao? Thúc thúc thực thích các ngươi, nơi này có mấy văn tiền, cho các ngươi mua đường hồ lô ăn có được hay không? Hoàng Lung Vi tính toán dùng tiền thu mua hài tử. Khang Khang không có duỗi tay tiếp nhận, cố ý nghiêng đầu hỏi. Lục thúc thúc, tên của ngươi hảo kỳ quái a? Thường thường thấy nam tử đưa tiền mua ăn, tiến lên dò hỏi. Lục thúc thúc, này đó đồng tiền đủ cho chúng ta một người một chuỗi sao? Hoàng Lung Vi xem ở hài tử rất nhỏ phân thường, cũng không có giải thích, chỉ là ứng phó gật gật đầu. Đương nhiên đủ. Học chợ mang theo ca ca tỷ tỷ cùng đi mua, đã muộn liền bán không có. Thường thường mắt nhỏ tỏa sáng, tiến lên tiếp nhận tiền bạc đếm khang khang thấy đệ đệ như vậy tham ăn tiến lên một phen vỗ rớt trong tay hắn đồng tiền ăn 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 chỉ biết ăn ai thấp đồng tiền đều phải xem thúc thúc đem ngươi bán xem ngươi còn đếm tiền không thúc thúc muốn đem ta bán thường thường không có hoàn toàn lý giải dịu dịu ý tứ các câu lấy nghĩa sau khi nghe được phi thường thương tâm đại ca nói chính mình muốn cùng nương đi còn đánh hắn dịu dịu tỉ tỉ nói trước mắt lục thúc thúc muốn bán chính mình sợ tới mức hắn ngao một tiếng cũng không rảnh lo cái gì nãy nãy dặn dò trực tiếp ôm tiểu cô lên tiếng khóc trống lên. Hoàng Lung Vi có điểm không thể hiểu được, đây đều là cái gì cùng cái gì. Trong lúc nhất thời cho chính mình sửa lại họ không nói, còn bịa đặt sinh sự, làm chính mình lề sách mặt biện. Hoàng Lung Vi vừa định tiến lên đi cùng nơi này duy nhất đại nhân giải thích, đã bị dịu dịu cùng khang khang tỷ đệ đem hắn nạnh sinh sinh đẩy ra, ngươi chán ghét, đều tại ngươi, ngươi tránh ra. Hoàng Lung Vi vốn dĩ tâm tình hảo hảo, hiện tại hoàn toàn bị này mấy cái sốt ruột hài tử cấp nháo đến tâm tình khó chịu, khí rống to, lại hồ nháo ta đem các ngươi từng cái đều quăng ra ngoài. Ngươi dám? Xảo Vân bỗng nhiên tức giận, đây chính là nàng địa bàn cư nhiên dám hù dọa nàng người nhà. Diệu Diệu cùng Khang Khang thấy hỏa hậu đủ rồi, hai tiểu chỉ chạy nhanh sợ tới mức chạy đến tiểu cô bên người, cô cô, người nam nhân này tính tình tốt xấu. Xảo Vân thấy thế, biết bọn nhỏ là cố ý, nghĩ thầm, là cái người bình thường bị các ngươi như vậy một nháo cũng sẽ tính tình đồi bại. Nhưng là nàng biết này ba hài tử là tới trợ giúp chính mình giải vây, không thể trách cứ bọn họ. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, trương gia tam tử văn ngạn mang theo cùng trường bạn tốt từ hiên vừa vặn từ bên ngoài tiến vào. Nghe được Hoàng Lung Vi gầm lên giận dữ, chạy nhanh phá cửa mà vào. Hai người thấy tình cảnh chính là muội muội xảo vân mang theo ba hài tử bị một cái công tử áp chế thế cục. Ngươi là ai, cư nhiên dám ở nhà ta hành hung. Văn Ngạn thân là một cái học sinh, nhưng là chính mình muội muội bị ủy khuất vẫn là phải có nam tử hán quyết đoán vì nàng chống lưng. Hoàng Lung Vi cảm thấy hôm nay xui xẻo tột đỉnh, gặp được ba cái đánh rắm không hiểu tiểu oa nhi, đem tâm tình của mình làm cho hỏng bét. Tam thúc, cái này lục thúc thúc muốn bán ngó sen. Thường thường đúng lúc hô lên một câu, tức khắc làm Văn Ngạn nổi trận lôi đình. Hoàng Lung Vi càng là hết đường chối cãi, nhưng là trong phòng có một cái minh bạch người, chạy nhanh tiếng lên kéo nàng nói, xảo vân cô nương, mau giúp ta giải thích. Xảo Vân vừa muốn xuất khẩu, liền nghe được dịu dịu hô, tam thúc, này lục thúc thúc cốt xấu, không riêng muốn bán đệ đệ, còn muốn đem ta cùng khang khang quăng ra ngoài. Văn ngạn còn không có sinh khí, đồng hành từ hiên chính là cái ái bên vực kẻ yếu huyết khí phương cương thiếu niên, xem khương trước mắt hung thủ còn muốn tiếp tục hành hung, chạy nhanh tiến lên, một phen túng quá hắn, trực tiếp một quyền tấu ở trên mũi. Hoàng Lung Vi đó là cả ngày chơi bời lêu lỏng công tử ca, luôn chiều từ bé chủ làm sao thừa nhận từ hiên kia công kích mãnh liệt, máu mũi theo khóe miệng liền chảy ra. Mã Xuân Hoa không yên tâm tam hài tử như vậy liền đi vào, vẫn luôn cố ý vô tình chú ý bên này động tĩnh, nghe được bên này có động tĩnh, chạy nhanh nhanh chân liền vọt tiến vào. Sao lại thế này, như thế nào còn đánh nhau rồi? Hoàng Lung Vi bởi vì cái mũi chảy huyết, miệng không nhanh nhẹn, một trương miệng liền ô ô ô nói không rõ. Thường thường ủy khuất ba ba biên nước nở liền mở miệng nói, nãi nãi, lục thúc thúc hư, làm hại thường thường bị ca ca đánh bàn tay, bị tỷ tỷ mắng, lục thúc thúc còn muốn bán thường thường. Hoàng Lung Vi ánh mắt né tránh, lại sợ hãi bên cạnh cái kia dáng người cường tráng thiếu niên, muốn giải thích lại nhất thời không mở miệng được. Mã Xuân Hoa thấy thế mở miệng hỏi, lục thúc thúc. Xảo Vân, ngươi nói đến cùng sao lại thế này? Xảo Vân ra vẻ choáng ván, mở miệng hồi ức nói, bọn nhỏ lại đây tìm ta nói thường thường muốn cùng nhị tẩu đi, khang khang làm ta này tiểu cô tới phân xử, ngẫu nhiên gặp được hoàng công tử hoàng công tử bắt đầu thực kích hài tử lấy tiền làm hài tử đi mua đường hồ lô cũng không biết chúng ta hồi sự khang khang không cho thường thường đi mua thường thường muốn ăn dịu dịu trách cứ thường thường ba người một nháo hoàng công tử có lẽ bị bọn họ nháo đến vừa giận liền phải bán thường thường sau đó đem hai hài tử quăng ra ngoài hoàng lung vi nghe đến đó dùng sức lắc đầu cái này xảo vân rốt cuộc có thể hay không tự thuật này không phải sự thật xảo vân thật mạnh gật gật đầu sau đó khẳng định nói, ân, sự tình chính là như vậy sự tình, ít nhiều tam ca cứu giúp kịp thời. Chương 87 vừa ra chân chính anh hùng cứu mỹ nhân. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Hoàng Lung Vi rốt cuộc nhịn không được, cũng không rảnh lo dơ, dùng tay áo dùng sức lau một phen máu mũi, giải thích nói, trương thím, không phải như thế. Diệu diệu thấy thế, cái này công tử chính là vì lừa gạt bọn họ đi ra ngoài, khẳng định định là đối tiểu cô không có hảo tâm. Nãy nãy, lục thúc thúc thực tàn ác hư, nàng còn muốn đánh tiểu cô cô, tam thúc cùng soái thúc thúc đều thấy. Không có không có, người này nhảy ranh như thế nào tùy tiện nói dối gạt người. Hoàng Lung Vi bị dịu dịu khí có điểm nói năng lộn xộn, há mồm liền mắng. Mã Xuân Hoa nhíu mày, nghĩ người này thật đúng là tất không được kính, bị một cái tiểu hài tử vòng đi vào liền lập tức bại lộ bản tính. Lúc này, Văn Đức thấy nương nửa ngày không có trở lại sảnh ngoài, xuất phát từ tò mò chạy nhanh đi ra ngoài tìm tìm vào cửa thời điểm vừa vặn nghe được hoàng công tử há mồm mắng chính mình nữ nhi hắn mấy ngày nay đã bị mẫu thân cải tạo không hề vân vân dạ dạ hoàng công tử ta cho rằng ngươi là chính nhân quân tử mới đem ngươi mang tiếng hậu viện không nghĩ tới ngươi liền một cái hài tử đều không thể chịu đựng ta thật là nhìn lầm ngươi hoàng lung vi xua tay lại lau một phen máu mũi giải thích nói đại ca không phải như thế nghe ta giải thích được không Văn Đức nghĩ hắn ở lớn mật cũng không dám ở trong nhà liền khi dễ hài tử, vẫn là mềm lòng hỏi, dịu dịu, rốt cuộc sao hồi sự. Hoàng Lung Vi thật sợ đứa nhỏ này lại nói hô nói vượng, họp chợ xin giúp đỡ Mã Xuân Hoa nói, Trương Thím, ngài mau hỗ trợ giải thích một chút. Mã Xuân Hoa cố ý ánh mắt mê mang, mở miệng đối với Nhi Tử nói, giống như bọn nhỏ quá lan lộn, Hoàng Công Tử vừa giận lại sử bạc, lại là muốn bán thường thường, còn nói đem dịu dịu tỷ đệ quăng ra ngoài, quy cẩu. Quy cẩu. Ông trời a à, những lời này chính mình giống như chưa nói đi, Hoàng Lung Vi hồi tưởng. Văn Đức căn bản không nghĩ tới Hoàng Công Tử cư nhiên là như thế này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Lão Tam, còn chờ cái gì, cùng nhau đem người này cho ta dẫu đi ra ngoài, ra vẻ đạo mạo gia hỏa chúng ta trương gia không chào đón. Văn Ngạn vẫn là lần đầu tiên thấy đại ca như vậy thiếu kiên nhẫn, ngẫm lại hẳn là nương lửa cháy đổ thêm dầu, nói Hoàng Công Tử muốn đem dịu dịu quăng ra ngoài uy cẩu đi. Uy cẩu. Văn ngạn quay đầu lại nhìn nhìn, hắn chính là rõ ràng mà nghe thấy hoàng công tử nói căn bản không có kia hai chữ. Nhưng là thấy nương như vậy không sao cả bộ dáng, hình như là có cố ý thêm mắm thêm muối ý vị. Mã Xuân Hoa thấy mấy đứa con trai động thủ, có điểm làm bộ khó xử nói, nhi tử, làm như vậy không hảo đi, rốt cuộc nhân gia cầm không ít lễ vật, hiện tại còn đặt ở phía trước đại sảnh đâu. Văn Đức nghe đến đó, không có mẫu thân nhắc nhở thiếu chút nữa quên mất này ra xoay người liền đem hoàng lung vi lấy tới lễ vật trực tiếp ông ra tới toàn bộ ném ở nàng trên người người hoàng gia đồ vật chúng ta chịu không dậy nổi thường thường lúc này từ nhỏ cô thân trên người chảy xuống xuống dưới hô đúng vậy các ngươi hoàng gia đồ vật chúng ta thu không nổi nói xong đem từ trên mặt đất nhặt lên tới đồng tiền trực tiếp ném đến hắn trên người trả lại ngươi hoàng lung vi quay đầu nhìn lại trên đường cái người đều đang xem hắn nhưng là chính mình còn chưa từ bỏ ý định trước khi đi thời điểm mở miệng hô xảo vân cô nương, hết thảy đều là hiểu lầm, ta còn sẽ lại tới cửa bái phỏng. Văn Đức chưa nguôi cân tức, xem ra mẫu thân nói thật đúng là đối, hắn thật đúng là mang theo mục đích tới. Ngươi hết hy vọng đi, nhà ta không chào đón ngươi, ngươi mơ tưởng ở lại đăng nhà ta cửa phòng. Hoàng Lung Vi biết đại ca ở nỗi nóng, chạy nhanh xoay người đem chính mình đồ vật gom gom liền kẹp đi rồi. Mã Xuân Hoa thấy thế. Xoay tay lại lôi kéo dịu dịu còn có khang khang hai anh em liền trở về quán mì. Văn ngạn mơ màng hồ đồ làm đồng lõa, lôi kéo bạn tốt trực tiếp đuổi tới hậu viện hỏi, nương, ngài diễn đến tột cùng là nào ra a? À? Xảo vân biết đây là nương đạo diễn trò hay, cũng rất tưởng biết vì sao. Mã Xuân Hoa thấy nhi nữ như vậy sốt ruột, có điểm ngượng ngùng nói, cái kia trồn nhân phẩm liền không tốt, ta là lo lắng xảo vân, ta như vậy một cái đại nhân tiến đến trộn lẫn nhiều ngượng ngùng, hài tử chân tình biểu diễn, ta chỉ là tưởng cho hắn một chút giáo huấn. Nãy nãy, ta diễn có được không? Diệu Diệu cảm thấy lần này thành công vẫn là chính mình cơ linh gây ra, chạy nhanh tranh công. Khang Khang thấy tỷ tỷ tranh công, cũng đi theo hô, tỷ tỷ là Khang Khang phối hợp hảo. Mã Xuân Hoa cuối người cúi đầu vương tay, cùng hai hài tử vỗ tay chúc mừng thắng lợi. Thường thường thấy thế có chút buồn bực, nải nải, đuổi đi kia lục thúc thúc, thường thường cũng có phân. Khang Khang thấy đệ đệ cũng tưởng tranh công, trêu chọc nói, ngươi trừ bỏ khóc còn làm cái gì lạp. Thường thường thấy ca ca cười nhạo chính mình, thanh âm mang theo khóc nức nở nói, bạc gia còn bị ca ca đánh đâu, bị tỷ tỷ mắng, đây cũng là cống hiến, tiểu cô, thường thường là vì giúp ngươi đuổi đi người xấu, thường thường có hay không công lao a? À. Thấy ca ca vẫn luôn ở cười nhạo chính mình, chạy nhanh xoay người đi tiểu cô kia tìm kiếm an ủi. Xảo vân nhìn tam hài tử, có điểm cảm động, đáp lại nói, đều hảo, đều có công lao. Xoay người nhìn về phía nương thời điểm, sắc mặt có điểm nghiêm túc, nương, lần sau đừng lại làm bọn nhỏ làm việc này, đều bị ngươi dạy hư. Mã Xuân Hoa kỳ thật cũng là không có biện pháp, lâm thời tưởng chủ ý, cũng cảm thấy lợi dụng hài tử thật sự có điểm thiếu tổn hại. Nhưng là hiệu quả không tồi, không có lần sau. Được đến nữ nhi tán đồng, tâm tình nháy mắt biến hảo, nương hai ăn ý vỗ tay tỏ vẻ thắng lợi, thế nhưng quên mất trong nhà còn có nhi tử bằng hữu cũng ở, quay đầu nhìn lại, có điểm xấu hổ. Sửa sang lại một chút quần áo, khôi phục bình thường bộ dáng hỏi, lão tam vị này chính là. Văn Ngạn không đợi mở miệng, Từ Hiên liền tự báo gia môn nói, Trương Bá Mẫu, ta kêu Từ Hiên là Văn Ngạn cùng lớp đồng học, nghe nói hôm nay trong nhà quán mì khai trương cũng lại đây đi theo xem xem náo nhiệt. Từ Hiên, tên nghe như vậy quen tai, như thế nào giống như ở nơi nào nghe nói qua. Mã Xuân Hoa cẩn thận tưởng tượng, giống như trong sách đối hắn giới thiệu chính là khuê nữ bị Hoàng Lung Vi lừa tài lừa sắc bị đánh đẻ non sau, muốn đầu hồ thời điểm, là cái này Văn Ngạn cùng trường cứu nàng. Hiện tại xem, cái này tiểu tử thật đúng là trời sinh một bộ tốt bụng, trong sách đối hắn chưa từng có nhiều giới thiệu, nhưng là có thể khẳng định bình thủy tương phùng đều có thể dũng cảm cứu người, ngày thường đứa nhỏ này phẩm chất cũng khẳng định không tồi. Tới tới tới, xảo vân mau tới đáp tạ ân nhân. Mã Xuân Hoa nghĩ như vậy duyên phận thượng nào đi tìm, nếu là hai người có duyên hôm nay chính là thực tốt bắt đầu. Từ đại ca, hôm nay thật sự muốn đặc biệt cảm tạ ngươi vì ta giải vây, tuy rằng trung gian có điểm tiểu nhạc đệm, ngươi đừng để ý. Từ Hiên cũng coi như là xem minh bạch, hôm nay trận này diễn chính là văn ngạn mẫu thân đạo diễn, chính mình mơ hồ làm đồng lõa. Từ Hiên lần này trở về nghe được bạn tốt văn ngạn nhiều lần nhắc tới mẫu thân thay đổi, chính mình cũng là tâm sinh hâm mộ, trong nhà hắn cha mẹ vì chiếu cố sinh ý, thường xuyên ở bên ngoài hối hả, một chút đều chiếu cố không đến hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày từ nhỏ chỉ còn thiếu tình thương của mẹ hắn thập phần hướng tới. Nghe nói nhà hắn muốn khai quán mì, liền một hai phải lại đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới làm hắn trình diễn vừa ra chân chính anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn có điểm thẹn thùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn văn ngạn muội muội xảo vân, ngươi là văn ngạn muội muội chính là chúng ta đại gia muội muội, bảo hộ ngươi là hẳn là, không cần như vậy khách khí. Xảo vân nhìn có điểm thẹn thùng từ hiên trong lòng có điểm buồn cười, lại niệm thư lại là từng trải người, nói chuyện sao còn mặt đỏ. Từ hiên lớn như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên cùng nữ hài tử như vậy gần gũi nói chuyện, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, may mắn có thường thường tiến lên mở miệng nói chuyện giải vây, cho rằng sẽ hóa giải xấu hổ cục diện, không nghĩ tới lời này vừa nói ra càng làm cho hắn càng thêm tâm hoảng ý loạn. Chương 88 không gian thăng cấp Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Từ hiên vốn tưởng rằng hài tử mở miệng sẽ cho chính mình giải trừ xấu hổ hoàn cảnh, không nghĩ tới hắn lại đồng ngôn vô kỵ nói ra một câu mọi người đều xấu hổ nói tới. Từ thúc thúc, cái kia lục thúc thúc đi rồi, có phải hay không ngươi phải làm chúng ta tiểu dượng? Từ hi người này ngày thường tùy tiện, chính là đề cập nói nữ hài tử sự tình liền sẽ mặt đỏ, chạy nhanh nhìn về phía văn ngạn hy vọng cái này bạn tốt vì chính mình giải vây. Văn ngạn không hổ là chính mình cùng trường bạn tốt, duỗi tay đem cháu trai thường thường ôm vào trong ngực, nói, tiểu tử ngốc, ngươi tiểu cô còn nhỏ, cả chồng còn muốn đã nhiều năm đâu. Khang khang thấy tam thúc bằng hữu bị chính mình đệ đệ nháo cái đỏ thẩm mặt, chạy nhanh mở miệng giải vây, thường thường, tiểu cô còn nhỏ, tam thúc so tiểu cô đại, thành thân cũng muốn tam thúc trước tới. Diệu diệu bỗng nhiên nháy mắt đã hiểu đệ đệ ý tứ, mở miệng cười nói, Nga, tam thúc muốn thành thân lạp, cho nên từ thúc thúc ngươi không nên gấp gáp Nga. Văn ngạn bị chất nữ cháu trai nói tay rung lên, thiếu chút nữa đem ôm vào trong ngực thường thường cấp ném tới trên mặt đất, từ hiên, chạy nhanh tới trước đường yêu cầu hỗ trợ còn không đi. Hai cái thiếu niên xám xịt chạy đi rồi, để lại vẻ mặt cười xấu xa mã xuân hoa. Xảo vân có điểm buồn cười nói, nương, ngươi xem này tam hài tử đều bị ngươi dạy hư, cư nhiên trêu chọc trưởng bối. Mã Xuân Hoa nhìn nhìn sắc mặt thẹn thùng nữ nhi, khóe miệng nhếch lên, chỉ cười không nói, nhìn dáng vẻ cái này trương gia con rể có người được đề cử. Vẫn luôn vội đến buổi tối, quán mì mới tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, đầu bếp cùng tiểu nhị còn có cái đánh tạp A-di ba người bận việc một ngày nghỉ ngơi đi. Thừa dịp thiên không hắc thời điểm, lão đại văn đức liền mang theo văn phi hồi thôn giữ nhà đi, bởi vì trong nhà còn có heo cùng gà muốn uy thuận tiện hai người đưa mầm hoa mẹ con về nhà nhân gia giúp đỡ bận trước bận sau còn bị người oan ủng mã xuân hoa cảm thấy băn khoăn phân phó mấy đứa con trai nhất định phải đem các nàng mẹ con an toàn đưa đến gia mới được văn ngạn cùng từ hiên còn phải về đến học đường mã xuân hoa thực thích cái này nhiệt tâm có chính trực thiếu niên trước khi đi thời điểm nhiệt tình mời nàng lần sau đi ở nông thôn trong nhà chơi từ hiên cũng thực thích văn ngạn trong nhà bầu không khí sảng khoái đáp ứng lần sau đi ở nông thôn làm khách các khách nhân đối với quán mì bún ốc còn có mì sợi ăn đều thực vừa lòng mọi người đều cảm thấy cao hứng tới rồi buổi tối tính tiền thời điểm văn ngạn tính tính cư nhiên kiếm lời năm lượng bạc xóa lợi nhuận hơn nửa nhân công lãi ròng liền dư lại hai lượng bạc văn tùng cùng sảo vân huynh muội cho nhau đối diện không nghĩ tới một cái nho nhỏ quán mì cư nhiên có thể kiếm nhiều như vậy tiền mã xuân hoa thập phần đắc ý hôm nay là cửa hàng khai trương ngày đầu tiên kiếm được sẽ nhiều một chút điểm ngày sau bình thường nói liền ấn một hai tính toán một tháng xuống dưới còn sẽ có 30 lượng thu vào. Này tiểu Nhật Tử không phải hảo đi lên sao? Mã Xuân Hoa mang theo bọn nhỏ lại ở trong tiệm vội một ngày, một đám người tổng không thể đều ở trong tiệm thủ, vì thế Thương Lượng hảo lúc sau đem Văn Hoàng cùng Văn Phi lưu tại cửa hàng quản lý. Suy xét Văn Hoàng đầu dư linh quang, Văn Phi chân cẳng nhanh nhẹn, hai người này mấy tháng học tập vừa vặn có tác dụng, liền làm cho bọn họ huynh đệ trong giữ, đợi khi tìm được thích hợp trong giữ người lại chậm rãi buông tay. Mã Xuân Hoa mang theo sư phụ cùng cảnh nghi người một nhà trở lại Tây Đường Thôn. Đảo mắt, tiến vào tháng chạp. Cẩm bảo đã 5 tháng, dựa vào Mã Xuân Hoa trên người có thể ngồi. Này còn muốn ít nhiều cẩm bảo không gian linh tuyền thủy, phát dục so cùng tuổi hài tử mau, cơ bắp lực lượng đặc biệt cường đại. Nếu không phải Mã Xuân Hoa luyến tiếp hài tử bị liên lụy, tiểu cẩm bảo đều có thể tự do độc lập ngồi. Cả ngày ê ê a a, chỉ cần nãy nãy có thời gian liền sẽ cùng Mã Xuân Hoa nói cái không ngừng, 10 phần tiểu lãm nhảm mã xuân hoa trừ bỏ ở trong không gian lao động chính là thầy trò hai người ở nghiên cứu như thế nào vì cảnh nghi làm phẫu thuật sự tình trong không gian làm mã xuân hoa không nghĩ tới chính là hảo tâm vì mầm hoa chữa bệnh sự tình cư nhiên có thể tính ở chính mình công đức giá trị bên trong còn có cứu trợ sư phụ trương thật cứu trị thái tử cảnh nghi vì quán mì chủ nhân giải quyết nỗi lo về sau đi vào không gian đồng ruộng nàng đã nếm thử qua đậu nành bắp lúa nước đậu phộng còn có khoai tây hạ quyết tâm nhiều hơn gieo trồng vì Tây Đường Thôn Thôn Dân nghiên cứu chế tạo ra cao sản hạt giống, làm mọi người đều có thể loại ra cao sản lương thực. Ngày này, chờ đến nữ nhi ngủ lúc sau, nàng lại trộn đi vào không gian lao động. Lúc này đây nàng trước mắt xuất hiện không giống nhau phong cảnh, linh tuyền thủy như cũ vẫn là như vậy thanh triệt, nhưng là không gian đồng ruộng trở nên rộng lớn, ước chừng mở rộng gấp đôi. Trước mặt nhà tranh cũng biến thành tam gian nhà ngói khang trang, liền cửa phòng cũng từ một chất xong mở cửa biến thành sắt lá bao vây đơn mở cửa, có thập niên 90 cảm giác. Mã Xuân Hoa trong đầu đệ nhất cảm giác chính là không gian thăng cấp. Nãy nãy, không gian thăng cấp, nhân gia đều không có thời gian nói cho ngươi liền ngủ rồi, đường tiểu hài tử cảm giác thật không tốt. Mã Xuân Hoa cười dạo qua một vòng, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, đồng ruộng bên ngoài nhiều một mảnh núi lớn thế nhưng cùng tây đường thôn có điểm tương tự, cẩm bảo đừng nóng vội, chậm rãi liền sẽ lớn lên, nhìn này cảnh sắc như vậy quen thuộc, cũng không biết này núi lớn bên trong có hay không loài chim bay mảnh thú nhân sang. Khẳng định có, nơi này cùng ngoại giới đồ vật giống nhau, nãy nãy nếu là muốn đi săn khiến cho cầu cầu cùng thanh đoàn đi liền hảo, bọn họ ở chỗ này có thể tùy ý đi lại, không người dám chọc. Không không không, ta là nghĩ có cái này không gian, có phải hay không núi lớn cũng có cùng tây đường trong thôn giống nhau sơn tra, nho dại gì đó, như vậy ta tưởng phát minh điểm cái gì thức ăn liền có thể ở trong không gian thí nghiệm, liền không cần ở bên ngoài lãng phí như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên có thể, nãy nãy ở chỗ này làm cái gì đều được, nơi này núi lớn tài nguyên đều là lấy chi bất tận nãi nãi dùng xong còn có thể lại lấy khi chúng ta còn không phải là có chậu châu báu mã xuân hoa cao hứng vỗ tay hoan hô lên cẩm bảo không biết nãi nãi trong lòng đánh cái gì chủ ý nhưng là thấy nãi nãi vui vẻ lại nhắc nhở nãi nãi trong phòng cũng thăng cấp nhiều ra một cái nho nhỏ dược phòng mã xuân hoa nghe nói có dược phòng càng là kinh hỉ sắp cất cánh thô sơ giảng lược xem ra liếc mắt một cái trước mặt có quầy bán quà vặt biến thành loại nhỏ siêu thị Mã Xuân Hoa trong lòng vẫn là hưng phấn không thôi. Vội vã đi vào tiểu dược phòng, bên trong bày bình thường thuốc trị cảm, tâm não huyết quản cấp cứu dược, còn có một ít cấp cứu loại thiết bị còn có khí giới một ít kế sinh loại đồ dùng chờ. Mã Xuân Hoa kích động mà đem quen thuộc giải phẫu khí cụ cầm ở trong tay, tâm tình vô cùng kích động, rất quen thuộc giao phẫu thuật, rất quen thuộc kẹp cầm máu, rất quen thuộc cái nhíp. Nãy nãy không phải thời đại này người đi. Một câu cả kinh lập tức đem ngựa Xuân Hoa suy nghĩ lôi trở lại hiện thực, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đem trong tay dao phẫu thuật rớt ở chính mình chân trên mặt. Nải nải cẩn thận. Ngài đã biết ta thân phận, ta tưởng nải nãy cũng sẽ không đối cẩm bảo có gì giấu giếm đi. Mã Xuân Hoa nghe xong cẩm bảo nhắc nhở nói, liền biết nàng nội tâm thập phần quan tâm chính mình, ngẫm lại hiện tại hai người thật giống như chính là một cái chỉnh thể, thiếu một thứ cũng không được, vậy không có gì hảo giấu giếm, vì thế một năm một mười thẳng thắng chính mình thân phận. Nguyên lai like nải nãy cũng là cùng cẩm bảo giống nhau không thuộc về thời đại này, nếu chúng ta có từng người sứ mệnh, vậy cộng đồng nỗ lực hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Tổ tôn hai cái đạt thành ăn ý lúc sau, Mã Xuân Hoa càng thêm nhiệt tình 10 phần, hiện tại không gian thăng cấp sẽ có đơn giản chữa bệnh khí giới, như vậy chính mình nếu là ở nỗ lực thăng cấp, kia chẳng phải là còn sẽ có nhiều hơn chữa bệnh thiết bị, vậy có thể dùng để tạo phúc nơi này bá tánh, làm mọi người giảm bớt ốm đau bối rối. Bỗng nhiên nhớ tới núi lớn còn có một ít phong phú tài nguyên cũng không thể bạch bạch lãng phí, nàng muốn lợi dụng nơi này tài nguyên làm điểm cái gì vì thế nàng bối thượng giỏ tre mang theo cầu cầu cùng nhau hướng tới núi lớn đi đến. Chương 89 đào đồ hộp nghiên cứu chế tạo thành công. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Lần này Mã Xuân Hoa mục đích thực minh xác nếu là núi lớn giao cho nàng bảo tàng vậy không thể một người độc hưởng. Không thể lại giống như lần trước giống nhau, chính mình một người làm buôn bán, khiến cho toàn thôn bá tánh ghen ghét, lần này nàng muốn tìm cái phát tài sinh cơ sau đó kéo đại gia cùng nhau kiếm tiền nàng trong đầu đã có thành hình kế hoạch cho nên thẳng đến mục đích địa hiện tại bên ngoài đã tiến vào gió bắt gào thét tháng chạp nhưng là trong không gian vẫn là quả lớn trồng chất kim thu quả nhiên giống như cẩm bảo nói nơi này trái cây lấy chi bất tận nàng thử tháo xuống một cái giả quả đào đặt ở chính mình sọt sau đó xoay người quay đầu lại khoảnh khắc kỳ tích đã xảy ra liền ở chính mình vừa mới tháo xuống quả đào địa phương lại mọc ra một viên mới mẻ quả đào mã xuân hoa càng là khiếp sợ này nếu là dùng quả đào làm nguyên vật liệu mua bán chẳng phải là có thể giảm bớt rất nhiều phí tổn nàng càng muốn tâm càng vui mừng giờ phút này cầu cầu cùng thanh đoàn hai đại thần tôn ở trong núi thật giống như thoát cương con ngựa hoang không cần lại quản thế tục ánh mắt không cần lại che giấu thực lực của chính mình ở trong núi đấu đá lung tung một hồi công phu liền cấp mã xuân hoa mang về tới không ít con mồi có sống có bị cắn chết, ngay cả to như vậy lợn rừng cũng không nói chơi. Mã Xuân Hoa cao hứng vương ngón tay cái khen, thanh đoàn, cầu cầu làm tốt lắm, các ngươi giỏi quá. Vì không cho bên ngoài nhi tử phát hiện, nàng đem tồn tại sủng vật lưu tại không gian, từ siêu thị tìm được dây thường đem này đó động vật cột lại tạm tồn tại trong không gian. Chết động vật liền trực tiếp ném ở nhà cửa phòng khẩu, nàng đã tìm hảo lấy cớ, liền nói là cầu cầu cùng thanh đoàn hai tên gia hỏa trưởng thành, tới rồi nghiến răng kỳ, trảo một ít động vật luyện tập, Hiện tại thanh đoàn ngoại hình biến hóa không lớn, nhưng là năm tháng đại cầu cầu đã hoàn toàn lớn lên, cùng thành niên con báo ngoại hình vô dị. Nàng đem sọc quả đào lấy ra tới, dùng linh tuyền thủy rửa sạch sẽ, mã xuân hoa là mỹ thực chuyên gia, các loại đồ ăn nguyên liệu nấu ăn tới rồi tay nàng thượng đều sẽ biến thành mỹ thực. Rửa sạch sẽ đi ra đi hạch lúc sau, sữa đao cắt thành bốn cánh, sau đó ở siêu thị lấy ra nồi chén gáo bồn, bãi ở cửa trên bệ bếp làm thực nghiệm sau đó đem đào cùng đường phèn đặt ở cùng nhau lửa lớn ngao nấu, sau đó ở tiểu hỏa chậm hầm 10 phút, cuối cùng dùng phong kính đồ hộp bình phong kính. Mã Xuân Hoa trải qua mười mấy thứ thực nghiệm, rốt cuộc đem đào đồ hộp nghiên cứu chế tạo thành công. Cầu cầu cùng thanh đoàn nhấm nháp lúc sau phi thường vui vẻ, chủ nhân ăn ngon như vậy Mỹ thực đi ra ngoài nhất định cũng cấp tiểu chủ nhân nhấm nháp nhấm nháp. Mã Xuân Hoa không có nghe được cẩm bảo thanh âm, hẳn là hài tử quá tiểu, tinh thần đầu không đủ ngủ rồi. Nàng quá nhỏ, chờ trưởng thành chủ nhân nhất định đổi đa dạng cho nàng làm mỹ thực, yên tâm đi. Nhưng là nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ở trong không gian hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều là hiện đại hóa đồ vật, dọn đến hiện thực xác thật có điểm khó khăn. Đường phèn có thể dùng đường mía thay thế, nhưng là này bình thủy tinh tử chính là vô pháp thay thế, nơi này chỉ có tráng men ấm sành. Này giống nhau lưu ly chế phẩm cũng không thể thừa nhận cực nóng, nếu là đổi làm cao cấp điểm đóng gói, kia sinh sản đào đồ hộp phí tổn liền sẽ cao thái quá bình thường dân chúng căn bản không có biện pháp tiếp thu. Nếu không liền dùng cái bình trang, hẳn là có thể, đuổi minh đến trấn trên đi đặt hàng một ít loại nhỏ ấm sành trở về. Làm tốt hết thảy chuẩn bị lúc sau, mới mang theo cầu cầu cùng thanh đoàn cùng nhau trở về tiếp tục ngủ bù. Sáng sớm, Mã Xuân Hoa sớm lên mặt cốt quần áo, treo đùa vừa mới tỉnh ngủ cẩm bảo. Triệu thị vội vã gõ cửa tiến vào liền kêu, nương, nương, Người mau ra cửa nhìn xem, cửa có thật nhiều động vật thi thể còn có một đầu lợn rừng đâu. Lời này vừa nói ra, vốn dĩ mơ mơ màng màng xảo vân sợ tới mức chính là một cái giật mình, mở miệng hỏi, đại tẩu, có thể hay không là nửa đêm lan tới. Triệu thị nghe nói có lan sợ tới mức có điểm hai chân nhũng ra, không thể nào. Mã Xuân Hoa vừa nghe liền biết là chính mình sáng nay vừa mới ném ra tới cầu cầu cùng thanh đoàn săn tới những cái đó động vật. Vẫn là làm bộ khiếp sợ, hỏi, ở đâu đâu, mang nương đi xem. Mã Xuân Hoa chạy nhanh xuyên giày muốn ra cửa, đã bị phía sau một con tay nhỏ bắt lấy. Mã Xuân Hoa quay đầu nhìn lại, đương nhiên là cẩm bảo, cái này tiểu gia hỏa còn rất thích náo nhiệt, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, nãy nãy ta cũng phải đi nhìn xem. Hảo hảo hảo, nãy ôm ngươi đi xem náo nhiệt. Xảo vân một lăng long lóc bò dậy, hô, nương, từ từ ta, ta cũng đi, này nếu là ngày nào đó đại ca không ở nhà còn không được hù chết chúng ta nha. Ta cũng đi xem rốt cuộc gì tình huống. Nhanh nhẹn xuyên xong quần áo, liền chăng cũng chưa điệp liền túng đại tẩu cánh tay hơi sợ dọa dọa đi theo phía sau. Mã Xuân Hoa nội tâm buồn cười, này khuê nữ nhát gan là tùy ai, ngoài miệng còn không ngừng nghĩ. Đi vào cửa, Văn Đức đã đứng ở cửa tương xem đã nửa ngày. Trước mắt gà rừng, thỏ hoang, hưu bào, hồ ly đều là bị cắn chết, bên cạnh còn có to như vậy lợn rừng, căn cứ vết máu cùng thi thể tới xem, hẳn là vừa mới chết đi không lâu. Kỳ thật này còn may mà cẩm bảo không gian, tự mang nhiệt độ ổn định hệ thống, đồ vật gửi bao lâu đều sẽ không tồn tại hư thối tình huống. Nương, thật sự có lợn rừng, nhìn qua ít nhất cũng có 200 tới cân, sẽ là người nào đem đồ vật khiên đến nhà ta cửa. Xảo vân run run rẩy rẩy chỉ vào trên mặt đất lợn rừng. Giờ phút này bọn họ thanh âm cũng kinh động trương chân thần y cùng cảnh nghi, văn tùng cũng vội vàng từ phòng đuổi ra tới nhìn đến trước mắt tình cảnh có điểm kinh ngạc. Mã Xuân Hoa vừa thấy mọi người đều tới tề, làm bộ dạo qua một vòng, quay đầu lại nhìn nhìn cầu cầu ngồi sổng ngồi dưới đất, vỗ đùi bắt đầu rồi nàng biểu diễn ngươi nhìn xem ta sao quên này ra lão đại ngươi có nhớ hay không chúng ta lên núi đi săn cầu cầu mới sinh ra ta đem nó nhặt về tới sao lại nó cấp chúng ta bắt gà rừng thỏ hoang văn đức tự hồ từ mẫu thân trong miệng nghe ra một tia nhắc nhở ánh mắt có điểm nghi hoặc trả lời đúng vậy khi đó cầu cầu vừa mới sinh ra hiện tại đã lớn lên giống nương ngài ý tứ là cầu cầu bắt được cầu cầu lúc này thân dài quá cổ dùng thần khí biểu tình hướng về tiểu chủ nhân cha cực lực gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Đại gia ánh mắt đều tập trung tới rồi cầu cầu trên người, nó cư nhiên còn sẽ gật đầu. Chỉ thấy hiện tại cầu cầu lớn lên giống như con báo giống nhau như đúc, chỉ là cái tráng vị trí dài quá một cái sừng có vẻ cùng con báo có điểm bất đồng. Ngao ngao ngao. Cầu cầu thanh âm đã từ miêu mễ tiếng kêu chuyển biến thành con báo tru lên. Nhưng là mọi người trong nhà đã thói quen hắn lớn lên quá trình, tin mấy thứ này là nó bắt được càng là cảm thấy người này hiểu được báo ân. Mã Xuân Hoa giải thích nói, cầu cầu năm tháng, nó cùng nhân loại bất đồng, đã là phiên phiên thiếu niên, cho nên nó hẳn là yêu cầu nghiến răng mới đi trên núi đi săn, gia hỏa này còn rất hiểu được báo ân, phỏng chừng cũng là chúng ta đem cầu cầu miệng dưỡng điêu, nó đã là không ăn sống nguội đồ ăn. Văn Tùng Trừng lớn đôi mắt hỏi, nương ngươi nhìn một cái, nó còn ở gật đầu, xem ý tứ này là thật sự vì báo ân mới đem con mồi ngậm trở về. Tiểu gia hỏa này thật đúng là thông linh tính, chúng ta thật đúng là không bạch đau nó. Văn Tùng duỗi tay tiến lên, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cầu cầu đầu nhỏ, còn thỉnh thoảng thế nó cào cào ngứa, tiểu gia hỏa, ngươi thật giảng nghĩa khí. Tiểu gia hỏa, bản tôn là thượng cổ thần thú tranh được không? Nói xong vừa nhấc mông, ngạo kiều đi đến mã xuân hoa bên cạnh, dùng đầu cọ cọ nàng cẳng chân. Nhìn một cái, nương nói đúng, người này chính là cảm ơn nương lúc trước đem nó ôm trở về ân tình. Mã Xuân Hoa thấy mọi người đều không có gì ý kiến, mở miệng đối với Văn Tùng nói, Lão Tứ, ngươi đi đông đầu vương thúc gia đem hắn kêu tới chúng ta phân thịt heo. Phân, phân thịt heo. Không phải giết heo ăn thịt sao? Văn Tùng khó hiểu. Chương 90 ăn ké chột dạ của cho là của nợ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Văn Tùng vừa muốn đi ra cửa tìm vương thúc, liền hồi quá vị tới nói, không phải tìm vương thúc tới xử lý lợn rừng thịt sao, như thế nào là phân thịt heo, cho ai phân. Mã Xuân Hoa thấy Nhi Tử đưa ra nghi hoặc, liền còn lại người cũng đều đang nhìn chính mình, liền không chút hoang mang giải thích. Phía trước chúng ta làm hạt dẻ rang đường thời điểm liền bởi vì thôn dân nháo sự, cho nên sinh ý cũng làm không được, nương tiếp thu lần trước giáo huấn, lần này chúng ta có phúc cùng hưởng. Xảo Vân nghe được mẫu thân nói lên hạt dẻ rang đường liền liên tưởng đến tẩu tử học trộn tay nghề tiếp tế nhà mẹ để sự tình, trong lòng liền có khí nương, ta làm gì sợ bọn họ nháo sự, ngươi nhìn xem hiện tại cùng chúng ta đoạt sinh ý còn có ai ở làm, hạt dẻ nhưng thật ra còn có, làm buôn bán một nhà đều không có, không phải ngại đường quý, chính là xào xong hạt dẻ không có sinh ý, hiện tại khen ngược một nhà không có làm thành, nghe nói nhị tẩu nhà mẹ để sinh ý cũng thất bại, liên lụy nhà ta gì cũng không phải. Mã Xuân Hoa nhìn nữ nhi tiểu má khí phình phình, duỗi tay an ủi nàng, nói, hạt dẻ sinh ý cũng là có thể duy trì như vậy một đoạn thời gian, có làm hay không? không sao cả, nương tưởng đem thịt heo vân không phải sợ bọn họ, là muốn cho nhà ta về sau thái bình. Xảo vân lắc lắc đầu, không hiểu. mã xuân hoa ôm cẩm bảo, lắc lắc tay, lại chỉ chỉ cầu cầu nói, ngươi nhìn xem nhà ta dưỡng sủng vật đều là chút gì. thanh đoàn liền không nói, chỉ cần cầu cầu về sau nếu là đi theo cẩm bảo ra cửa, ngươi tưởng thôn dân có thể hay không thấy sợ hãi? chờ đến mọi người đòi đánh thời điểm liền chậm, hiện tại vừa vặn nương cái này thời cơ hướng thôn dân lộ ra một cái tin tức cầu cầu thông linh tính sẽ báo ân, không tùy ý thương tổn thôn dân, đại gia ăn lợn rừng thịt biết là cầu cầu kịp tác, ăn ké. Chột dạ, ngày sau liền sẽ không bài xích nó. Cảnh nghi dương mắt nhìn nhìn cầu cầu, kỳ thật hắn kiến thức rộng rãi, diệt thư vô số, một ít kỳ văn dị sự hắn cũng lượt có nghe thấy, cái này dung mạo bình thường cầu cầu khẳng định không phải nhân gian tục vật. Nhưng là Mã Xuân Hoa đề nghị lại là tự cấp cầu cầu một cái làm thôn dân tiếp thu nó cơ hội, cái này lão phụ thật đúng là có điểm đầu. Mấy đứa con trai nghe minh bạch, chỉ cần là vì trong nhà tốt sự tình, mấy đứa con trai tuyệt đối sẽ cử đôi tay tán thành. Văn Tùng nhanh chân liền hướng đông đầu chạy, dậy sớm thôn dân thấy Văn Tùng giống phong giống nhau thổi qua, đều có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, tiểu tử này phát cái gì điên. Đi vào đông đầu vương gia, vương lão hán là trong thôn chuyên môn làm cho người ta giết heo giết dê nghề, giết lúc sau kiếm điểm thủ công tiền. Nghe được Văn Tùng thuyết minh ý đồ đến, vương thúc liền lên ma đao, sau đó mặc chỉnh tề lúc sau, đi theo văn tùng cùng nhau đi vào trương gia. Trương tẩu tử, liền tính lợn rừng là nhà ngươi cầu cầu đánh tới, không phí lực khí, nhưng này lợn rừng mùi thịt chính mình lưu trữ ăn thật tốt. Vương thúc là cái tốt bụng, nghe nói trương gia bà tử muốn đem lợn rừng thịt miễn phí phân cho đại gia, tò mò nhắc nhở nói. Mã Xuân Hoa cười thanh khách trả lời, heo quá lớn, một chốc một lát cũng ăn không hết, có chỗ lợi liền đại gia cùng nhau chia sẻ sao, dù sao cũng mau ăn Tết, mọi người đều tìm đồ ăn ngon trương tẩu tử ngươi tâm thật đúng là hảo ta nghe nói lần trước đại gia còn làm khó dễ ngươi ngươi đều không so đo lần này liền không thu ngươi thủ công tiền mã xuân hoa nghe được lão vương như vậy rộng thoáng cũng không có cùng hắn nhiều làm dây dưa vậy bất hòa ngươi khách khí lạp bất quá trời giá rét này cũng không thể làm ngài bạch bận việc một hồi dọn dẹp xong các năm cân thịt dự lưu ra tới mang về nhà cấp đệ muội cùng bọn nhỏ cũng nếm thử lão vương nghe xong cười ha hả đồng ý cũng không lại chối từ lão trương gia trong viện đã có thể bận việc khai, nồi to nấu nước không đủ, còn ở trong sân chi lên nồi to cùng nhau nấu nước cởi lông heo. Mã Xuân Hoa cố ý làm văn đức đi kêu nhị thúc còn có tam thúc lại đây xưng thịt heo, trước tăng cường trong nhà thân thích còn có thôn trưởng gia cắt tốt nhất, dư lại thịt heo nhưng lão vương thủ pháp tùy ý phân. Trương Thuận gia tới chính là tức phụ trịnh thị, ước lượng trong tay 10 cân lợn rừng thịt, trên mặt cười giống đóa hoa giống nhau. Trịnh thị không nghĩ tới trước kia thấy Mã Xuân Hoa thời điểm, đó là trốn tránh còn sợ không kịp, hiện tại nàng không riêng làm trăng tròn rượu, mời trương gia tới ăn tịch, trước khi đi còn bao lớn bao nhỏ tương tặng. Hiện tại trong nhà có lợn rừng thịt, còn cố ý cho bọn hắn bổn gia lưu ra đại phân, này mã xuân hoa thật là hoàn toàn sửa hảo. Ăn người ta miệng đoản ngày này sau trong nhà nếu là có gì thứ tốt cũng không thể lại đề phòng các nàng, tả hữu đều là người một nhà, đại bá ca đi rồi. Bọn họ làm tiểu nhân càng hẳn là nhiều quan tâm chiếu cố bọn họ mới đúng cùng nàng khách khí đem trong lòng nói ra tới về sau, Mã Xuân Hoa cũng là thật cao hứng, cứ như vậy nhị đi, toàn bộ trương gia này không phải đoàn kết lên sao. Tam thúc là chính mình tự mình lại đây, trong tay sách theo đại phân thịt heo ngượng ngùng, tẩu tử ngài như vậy khách khí ta đều ngượng ngùng tới. Mã Xuân Hoa nhiệt tình đáp lại, có gì ngượng ngùng, đệ muội bị bệnh đã lâu, chờ ngày nào đó ta mang theo sư phụ đi cho nàng nhìn một cái, trước kia đều là tẩu tử không hiểu chuyện, ngày sau chúng ta trương gia nhất định phải đoàn kết lên, ninh thành một sợi dây thừng mới có thể đem tiểu nhật tử quá càng tốt trong viện tới lãnh thịt heo nối liền không dứt chính là mã xuân hoa từ đầu tới đuôi cũng không nhìn thấy thôn trưởng trong nhà có người tới văn đức văn đức nương làm ngươi cấp thôn trưởng gia lưu thịt heo để lại sao để lại để lại còn cố ý cấp để lại một cây đại bổng cốt hầm canh đâu mã xuân hoa trong miệng toái toái niệm niệm nhà này cũng không gì sự bạch cấp thịt heo sao còn không có người tới đâu văn đức không được ngươi đi xem đem thịt heo cấp đưa đi trong nhà có phải hay không tới khách nhân đi không khai văn đức nhìn nhìn trong nhà tình huống cũng bận việc không sai biệt lắm nghe xong nương nói liền bay thẳng đến thôn trưởng gia đi đến trên đường gặp được mấy cái phân thịt heo hướng gia đuổi phụ nhân thấy văn đức trải qua muốn đi thôn trưởng gia đưa thịt liền ríu rít trêu chọc muốn nói vẫn là thôn trưởng gia phả đại này bạch cấp đồ vật đều không tới người còn muốn thượng vội vàng cấp đưa đi trương văn đức nghe được phụ nữ nhóm khu môi múa mép liền đau đầu nhưng là trước kia hắn liền nghe quán như vậy châm chọc làm hắn hiện tại đã đối như vậy nhà ngôn toái ngữ không như vậy để ý. Đúng rồi Văn Đức, nghe nói nhà ngươi này đầu lợn rừng còn có gà rừng thỏ hoang gì đều là cầu cầu trảo trở về chính là sao? Văn Đức nghe được lời này, bỗng nhiên nhớ tới nương nói mượn cơ hội tuyên dương một chút trong nhà cầu cầu, miễn cho ngày sau cẩm bảo lớn mang theo cầu cầu ra cửa, sẽ bị người trong thôn phiền chán. Đúng vậy, cầu cầu là nhà của chúng ta từ nhỏ nuôi lớn, có linh tính, bị nhà ta dưỡng kén ăn đều không ăn sinh đồ vật, mỗi ngày cùng chúng ta ăn giống nhau đồ ăn, nhìn hung mảnh kỳ thật chính là hình thể lớn một chút, tính tình nhưng dịu ngoan, không nghĩ tới sẽ nó còn sẽ dùng như vậy phương thức báo đáp. Cũng không phải là, ta đã thấy vài lần đi theo ngươi nương phía sau, ngoan ngoãn lại đẹp, nhìn qua tựa như trong nhà dưỡng trung quyển. Phụ nhân trong tay ước lượng thịt heo, vừa nói vừa cảm thấy chính mình nhìn đến chính là như vậy, một chút không bái mù. Đúng đúng đúng, từ nhỏ trong nhà dưỡng đối chủ nhân trung thành, cùng cậu giống nhau, ma rớt giả tính cùng quản gia giống nhau, mọi người đều xem thói quen, kia cầu cầu thật đúng là thông linh tính. Văn Đức nghe được đại gia phản hồi, đúng là mẫu thân muốn kết quả, cũng không hề cùng các nàng lãng phí miệng lưỡi, kia thím nhóm trò chuyện, ta đi trước một bước đi thôn trưởng gia nhìn xem, nương còn làm ta đi đưa thịt heo đâu. Phụ nhân nghe xong, cũng không hề trêu chọc, vẻ mặt đứng đắn nói, vậy ngươi chạy nhanh đi xem, nói không chừng ngươi lấy xương cốt còn có thể khởi điểm tác dụng. Xương cốt Văn Đức Tâm nói thím đôi mắt còn rất tim, xương cốt có thể khởi gì tác dụng. Khi phụ nhân thấy hắn vẻ mặt mộng bức trạng thái, thái độ nghiêm túc tiếp tục nói, ngươi không biết a, à, này xương cốt không phải ăn gì bổ gì sao. Văn Đức càng là vẻ mặt ngốc, lời này từ đâu mà nói lên. Chương 91 mặt cho số phận về nhà chờ chết. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Phụ nhân vừa thấy Văn Đức biểu tình, liền biết bọn họ này trận vội vàng khai cửa hàng sự tình, thôn trưởng gia sự tình bọn họ không biết. Xem ở nhà ngươi có việc vội phân thường, liền nói cho ngươi, thôn trưởng nhi tử ở trấn trên công trường làm việc chân quan ngã chiếc. Ngươi nương không phải nhận cái thần y đương sư phụ sao, mau đi cấp nhìn một cái đi. Văn Đức vừa nghe, này còn lợi hại, chính mình đi cũng là bạch đi, chạy nhanh đối với phụ nhân nói lời cảm tạ liền dơ chân hướng ra chạy. Hắn nghĩ chính mình gì cũng sẽ không, này thông trưởng gia đại vũ ca thật sự quăng ngã chiếc chân, còn muốn tìm trương gia gia đi nhìn một cái mới hảo. Vô cùng lo lắng chạy về gia, liền đem chính mình nghe được tin tức cùng nương vừa nói, mã xuân hoa trong lòng chính là vịt một chút. Phát sinh như vậy đại sự tình cũng chưa người thông tri nàng một tiếng, loại chuyện này tổng muốn trước tiên đi quan tâm quan tâm mới là. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn mang lên sư phụ mới được, chính mình tùy tiện tiến đến xem bệnh, thông trưởng hai vợ chồng sẽ nghi ngờ. Trương thật nghe nói việc này lập tức cầm lấy văn hoàng cho hắn chế tạo tiểu hồng thuốc, kỳ thật bên trong chỉ có đơn giản băng gạc kéo cùng một ít ngăn đau giảm nhiệt thảo dược cùng đau. Sang dược, mạch thầm cùng giấy bút, sau đó còn có hắn kia ăn cơm gia hỏa cái một bộ ngân châm. Mã Xuân Hoa duỗi tay tiếp nhận sư phụ hồng thuốc, thừa dịp sư phụ ra cửa thời điểm, hướng bên trong thả thật nhiều giảm nhiệt sát trùng ngăn đau cùng thuốc tê linh tinh thuốc bột. Nàng sợ lấy ra bao con nhộng linh tinh đồ vật khiến cho ngoại giới khủng hoảng cùng sư phụ hoài nghi, đã sớm đem thuốc bột đảo ra tới bao hảo tùy thời dự phòng. Văn Đức sách theo thịt heo đi theo phía sau, mặt không lên tiếng. Đi vào thôn trưởng gia, Mã Xuân Hoa ba người đi đến trong sân tâm, buộc đại cẩu kêu nửa ngày, cũng không nhìn thấy trong nhà ra tới người, liền mở miệng hô, thôn trưởng ở nhà sao. Không lâu sau, mới nghe được cửa phòng mở ra phát ra kẻo kẹt một tiếng, Dương Thị từ trong môn đi ra. Trương gia đại mùi tử tới. Dương Thị mặc lộ vẻ khuôn mặt u sầu, một bộ vẻ oải yểu xìu bộ dáng. Mã Xuân Hoa khẩn đi hai bước, Dương Tỷ Tỷ, ngươi nói trong nhà ra chuyện lớn như vậy như thế nào không nói một tiếng, cốt xấu sư phụ ta cũng là cái đại phu, xem không hảo cũng có thể cứu cứu cấp. Dương Thị lúc này mới dương mắt nhìn nhìn nàng phía sau, còn đi theo một vị tiên phong đạo cốt dường như một vị lão giả. Văn Đức lúc này cũng dẫn theo thịt heo tiến lên, nhà ta cầu cầu bắt điểm món ăn hoang giả, trong thôn đều tặng liền thôn trưởng bá không có tới mới biết được trong nhà xảy ra chuyện, đây là lợn rừng thịt còn có đại xương cốt, tấp đại vũ ca bổ bổ thân mình dương thị nghe được văn đức kia hài tử nhắc tới đại vũ hốc mắt nháy mắt đỏ lên tiếp đón ba người vào nhà mau vào phòng nói bên ngoài quái lãnh mã xuân hoa ba người bị dương thị làm vào nhà một hút cái mũi đã nghe tới rồi một cổ nùng liệt thảo dược vị vào phòng liền thấy thôn trưởng dương khai phúc gục xuống đầu ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi thở dài đầu giường đất nằm một cái nam tử nhắm chặt hai mắt sắc mặt khô vàng biến thành màu đen trên người cái thật dày chăn bông không cần xem nhất định là đại vũ. Bên cạnh còn có một vị phụ nhân ở nhẹ nhàng nức nở, Mã Xuân Hoa dương mắt vừa thấy, là dương đại vũ tức phụ lâm hiểu thảo. Nàng nâng hai mắt đẫm lệ nhìn nhìn Mã Xuân Hoa, trong miệng nhẹ giọng hô câu, thím tới. Ai? Đây là làm gì đâu, còn không phải là quan ngã chân, đừng khóc đừng khóc, hài tử đâu, đừng dọa bọn họ. Mã Xuân Hoa trong đầu ký ức là thôn trưởng gia nhi tử đại vũ từ lầu ba nóc nhà thượng ngã xuống, không đơn giản quan ngã chặt đứt chân, hơn nửa ngực còn bị cắm vào một cây một thứ, về nhà không hai ngày liền đã chết. Thông trưởng phu thê liền như vậy một cái nghi tử, đã chết lúc sau, hai vợ chồng nháy mắt giống già rồi vài tuổi, cũng không tâm quản lý trong thôn sự tình, lâm hiểu thảo tâm địa thiện lương, cuối cùng bằng vào tâm linh thủ xảo theo theo sống cùng trồng trọt, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Lâm hiểu thảo nghe được Mã Xuân Hoa nhắc tới hài tử, duỗi tay lau một phen nước mắt nói, hài tử đưa đến ta nhà mẹ đẻ, đại vũ như vậy, không có thời gian quản các nàng. Mã Xuân Hoa mở miệng an ủi nói, trấn trên không phải có hồi xuân đường cùng đông cùng đường hai cái ngồi khám đại phu sao, không trị liệu hảo sao. Lâm Hiểu Thảo nghe được thím nhắc tới xem bệnh, nước mắt giống chặt đứt tuyến trân châu giống nhau, thương tâm nói không nên lời lời nói. Dương Thị thấy thế, giọng mắt tựa như có một cục bông dường như đổ ở ít hầu nói không ra lời, hốc mắt càng là ướt ác lên. Dương Thôn Trưởng là cái nam nhân, so với tức phụ còn tính kiên cường, nhìn, đại phu nhóm đều nói chân dễ làm, nhưng là ngực bị cắm một thứ, xử lý không tốt, nhân gia không cho trị chỉ có thể về nhà. Mặc cho số phận. Mặc cho số phận, kia chẳng phải là về nhà chờ chết. Cái gì chó má đại phu, không thử xem liền không cho trị. Mã Xuân Hoa có điểm phẫn nộ, nàng đối chán ghét chính là khoác áo blue trắng, thấy chết mà không cứu những cái đó nhát gan lòng dạ hiểm độc đại phu. Sư phụ ngài mau cấp nhìn xem, rốt cuộc gì cái tình huống. Mã Xuân Hoa đại khái biết đại vũ kia hài tử thương thế, nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, thương thế có lẽ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Trương thật cùng người nhà cũng không thân, nghe được đồ đệ thúc giục mới đi phía trước tể tể, xốc lên chăn quan sát. Dương thị vốn đang muốn nói gì, lại bị Dương khai phúc ngăn lại, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nếu là trương thần y y thuật tinh vi có lẽ ta nhi có thể có một đường sinh cơ. Nghe được nam nhân nói lời này, hai nữ nhân đều đình chỉ khóc thúc thích, ngừng thở quan kháng trương thật trị liệu, sợ hô hấp thanh âm lớn ảnh hưởng thần y cứu trị. Mã Xuân Hoa thấu tiếng lên đây, trong lòng hít hà một hơi, như thế nào như vậy nghiêm trọng. Xem tình huống người rơi xuống thời điểm phần lưng chấm đất, trực tiếp nện ở giàn giáo, cái giá bị đánh rách tả tơi, hình thành một thứ, đâm thủng hắn một toàn bộ xương sườn, xuyên thấu tả hạ phổi, kề sát trái tim xuyên phá cách cơ tiến vào khoang bụng. Hiện tại lồng ngực nội phỏng chừng đã có đại lượng tích huyết. Một thứ cắm đến phi thường thâm, nhân viên tạp vụ nhóm đã đem dư thừa cắt đứt, chỉ là không ai dám động thân thể một thứ nếu muốn đem tạp ở xương cốt trung gian một đâm tới trừ, chẳng những nguy hiểm hơn nữa khó khăn thật mạnh. Trương thật dương mắt nhìn nhìn đồ đệ, mặt già có điểm không nhịn được, lắc lắc đầu. Mã Xuân Hoa trong lòng tính toán nếu là ở bệnh viện, tình huống như vậy có lẽ còn có thể cứu giúp, nhưng là hiện tại nơi này điều kiện đơn sơ, muốn gì không gì. Từ từ, đồ đệ trong không gian không phải mới vừa gia tăng rồi một cái tiểu dược phòng sao. Bên trong có khí cụ, có giải phẫu yêu cầu các loại thiết bị, tương đương với một cái loại nhỏ phòng cấp cứu nhưng là giống như tình huống của hắn giống như có điểm nghiêm trọng chính mình muốn hay không cậy mạnh đâu hắn loại tình huống này còn gặp phải một vấn đề chính là yêu cầu truyền máu tuy rằng không gian có thiết bị có thể xứng nhóm máu nhưng nếu là thua huyết người cũng cứu giúp không trở lại nhưng như thế nào hướng thôn trưởng phu thê công đạo đồ đệ sư phụ bất lực trương thật từ trước đến nay không có nắm chắc tuyệt đối không dám dễ dàng nếm thử mã xuân hoa như suy tư gì nhìn dương thị chần chờ một chút nói, Dương tỷ tỷ, thật là xin lỗi. Dương thị đôi mắt trừng đến sáng như tuyết, nghe được thầy trò đối thoại, nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Con ta vận mệnh đã như vậy, ông trời đây là muốn thu hắn a, à, chỉ đáng thương ta kia hai tôn nhi tuổi như vậy tiểu liền không có cha. Lâm Hiểu Thảo nghe được đại phu nói bất lực, nhất thời thở không nổi, thiếu chút nữa té xỉu. Mã Xuân Hoa trong lòng không dễ chịu, đầu nóng lên bỗng nhiên thần kinh đại điều, nhìn trước mắt ba người mở miệng nói, Dương tỷ tỷ, Ta cũng đi theo sư phụ học y lâu ngày, ta có cái biện pháp có lẽ còn có thể cứu trị đại vũ tánh mạng, nhưng là yêu cầu các ngươi một nhà phối hợp, không biết các ngươi có nguyện ý hay không." Trương Thật dương mắt kinh ngạc nhìn đồ đệ, lần trước thiếu chút nữa rơi đầu giáo huấn đều đã quên, hiện tại lại muốn thể hiện. "Ngươi điên rồi." Gặp phải không nắm chắc sự tình đáp ứng nhân gia, chỉ biết lãng phí mọi người đều thời gian. Chương 92 lăng đến trong không gian đi đánh. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương sư phụ thường nói làm việc muốn làm đâu chắc đấy một bước một cái dấu chân đi làm nhưng là người cả đời này đi vào trên thế giới này không đi đua một phen như thế nào biết làm việc có thấy hay không hiệu quả sư phụ đại vũ cháu trai đã như vậy ta liền ngựa chết làm như ngựa sống y không được sao đồ đệ ngươi muốn làm anh hùng khá vậy muốn bận tâm một chút nhân gia người nhà cảm thụ Vạn nhất cứu không trở lại chẳng phải là cho nhân gia hy vọng lại biến thành thất vọng. Ta nguyện ý, ta nguyện ý thử xem, Trương gia muội tử ngươi nói yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp. Chỉ cần có một đường sinh cơ, chúng ta đều nguyện ý nếm thử. Dương Khai Phúc không có cùng người trong nhà thương lượng trực tiếp làm quyết định này, bởi vì hắn biết tức phụ cùng con dâu đều sẽ hy vọng Nhi tử hảo hảo tồn tại. Trương thật thấy Dương gia như vậy bức thiết muốn trị liệu nhi tử, nội tâm cũng là có điều xúc động, quay đầu lại nhìn đồ đệ nàng nào đều hảo chính là gặp chuyện ái đầu nóng lên thần kinh đại điều loạn hứa hứa hẹn hảo đi hảo đi ngươi nói ngươi yêu cầu bọn họ phối hợp cái gì huyết một thứ nhổ lúc sau yêu cầu cấp đại cháu trai truyền máu nhưng là yêu cầu đưa vào cùng nhóm máu cho nên ta muốn trước trừ bọn họ ba người huyết trở về làm thực nghiệm này yêu cầu bọn họ đồng ý phối hợp mới được mã xuân hoa nghĩ khóc lóc nỉ non ai đều sẽ thời khắc mấu chốt thấy thật chương đây là khảo nghiệm tình thân tình yêu thời khắc tới rồi Quả nhiên nhân gia đối nhi tử cùng trượng phu ái kiên cố không phá vỡ nổi, trăm miệng một lời đáp ứng rồi. Mã Xuân Hoa vì tránh cho cành mẹ để cành con, cùng ba người nói tốt, giải phẫu phía trước hết thảy cứu trị lưu trình không được để lộ đi ra ngoài. Ba người giống như là giật dây rối gỗ giống nhau, liên tiếp gật đầu. Mã Xuân Hoa lúc này mới làm bộ từ cổ tay áo lấy ra ống tim, cũng mặc kệ bọn họ dùng cái gì ánh mắt trực tiếp trừu tam quản huyết lại sủi trở về cổ tay áo. Mã Xuân Hoa lại từ cổ tay áo lấy ra một hồ lô linh tuyền thủy, phải làm giải phẫu cũng không thể làm người bệnh chết thẳng cẳng, cần thiết điều hắn một hơi mới được. Nơi này là đường Cô hơn nửa linh tuyền thủy, nàng vì miễn trừ hiềm nghi đem đường Cô thủy cùng linh tuyền thủy hỗn hợp ở bên nhau ngã vào trong hồ lô, cấp đại vũ theo khóe miệng uy hạ. Uống một nửa sái một nửa, Mã Xuân Hoa cũng không nóng nảy, ít nhất còn có thể nuốt đi vào một nửa đã nói lên không chết được. Trở lại trương gia trên đường, Mã Xuân Hoa liền mau bị nhi tử cùng sư phụ dùng đôi mắt nhìn thấu cái đại động, rốt cuộc văn đức nhịn không được hỏi, nương, ngài đem nhân gia huyết trừ, như thế nào cho nhân gia chữa bệnh, vạn nhất. Không có vạn nhất, ngươi đã quên ngươi trương gia gia chính là thần y cốc cốc chủ, là trên giang hồ tiếng tâm lừng lẫy thần y, y học bác đại tinh thâm, ngươi không hiểu, không cần lo lắng có trương gia gia ở đâu. Trương thật vẻ mặt ngốc, không có phản bác nàng lời nói, nếu đồ đệ lời thề son sắc hứa hẹn liền khẳng định sẽ có hảo biện pháp trong nhà đã thu thập thỏa đáng, trong viện cũng là quét tước sạch sẽ, sái thủy nhìn qua một chút đều nhìn không ra tới mới vừa giết qua heo bộ dáng. Nhưng là trong viện như thế nào như vậy cực kỳ an tĩnh, liền tính là các đại nhân ở vội, tam tiểu chỉ cùng cầu cầu cũng sẽ không như vậy ngừng nghỉ. Đang ở do dự thời điểm, Mã Xuân Hoa một chân trong phòng một cửa nách ngoại vừa muốn vào cửa, đã bị một phen kiếm cấp chống lại cổ. Mã Xuân Hoa nghĩ thầm, hỏng rồi, cảnh nghi kẻ thù tìm tới môn lạc. Ngươi là ai? Nam tử nói chuyện ngữ khí đông cứng, giống như là từ hầm băng ra tới giống nhau, cả người tản ra hàng khí. Mã Xuân Hoa, nãy nãy, ngươi đều đuổi tới nhà im cửa còn hỏi ta là ai? Nhưng là sợ chết Mã Xuân Hoa không dám bắn xuất khẩu, ta là ai, ta chính là ta. Trương Thật cùng Văn Đức hai người lạc hậu, Văn Đức đang ở truy vấn Trương Gia Gia có thể hay không cứu trị đại vũ ca, đột nhiên thấy mẫu thân bị người uy hiếp. Kêu sợ hãi kêu, nương. Trương Thật cũng là bị dọa đến hai chân nhũng ra, dương mắt nhìn kỹ, là cái anh tuấn thiếu niên, hai mươi mấy tuổi. Một trương như đao khắc ra tới mới vừa lăn lãnh ngạnh dung nhan, uy mãnh, hữu lực, mắt sáng như đuốc, dáng người cao gầy cả người chứa đầy sức bật. Hắn hảo hảo xoa xoa đôi mắt, vui sướng hô, Long Một. Long Một cẩn thận nhìn lên, cư nhiên là đã lâu không thấy trương thần y, lạnh lùng trên mặt thoáng lộ ra một tia vui mừng, trương thần y ngài như thế nào tại đây? Mã Xuân Hoa, nhận thức sao? Nghe lẫn nhau hàng huyên hẳn là cũ thức. Nếu là nhận thức vậy khẳng định không phải địch nhân, nàng thấy hai người nói chuyện không có bận tâm chính mình, duỗi tay nhẹ nhàng hoạt động mũi kiếm, cẩn thận một chút, đừng ngộ thương rồi người tốt. Nhưng Long vừa nói lời nói về nói chuyện, mũi kiếm trước sau không rời đi mã xuân hoa cổ. Văn Hoàng cùng xảo vân mang theo bọn nhỏ ra cửa, liền thấy mẫu thân trên cổ bị người dùng kiếm chống lại, sợ tới mức triệu thị trong tay gáo múc nước trực tiếp rớt mà vỡ thành tám cánh. Phá của con dâu, kia chính là trương gia già nhất đồ cổ gáo múc nước, cứ như vậy bị quăng ngã. Diệu diệu chạy nhanh chui vào mẫu thân trong lòng ngực, nương, hơi sợ. Khang khang hòa bình bình cũng không có gặp qua như vậy tư thế, xoay người nhào vào đại nhân trong lòng ngực qua qua khóc lớn. Mã Xuân Hoa trong lòng có khí, đáng giận Long Mục cư nhiên lấy như vậy phương thức lên sân khấu. Cầu cầu vẫn luôn đang đợi chờ thời cơ, thừa dịp Long vừa thất thần khoảnh khắc, trực tiếp nhào hướng hắn tiến hành cắn xé. Mã Xuân Hoa vẫn là lần đầu tiên thấy cầu cầu cư nhiên như vậy hung mảnh vô cùng cảm giác được thanh đoàn ngo ngoe rụt rịch, Mã Xuân Hoa chạy nhanh dùng ý niệm ngăn cản. Trương Thật thấy thế tiến lên ngăn cản, cầu cầu, không cần xúc động người một nhà. Mã Xuân Hoa giờ phút này đã đoán ra, người này có thể là tới tìm kiếm thái tử điện hạ người, trong sách đã từng nhắc tới quá thái tử bên người hộ vệ giống như liền kêu long một. Mệnh lệnh cầu cầu dừng tay, kia tư mới lão đảo lắc lư phe phẩy cái đuôi, quay đầu lại đối với long một nghe răng, thật giống như lại nói, ta cũng không phải là sợ ngươi, là chủ nhân ra lệnh cho ta không được tái chiến. Quay đầu ngoan ngoãn canh giữ ở mã xuân hoa bên cạnh, dương mắt như hổ trình mồi nhìn long một. Long một có điểm ngốc như thế nào ở nông thôn trong nhà không dưỡng trong cửa cẩu, Sửa dưỡng con báo sao? Bất quá này con báo còn rất hung mạnh, nhìn ra được tới so cẩu tử giữ nhà cường. Long một lúc này mới mở miệng nói, trương thần y, ta theo chủ nhân lưu lại ký hiệu mới đến nơi đây, hắn hiện tại thân thể tốt không? Trương thật thấy thế chạy nhanh xuất khẩu ngăn trở. Bởi vì trương gia hiện tại trừ bỏ bọn họ thầy trò ai cũng không biết hắn thái tử thân phận. Đi vào nói đi, đều là hiểu lầm, đều về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Mã Xuân Hoa vẫy tay một cái, mang theo mấy đứa con trai về phòng đi, nàng tưởng cái này thuộc hạ tìm được nơi đây hẳn là còn có rất nhiều sự tình muốn giảng. Trở lại trong phòng liền thấy tiểu cẩm bảo nhếch môi cười hì hì nhìn Mã Xuân Hoa. Ngươi này tiểu không lương tâm, nãy nãy vừa mới thiếu chút nữa quải rớt, ngươi còn tại đây cao hứng. Cẩm bảo duỗi tay ôm Mã Xuân Hoa, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, nãy nãy nhân gia chỉ có 5 tháng, chính mình xoay người còn muốn người đỡ như thế nào cứu nãy nãy. Đã quên đã quên, nãy nãy vẫn luôn đem cẩm bảo coi như tiểu đại nhân, lần này tha thứ ngươi, không có lần sau. Lúc này cầu cầu thật sự thực tri kỷ, thời điểm mấu chốt thật đúng là không lời gì để nói, khen thưởng cầu cầu một cây đại bổng cốt, được không? Cầu cầu nghe được chủ nhân khích lệ, còn có mỹ thực khen thưởng, cảm tạ gật đầu dùng ô ô ô thanh âm đáp lại. Thanh đoàn có điểm không cao hứng, sớm biết rằng cầu cầu có thể trên mặt đất chạy, nơi nơi làm cho người ta thích, chính mình cũng biến ảo thành miêu cẩu hảo. Hiện tại nhưng hảo, thời điểm mấu chốt còn muốn giấu dốt, không thể hiển lộ chân thân, ngay cả xuất chiến cũng chưa chính mình phân. Nhìn đến cầu cầu kia giàu dạc đắc ý hướng về phía chính mình khoe ra bộ dáng, khí xà tô muốn rời nhà trốn đi. Mã Xuân Hoa cảm giác được thanh đoàn tâm sinh oán niệm, an ủi nói, thanh đoàn lần này bắt được con mồi, công lao không nhỏ chủ nhân không nghiêng không lệch, khen thưởng ngươi thích nhất hông gió khô bò hai cân. Cầu cầu nghe được chủ nhân đối thanh đoàn tưởng thưởng, chính mình đối khô bò cũng là thèm nhỏ giải đã lâu, bỗng nhiên có điểm tâm tắc. Lần này ngươi không có xuất lực bằng gì được đến tưởng thưởng. Không có biện pháp, chủ tử cao hứng. Nhìn hai cái sủng vật lại ở đánh giá, Mã Xuân Hoa nhìn nhị sủng tranh luận không thôi, có điểm buồn bực. Ai cũng không phục ai là không phải, vậy lăn đến trong không gian đi đánh chương 93 chạy nhanh đem thái gia gia tiễn đi đi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Nhị sủng nghe được chủ nhân lên tiếng có thể vui sướng đầm đìa vung tay đánh nhau, chính là ngay sau đó câu nói kế tiếp khiến cho chúng nó lập tức không có ý chí chiến đấu. Nếu là phân không ra ngươi chết ta sống, đời này đều đừng ra tới, ta cùng cẩm bảo chết sống lại cùng các ngươi không quan hệ. Hai cái kẻ dở hơi lập tức game over, ngoan ngoãn trở lại chính mình cương vị chờ chính mình tưởng thưởng. Tiểu dạng, gừng càng già càng cay đi. Mã Xuân Hoa đắc ý lên. Tới rồi cơm chiều thời điểm, Mã Xuân Hoa cho đại gia làm một nồi to thịt heo hầm miếng. Thiết thượng nhị cân nhiều thịt ba chỉ, đặt ở trong nồi rác thủy, sau đó chiên đến hai mặt kim hoàng, phóng thượng một phen đường mía xào ra nhan sắc, hơn nửa hoa tiêu, bát giác, hành, hương, tỏi thêm thủy đem thịt hầm lạng. Sau đó ở phóng thượng cắt xong rồi cải trắng, một phen khoang miếng, đắp lên nắp nồi ở nấu sôi, thu tận nước canh sau ra nồi, nhìn qua liền tiên hương phát mũi. Nghe nói Long Một cũng muốn lưu lại bảo hộ cảnh nghi, trong nhà tới thành. Viên mới, Mã Xuân Hoa tuy rằng còn đối Long Một lên sân khấu phương thức có điểm chú ý, nhưng là người tới là khách, còn phải hảo hảo chiêu đãi. Hôm nay giết heo, liền dùng thịt heo làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, dùng thịt thăng cắt thành lát cắt, dính lên tinh bột, trong nồi thiêu thản nhiên sau đặt ở trong nồi tạt đến kim hoàng sốt giòn vớt ra trong nồi thiêu nhiệt phóng thượng đường mía thêm chút ít thủy ngao đường đợi cho nước đường phân ngao làm khởi phao phao đem thịt để vào trong nồi quải nước đường nồi bao thịt liền làm tốt mã xuân hoa lại làm một đạo thịt kho tàu xương sườn rau trộn lỗ tai heo dùng khoai tây xào cái khoai tây sợi xào giấm trứng gà xào rau hẹ nhìn tất cả đều là cơm nhà tới rồi mã xuân hoa trong tay giống như là năm sao đầu bếp làm được giống nhau sắc hương vị đều đầy đủ tràn đầy một bàn lớn đồ ăn nhìn qua liền rất có muốn ăn Long ngay từ đầu còn cảm thấy đi vào ở nông thôn ủy khuất thái tử, không nghĩ tới nhìn đến thái tử gia thời điểm, một chút không gặp hắn mảnh khảnh. Hiện tại nhìn đến một bàn lớn Mỹ thực mới biết được, là cái này trương thiếm cứu thái tử, cũng là trương thẩm dưỡng béo thái tử. Chính mình làm thái tử bên người thị vệ, hẳn là thế chủ tử hảo hảo báo đáp trương gia ân tình. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ một nhà an toàn. Ngoài miệng ăn thơm ngào ngạt thịt ba chỉ, mới cảm thấy so trong cung ngự trù làm còn hảo, khó trách thái tử luyến tiếc hồi kinh, nguyên lai là bị trương thím một đôi khéo tay cấp hấp dẫn ở. Sau khi ăn xong, trương thật mang theo long một cố ý cấp mã xuân hoa xin lỗi, nàng trong lòng mới tính thoải mái một chút. Mã xuân hoa nghĩ tới nghĩ lui, đem khuê nữ chi đi, lưu lại sư phụ một người, nói dối xưng xuất giá trước gặp được giang hồ du y dạy dỗ quá chính mình nhiều năm. Đương nhiên nàng không có đem chính mình xuyên thư sự tình công đạo, chỉ là thuyết minh cẩm bảo thân phận đặc thù, không riêng có tùy thân mang theo không gian còn có linh sủng hộ thân. Như vậy thuận lý thành chương liền giải thích Mã Xuân Hoa có thể sử dụng không gian chữa bệnh thiết bị sự tình. Trương thật nghe xong, tiêu hóa cả buổi, mới hiểu được chính mình truyền thừa đồ tôn cư nhiên là dị loại, liên tưởng đến cầu cầu cùng thanh đoàn dị thường cũng liền nghĩ thông suốt. Hiện tại xem ra là càng ngày càng thích, biết đồ nhi nguyên bản là kinh thành nhà giàu nữ nhi, trẻ người non dạ mới bị trương trước lừa gạt lại đây. Hiện tại xem ra, chính mình không chỉ có nhặt được y thuật cao minh bảo bối đồ đệ, còn nhặt được một cái thần thông quảng đại đồ tôm. Mã Xuân Hoa tay không lấy ra dược phòng thuốc tây bao con nhộng, đặt ở trương thật sự trước mặt, nháy mắt làm hắn cảm thấy chính mình thành ếch ngồi đáy giếng. Sư phụ, ta nghiên cứu thấu, cẩm bảo trong không gian dược phẩm dược hiệu hiệu quả thực tế còn có các loại khí giới sử dụng, cho nên mới dám ba hoa đáp ứng trị liệu thôn trưởng gia đại vũ thương tình. Trương thật thấy thế, bẻ ra bao con nhộng, đem bên trong thuốc bột nằm xoài trên trên tay, không ngừng lay thuốc bột thành phần. Bên trong có xuyên khung, cây ít mẫu, xuyên tâm liên, đào nhân, đương quy. Mã Xuân Hoa kinh ngạc, thuốc bột đã vỡ thành như vậy, sư phụ còn có thể phân tích ra bên trong thành phần, tự nhiên cùng dược hộp mặt trên phối phương giống nhau như đúc. Nếu là cái dạng này lời nói, có thể hay không sư phụ bắt được hàng mẫu liền sẽ nghiên cứu ra một ít lập tức Mỹ Bạch cư đốn, Mỹ Bạch bổ thủy đồ trang điểm, nếu là như thế này, nàng chẳng phải là nhặt được bảo tay không lấy ra một khoản mỹ bạch đạm đống đồ trang điểm, đối với sư phụ nói, sư phụ, ta biết ngài yêu nhất nghiên cứu, khi ngài xem xem này khoản sản phẩm có thể hay không chế tạo ra tới. Ngươi tưởng lấy này bán tiền. Trương thật không ngốc, đồ đệ đây là tưởng khai phá nghiên cứu còn bắt được thị trường đi bán tiền. Là. Mã Xuân Hoa không chút nào che giấu trả lời. Đồ nhi nghèo quán, cũng nghèo sợ, không nghĩ lại tiếp tục quá như vậy sinh hoạt, làm sư phụ nghiên cứu này đạm đống xương, còn có ta tưởng phá đầu đều hạt dễ rang đường đều là vì làm cái này ra thoát khỏi bần cùng. Trương thật không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không hề che lấp trả lời, nghe được nàng lời nói, trước kia hắn căn bản sẽ không hiểu biết, nhưng là hiện tại hắn cũng nếm đến quá không có tiền tư vị, có thể cảm nhận được đồ đệ tâm tình. Ta tưởng nghiên cứu nó không riêng gì vì trương gia, còn vì toàn bộ tây đường thôn, ta đã nghiên cứu ra đào đồ hộp, chuẩn bị ở trong thôn làm xưởng gia công, thuê trong thôn phụ nữ nhóm tới làm việc, vì trong nhà tăng thêm một chút thu vào, làm mỗi cái tiểu gia đều quá đến nhẹ nhàng một chút. Trương thật không nghĩ tới đồ đệ lòng dạ cư nhiên như vậy rộng lớn, không riêng nghĩ chính mình kiếm tiền, còn nghĩ kéo toàn thôn cùng nhau làm giàu, đồ đệ có như vậy lòng dạ, chính mình hẳn là toàn lực duy trì mới đúng. Chính mình hiện tại là ăn đồ đệ uống đồ đệ, về sau còn tính toán dựa vào đồ đệ dưỡng lão, cư nhiên còn nghi ngờ đồ nhi muốn lợi dụng chính mình kiếm tiền, thật là lòng dạ hẹp hòi. Đồ nhi, sư phụ phải hướng ngươi nhận sai, sư phụ còn tưởng rằng ngươi muốn lợi dụng ta nghiên cứu chế tạo thứ này vì chính mình mưu ích lợi, hiện tại mới hiểu được ngươi là dựa vào cẩm bảo tài nguyên dùng để tạo phúc toàn thôn, sư phụ không thể kéo ngươi chân sau, này khoảng mỹ bạch thư đống xương ta lưu lại, thời gian nhàn hạ ta sẽ nghiên cứu ra tới, về sau chúng ta thầy trò đồng tâm hiệp lực tạo phúc nghèo khổ dân chúng. Mã Xuân Hoa nghe được sư phụ đem vì dân tạo phúc mũ khấu ở trên đầu mình, có điểm ngượng ngùng, nàng xấu hổ nói, sư phụ, kỳ thật đồ đệ cũng có không ngài nói như vậy hảo, nghiên cứu chế tạo ra tới tiến hành tiêu thụ đồ nhi cũng sẽ được đến như vậy một chút lợi nhuận sư phụ nếu là để ý nói ngươi này nói gì lời nói ta cũng không phải thánh nhân ta chỉ là bình thường tiểu dân chúng cũng muốn mặc quần áo ăn cơm cho nên mặc kệ kiếm nhiều kiếm thiếu chỉ cần ta sản phẩm chất lượng quá quan không độc vô hại đồ nhi như thế nào tiêu thụ sư phụ đều không ngại dù sao sư phụ ăn mặc ở đi lại đều có đồ nhi che chở là được mã xuân hoa liền ái cùng sư phụ như vậy đạo đức tốt người giao tiếp ở chung mấy tháng, hắn phát hiện sư phụ không chỉ có y thuật hảo, nhân phẩm cũng hảo, chân thành thiện lương còn có trách nhiệm tâm. Phía trước nàng còn tưởng rằng ở hắn khó khăn bất lực thời điểm, lừa lừa chính mình bái sư chỉ là kế sách tạm thời, sau lại tiếp xúc mới phát hiện hắn lão nhân gia là nghiêm túc. Nghiêm túc giáo chính mình y thuật, nghiêm túc dạy dỗ chính mình làm người, như vậy hành y tế thế lại làm người chính trực người tốt thượng nào đi tìm. Gặp được như vậy ân sư là Mã Xuân Hoa may mắn, một ngày vi sư chung thân vi phụ nàng muốn cả đời giống hiếu kính cha mẹ giống nhau hiếu kính hắn, dưỡng hắn lão. Thái gia gia thật tốt. Thái gia gia giỏi quá. Thái gia gia nhân phẩm đỉnh cao. Mã Xuân Hoa dùng ý niệm nói, ngươi tỉnh tỉnh đi, kêu phá ít hầu ngươi thái gia gia cũng nghe không thấy. Nãy nãy xưởng đồ hộp đầu tư, Mỹ Bạch cư đống xương lại ra tay, nhà chúng ta liền sẽ bước lên thành đại địa chủ, ta chính là Phú Tam Đại Lạp. Mã Xuân Hoa không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tư tưởng còn rất tiền vệ, còn biết phú tam đại. Nãy nãy, nãy nãy, thiên không còn sớm, chạy nhanh đem thái gia gia tiễn đi đi. Mã Xuân Hoa có điểm khó hiểu, hỏi, vừa mới còn ở khen hắn, như thế nào này sẽ liền bắt đầu đuổi đi người lạp. Cẩm bảo vương tay nhỏ che mặt, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Chương 94 điếu thủy cứu người lừa gạt quỷ đâu. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mã Xuân Hoa đang ở buồn bực khoảnh khắc, bỗng nhiên nghe được phục phục. Động tĩnh, nàng lập tức hiểu rõ. Đứa nhỏ này lại ị phân. Trương thật thấy sự tình cũng nói không sai biệt lắm, cười tủng tỉm nhìn cẩm bảo, ngoan đồ tôm, ăn nhiều kéo dài hơn đại cái, thái gia gia đi trở về. Mã Xuân Hoa thấy thế lẩm bẩm nói, sư phụ, người học y cũng tin này đó, ăn nhiều kéo đa phần minh chính là dạ dày tiêu hóa không tốt, hài tử liền biết tham ăn. Có thể ăn là phúc, ngươi một cái học y cùng như vậy điểm hài tử so đo cái gì, sư phụ này không phải ở hống ngoan ngoãn cẩm bảo, ngươi còn để ý thượng, sống uổng phí này đại số tuổi. Nói xong trương thật quay người lại lưu. Mã Xuân Hoa vô duyên vô cớ bị sư phụ tổn hại một đốn, thấy sư phụ trùng mất sau, nhớ tới một câu, người đều nói cách bối thân, này sư phụ xem cẩm bảo chính là cái ví dụ, sủng nịch liền chính mình y học chuẩn tắc đều đã quên. Nhìn một cái, người này thái gia gia thật là bất công, cạnh thắng qua ta cái này bảo bối đồ đệ. Cẩm bảo tiểu biểu tình phong phú, cũng không xấu hổ, nhân gia lớn lên đáng yêu thảo hỷ, thái gia gia mới thích cẩm bảo. Ân, ừ, thích ngươi, kia muốn hay không đem thích cẩm bảo thái gia gia kêu trở về cho ngươi đổi tả. Nãy nãy, nãy nãy cẩm bảo sai rồi, nhân gia là nữ hài tử, ngàn vạn không cần kêu thái gia gia trở về, ném người chết lạp. Mã Xuân Hoa chuyển biến tốt liền thu, tiểu dạng còn trị không được ngươi, dám cùng nãy nãy tranh sủng ngươi còn nộn đâu. Tới rồi buổi tối, Mã Xuân Hoa cầm thu thập Dương thôn trưởng người nhà huyết tới rồi tiểu dược phòng đi xét nghiệm, cuối cùng đến ra kết luận là lão Dương đầu cùng con dâu huyết cùng đại vũ giống nhau đều là a hình. Mã Xuân Hoa cảm thấy đại vũ còn tính thực may mắn, vốn đang nghĩ nếu là nhà hắn huyết lượng không đủ, động viên người trong nhà cho hắn hiến cho. Nhưng là cứ như vậy có điểm hưng sư động chúng, không hảo cùng ngoại giới công đạo, hiện tại xem ra vừa vặn tỉnh đi này đó phiền toái. Bởi vì đối sư phụ thẳng thắng hiện tại có thể cho nàng ở dược phòng quang minh chính đại lấy ra giảm nhiệt sát trùng còn có gây tê dược vật. Chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, còn không biết ngày mai giải phẫu sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, cho nên nàng muốn đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Cơm sáng sau, nàng đem cẩm bảo giao cho đến nàng nương trong tay, mã xuân hoa thói quen tính cầu nguyện, hy vọng hôm nay giải phẫu thành công. Đi sớm về sớm, cầu chúc thái gia gia cùng nãi nãi giải phẫu thành công. Vì bảo hiểm khởi kiến, Mã Xuân Hoa mang theo lão tứ cùng nhau, ra cửa sau liền phân phó Văn Tùng mặc kệ nhà bọn họ người cỡ nào nôn nóng, ở nàng cùng Thái gia gia không ra tới phía trước, nhất định phải bảo vệ cho cửa. Văn Tùng tuy rằng không biết giải phẫu là có ý tứ gì, nhưng là đại vũ ca thương thế tối hôm qua đại ca liền nói, phi thường hung hiểm, liền Thái gia gia cũng chưa dám tiếp được. Hắn không biết nương xuất giá trước y thuật thế nào, nhưng là hắn tin tưởng nương có thể nói ra lời này, liền khẳng định có thể thành, vì bảo đảm nương giải phẫu thành công liền tính liều mạng cũng muốn tử thủ cửa còn chưa tới dương gia cửa liền thấy dương thôn trưởng phu thê thân cổ chờ mã xuân hoa thầy trò thấy các nàng chậm rãi đi tới tâm tình có vẻ phá lệ khẩn trương dương thị chưa từng có như vậy nhiệt tình quá tiến lên lôi kéo mã xuân hoa tay nôn nóng hỏi thế nào thế nào mã xuân hoa vì làm hai vợ chồng an tâm nhẹ giọng nói may mắn may mắn trong nhà có người có thể giúp thượng vội đi trong phòng đi nói hàng xóm thấy mã xuân hoa thầy trò lại tới đều nghĩ nhìn xem náo nhiệt, bị văn tùng cấp đổ ở cổng lớn. Người đứa nhỏ này, chạy nhanh tránh ra, chúng ta đây là quan tâm đại vũ đứa nhỏ này. Văn tùng thẳng tính, cũng sẽ không quanh co lòng vòng nói, đừng khi ta không biết, các ngươi là muốn nhìn một chút đại vũ ca khi nào tắt thở. Mẹ ta nói, có thể trị, nhưng là không thể cho các ngươi quấy rối. Có chút người không phục còn tưởng hướng trong tể, người đứa nhỏ này bốn sáu không hiểu, như thế nào liền không biết biến báo, chúng ta không vào nhà, liền ở trong sân chân tường nghe một chút âm kia cũng không được Văn Tùng quay đầu nhìn lại sợ tới mức hai chân nhũng ra liền thấy một đám hài tử từ đầu tường thượng bò lại đây mắt thấy cảng chân một mại liền phải nhảy vào sân hắn lòng nóng như lửa đốt liền tại đây thời điểm mấu chốt liền thấy một người phi thân tiến lên đem mấy cái hài tử chặn ngang ôm lấy trực tiếp tấp ném về sân có người phát hiện là chính mình hài tử chạy nhanh chạy đi trở về chăm sóc hài tử Văn Tùng dương mắt vừa thấy Cư nhiên là Long Một, tâm sinh hâm mộ hắn có một thân cao siêu công phu, đối hắn gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Ngươi đi cửa phòng thủ, nơi này giao cho ta tới. Long Một người lãnh lời nói thiếu, nhưng là hắn có thể tới thuyết minh là cảnh đại ca phân phó. Văn Tùng cũng bất hòa hắn khách khí, trực tiếp chạy đến cửa, đồng thời cũng đem Dương Đại Vũ Nương cùng bọn nhỏ ngăn ở ngoài cửa. Mọi người đều sôi nổi nghị luận, trương gia thật đúng là đều là kỳ ba, cầu cầu cùng con rắn nhỏ quay chung quanh ở hài tử bên người không nói, còn có cái sẽ cho hạ nhân thật là không xem không biết. Mã Xuân Hoa đem Dương Khai Phúc cùng Lâm Hiểu Thảo gọi vào trong phòng, xoay người quay đầu lại nói cho Dương Tỷ Tỷ kiên nhẫn chờ. Dương Thị không xảo không nháo, mấy ngày nay cũng nhìn ra nàng biến hóa, biết nàng có chút năng lực, chỉ cần có thể cứu nàng nhi tử, làm nàng chờ đến trời tối cũng tình nguyện. Bình thường rút máu ngồi liền có thể, Mã Xuân Hoa sợ hãi Dương Thôn Trưởng cùng Tiểu Thảo sợ hãi, cũng sợ tiết lộ thiên cơ, liền cấp trác ngủ huyệt vị, hai người liền hôn mê qua đi đem trong phòng tiêu độc sát trùng, sau đó đem đại vũ còn lại quần áo cởi bỏ, Mã Xuân Hoa từ không gian lấy ra hai bộ giải phẫu phục, vô khuẩn bao tay, mũ, toàn bộ võ trang hảo sau, bày ra một loạt giải phẫu khí cụ, đem trương thật xem ngay ra như phỏng. Chính mình vẫn luôn bảo bối một bộ ngân châm, ở đồ đệ trong mắt quả thực là gặp sư phụ. Mã Xuân Hoa đem trừ tới huyết tương treo lên, sau đó lại cấp đại vũ truyền dịch, làm hắn bảo tồn sinh mệnh năng lượng, hơi nước còn có nhất định lượng dược vật sợ hắn trên đường tỉnh lại lại vì hắn đánh toàn thân gây tê dược chuẩn bị ổn thỏa nàng bắt đầu tự mình thao đao chuẩn bị nhổ một thứ trương thật nhìn đồ đệ tay chân lanh lẹ làm chuẩn bị công tác không thể tin được đây là nàng xuất giá trước liền sẽ như vậy thành thạo động tác còn có đại não rõ ràng ý nghĩ bước đi không phải một hai năm có thể liền luyện thành nhưng là nếu đồ đệ không nói vậy nhận định nàng cách nói lúc này chính mình bỗng nhiên cảm thấy có điểm tự ti nguyên lai like đồ đệ y thuật mới là tuyệt đỉnh sư phụ ngươi giúp ta đem khẩn cái kìm, ta bên này đem thịt thối loại bỏ, làm ngài mão kính ngài liền dùng lực ra bên ngoài túng. Ta bên này ngay lập tức cầm máu, thành bại liền tại đây nhất cử. Mã Xuân Hoa cho sư phụ một cái yên ổn ánh mắt, sau đó bắt đầu rửa sạch miệng vết thương, thầy trò hợp tác phi thường thông thuận. Đại vũ rốt cuộc là huyết khí phương cương người trưởng thành, thân cường thể tráng, liền tính là nằm vài thiên, thể chất vẫn như cũ thực hảo, trên đường cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Khởi ra một thứ lúc sau, Mã Xuân Hoa lại cẩn thận lựa bên trong hay không có cặn, này một bước nhất mấu chốt, giải phẫu ước chừng làm một buổi sáng. Trên đường thôn trưởng cùng tiểu thảo thanh tỉnh sau, bị Mã Xuân Hoa cưỡng chế đưa ra phòng ngoại nghỉ ngơi. Tiếp theo lại bận việc hơn một canh giờ, thầy trò mới tính đem miệng vết thương khâu lại hảo, tiêu độc tiêu khuẩn lúc sau dùng băng gạt đem miệng vết thương băng bó. Sau đó ở xử trí hai chân gãy xương vấn đề, đem sai vị xương cốt trở lại vị trí cũ, sau đó giảm nhiệt tiêu sưng, thượng quá ván kẹp, cố định lúc sau tại tiến hành băng bó. Bận việc xong lúc sau, Mã Xuân Hoa đem dùng quá y dược rác rưởi thu thập ở một cái túi đựng rác, tạm thời ném vào không gian. Đem một ít hiếm lạ cổ quái y học khí cụ thu thập thỏa đáng lúc sau, chỉ dư lại quải thủy một ít thiết bị, nàng đã nghĩ kỹ rồi lý do liền nói sư phụ là kinh thành thần y, đồ vật sư phụ tự mang. Dương Thị vào nhà, nghe nói nhi tử giải phẫu thập phần thành công, cao hứng lệ nóng danh trồng, lôi kéo Mã Xuân Hoa tay không biết nên như thế nào tỏ vẻ cảm tạ giải phẫu thành công cùng thôn trưởng gia giao hảo thôn dân lại đây vấn an có cầm trứng gà có cầm bạch diện vào nhà nhìn thấy đại vũ bị bao vây giống như bánh chưng giống nhau đều cảm thấy hài tử mạng lớn nhặt về tới một cái mệnh có cái trước kia cùng mã xuân hoa kết quá oán phụ nhân không thấy được thấy đại gia khen mã xuân hoa ai u ta này đại cháu ngoại hảo hảo liền thành như vậy dương tỷ tỷ ta người này lanh mồm lanh miệng có gì nói gì người còn không có tỉnh sao liền biết cứu sống này xem bệnh trị liệu không cho vào nhà nội bộ bị trích không cũng không biết, nàng một cái ở nông thôn bà tử sẽ xem bệnh, còn dùng này phá cái ống điếu thủy cứu người, lừa gạt quỷ đâu. Chương 95 trong nhà còn cất giấu cái đại nhân vật. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mã Xuân Hoa thấy nói chuyện cư nhiên là sau làng trụ thiết đầu hắn nương lý bà tử. Cái này lão thái bà tâm nhãn tiểu thích ghi thù, trước kia nhà hắn thiết đầu cùng văn tùng đánh nhau đánh thua, lý bà tử liền tới tìm chính mình phân xử, bị chính mình cào đầy mặt hoa. Gia hỏa này đến bây giờ còn ở mang thù đâu. Không nghĩ tới không thể gặp chính mình hảo liền khuyến khích đại gia hoài nghi chính mình y thuật. Lý bà tử, ngươi ở chỗ này nói ra nói vào, ngươi sao có. Thể nói ra hắn cứu không sống đâu, ngươi là biết trước vẫn là thái thượng lão quân cho ngươi báo mộng, sợ không phải chính ngươi trong lòng suy nghĩ đi. Chật chật chật, thật là tâm hắc. Ta không có, ngươi vu khống người, ta chỉ là hoài nghi các ngươi thầy trò tới lừa dối thôn trưởng. Lý bà tử nghe được trương bà tử cười nhạo chạy nhanh vì chính mình biện giải nói. Điếu thủy đó là sư phụ ta trị liệu người phương pháp, ngươi ra quá tây đường thôn sao, đi qua trấn trên cũng là hiểu rõ đi, tóc dài kiến thức ngắn cũng đừng làm người chê cười, nhân gia chính là kinh thành tới thần y, ngươi gặp qua như vậy đại việt đời sao, cứ như vậy nguyền rủa đại vũ. Ta không có, Lý bà tử bị Mã Xuân Hoa liên tục chất vấn không có biện pháp giải thích, bởi vì nàng thật đúng là không biết như thế nào cứu người nhìn bên cạnh hàng xóm duỗi tay sôi nổi chỉ trích chạy nhanh xua tay dương tỷ tỷ ta không có cái kia ý tứ là này trương bà tử bôi đen ta cố ý xuyên tạc ta ý tứ đại vũ cũng là ta nhìn lớn lên ta như thế nào có thể nguyền rủa hắn không hảo đâu dương tỷ tỷ hiện tại khổ sở trong lòng ngươi còn hướng nàng ngực thượng rải muối bôi nhỏ chúng ta thầy trò đào rỗng đại vũ thân mình đây là có bao nhiêu không nghĩ làm cháu trai hảo a à? ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi ra sao rắp tâm dương thị giờ phút này đã cảm thấy ra tới cái này thiết đầu nương chính là ý định tìm tra trương bà tử nàng muốn tìm tra cũng không xem đây là ai địa bàn vì nhi tử có thể có tốt nghĩ ngơi hoàn cảnh nàng cường căng thân mình ứng phó lý bà tử không nghĩ tới ngươi trong lòng cư nhiên như vậy xấu xa cư nhiên có thể nói ra như vậy ác độc nói ngươi cho ta dương màu bình dễ khi dễ có phải hay không ở nhà ta như vậy dương oai tìm ra lý bà tử chính là có thể gây chuyện không thể áp sự người thấy lửa lớn đốt tới thôn trưởng gia chạy nhanh mở miệng giải thích dương tỷ tỷ ngươi nhìn xem ngươi là hiểu lầm đi ta này không phải cũng là lo lắng đại cháu ngoại bệnh tình sao lý bà tử có ngươi như vậy quan tâm người sao còn chú ta nhi tử thân mình bị đào rỗng ngươi cũng không rải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh ta nhi tử hiện tại tốt đến không được không cần ngươi giả quan tâm hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài nhà ta không chào đón ngươi lý bà tử nếu không phải xem ở nàng là thôn trưởng tức phụ khẳng định sẽ trở mặt cùng nàng đối phó vài câu nhưng nàng sợ hãi thôn trưởng uy nghiêm vốn định mượn cơ hội tổn hại mã xuân hoa không nghĩ tới chọc tới dương màu bình trên người còn bị người hạ lệnh trục khách là 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 ta nói sai lời nói nếu đại cháu ngoại không có việc gì kia ta liền đi về trước mã xuân hoa nhìn lý bà tử kia không lưng uống gối bộ dáng hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái xứng đáng tự làm tự chịu khắc ý định xem náo nhiệt người thấy thôn trưởng tức phụ phát hỏa cũng đều mất xem náo nhiệt tâm tư chạy nhanh tiến lên trấn an vài câu cũng đều rời đi. Dương Thị lúc này mới tiến lên nhìn Trương Thần Y có điểm ngượng ngùng, chính mình vừa mới có điểm xúc động nói thô tục. Cho các ngươi thầy trò chê cười, vừa mới là ta quá kích động, có điểm thất lễ. Mã Xuân Hoa biết kỳ thật là lý bà tử cố ý khó xử nàng là chính mình, chỉ là nàng tìm lầm địa phương. Không có việc gì, đều là cái kia lý bà tử vô cớ chọn sự, cũng liền Dương Tỷ Tỷ có thể chấn trụ nàng. Dương Thị nghe xong, nghĩ này đại muội tử cho chính mình mặt mũi, trước đây các nàng cãi nhau, nàng chính là đem lý bà tử cào kêu cha gọi mẹ, một chút chỗ tốt không vớt đến. Nếu không phải lý bà tử xem ở nàng là thôn trưởng tức phụ, ai sẽ như vậy dễ nói chuyện xám xịt về nhà. Mã Xuân Hoa lại dặn dò Dương Thị một ít những việc cần chú ý, làm nàng cấp hai cái hiến máu người bổ bổ thân mình, công đạo xong sau, mới cùng sư phụ rời đi. Trương thật dọc theo đường đi yên lặng vô ngữ. Mã Xuân Hoa có điểm sững sờ, không phải là bị ban ngày lý bà tử sự tình cấp nháo mông đi, rốt cuộc nàng lão nhân gia tiếp xúc đều là quan to hiển quý, giống ở nông thôn như vậy người đàn bà đánh đá chửi động sự tình hẳn là rất ít thấy. Sư phụ, ngươi sao, trị liệu xong đại vũ lúc sau liền một câu không nói. Mã Xuân Hoa tò mò nhìn sư phụ, chẳng lẽ hắn còn ở buồn bực vừa mới bị lý bà tử vu hãm nói. Đồ đệ, ngươi dạy ta này khâu lại y thuật đi, sư phụ thừa nhận chưa từng có gặp được quá giống ngươi như vậy lớn mật có thể đem người túi da giống quần áo giống nhau phùng lên thủ pháp nhìn sư phụ ngây ngốc bộ dáng mã xuân hoa xịt cười liền này còn suy nghĩ nửa ngày chúng ta thầy trò chi gian gì có dạy này không đều là sư phụ ngài dạy dỗ có cách hơn nữa ta chính mình nghiên cứu ra tới sao ngài tưởng thao đao tùy thời có thể trương thật nhìn cực nhã đồ đệ cho chính mình mang cao mũ cái gì chính mình nghiên cứu ra tới liền này thủ pháp liền này thuần thục trình độ lừa quỷ đều không tin. Dù sao đồ đệ đối chính mình không cất giấu không dịch, chính là chuyện tốt, hắn quyết định về sau hảo hảo nghiên cứu đồ đệ y thuật, tranh thủ học thành lúc sau có thể vì càng nhiều người bệnh giải trừ thống khổ. Nghe nói Trương Gia Gia cùng nương liên thủ đem dãy dụa ở hấp hối bên cạnh đại vũ thành công cứu trở về tới sau, cả nhà đều vì này cảm thấy cao hứng. Phát hiện nương có cao siêu y thuật đồng thời, cũng phát hiện một khác kiện mới lạ sự tình. Trương Gia Gia bỗng nhiên không hề dám cẩm bảo, mà là dính ở bảo bối đồ đệ bên cạnh thỉnh thoảng liền sẽ hỏi ra một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Văn Tùng khó hiểu đuổi theo Trương Gia Gia mông mặt sau dò hỏi mới biết được là bởi vì thầy trò ở nghiên cứu mỹ bạch thư đốn sản phẩm cả nhà đều biết sau cũng liền không hề tò mò bởi vì từ khi cẩm bảo sau khi sinh nương thay đổi liền sẽ thường thường làm một ít tiểu phát minh. Ngày hôm sau Dương Thị sớm liền tới đây thông tri Mã Xuân Hoa đại vũ tỉnh thầy trò mang theo hồng thuốc lại đây xem xét. Mã Xuân Hoa cũng không cất giấu, trực tiếp đem ống nghe bệnh lấy ra tới, cùng Lý bà tử cãi nhau khi liền để lộ ra này đó thiết bị là sư phụ từ Kinh Thành mang đến, cho nên Dương Thị cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đối với đại vũ một trận kiểm tra thao tác, biên tra biên cùng sư phụ giao lưu đại vũ bệnh tình biến hóa. Xoay người nhìn Dương Thị khẩn trương biểu tình, nàng thay ôn hòa thái độ nói, Dương tỷ tỷ, đại vũ cháu trai mệnh nhặt về, hôm nay thức tỉnh chính là cái hảo dấu hiệu, hạ sốt cũng không nhiễm trùng cảm nhiễm, ta lại thận trọng chiếu cố, 7 ngày sau ta cùng sư phụ lại đây cắt chỉ, ngực thương liền không gì vấn đề lớn. Đại muội tử, trương thần y. Thật là quá cảm tạ các ngươi thầy trò, cứu trở về con ta một mạng, ta cùng lão nhân cũng không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi lạp. Mã Xuân Hoa cười cười, kỳ thật chính mình thật đúng là có việc cầu thôn trưởng, chính là trước mắt nhà hắn sự tình còn không có ổn định, qua đi rồi nói sao. Dương Đại Vũ mắt thấy sẽ chết, bị kinh thành thần y cấp cứu sống, tin tức giống như là dài quá cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ tây đường thôn, thậm chí truyền tới hạnh lâm trấn. Trương gia cửa trong lúc nhất thời bị đổ ngựa xe như nước, có ngàn dặm xa xôi lại đây trị liệu, có nổi tiếng mà đến, Mã Xuân Hoa sợ phát sinh ngoài ý muốn, rốt cuộc trong nhà còn cất giấu cái đại nhân vật. Nàng nghĩ tới một cái biện pháp, làm văn tùng làm bộ thần y trương thật sự trang điểm ra thôn, làm người trong thôn nghĩ lầm lão nhân chịu không nổi quấy rầy rời nhà trốn mi hồi kinh. Tin tức bị tản đi ra ngoài, trương gia mới dần dần được an bình, ngày này, Mã Xuân Hoa lại đây thông tri cảnh nghi, ngày mai ngươi liền dọn dẹp một chút chuẩn bị giải phẫu đi. Long gần nhất gia 10 ngày qua, vẫn luôn tưởng không rõ vì cái gì Dương Đại Vũ sau bị thương đều cấp trị hết, trương thím còn chậm chạp không cho chủ nhân phẫu thuật, như vậy bị người đẩy tới đẩy đi nhật tử, chủ tử khẳng định khó chịu muốn chết. Kỳ thật hắn không biết, Mã Xuân Hoa chủ yếu chuyên tấn công chính là nội khoa, trong lòng khoa còn có thần kinh nội khoa, giống cảnh nghi bệnh huống thuộc về cốt ngoại khoa, nàng mấy ngày này vẫn luôn ở chuyên nghiên, có nắm chắc lúc sau mới lại đây thông tri. Trương thật tung ta tung tăng chạy tới hô, đồ đệ thiên đại tin tức tốt. Chương 96 nàng đến tột cùng là người phương nào? Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mã Xuân Hoa nhìn sư phụ như vậy cao hứng, mở miệng hỏi, sao lại thế này? Trương thật mở miệng nói, đồ đệ, sư phụ nghiên cứu chế tạo thành công, người Mỹ bạch che khuyết điểm sương. Mã Xuân Hoa nghe xong, cao hứng không thôi, bỗng nhiên nàng nhớ tới cảnh nghi bên người Long Mục giống như cái. trán có khối vết sẹo. Nàng đem tạ gia ý tưởng cùng sư phụ vừa nói, hai người ăn nhịp với nhau song song tới tìm Long Mục. Long Nghiêm tự cấp chủ tử mặc quần áo, từ khi hắn tới về sau, cảnh nghi ăn, mặc, ở, đi lại đều là hắn tự tay làm lấy, thấy Mã Xuân Hoa thầy trò như hổ trình mồi nhìn chính mình, bỗng nhiên có điểm đánh sợ. Cảnh nghi thấy thế, cho rằng Long Mục phạm vào cái gì sai lầm, mở miệng hỏi, trương thần y, nàng là phạm vào cái gì sai lầm vẫn là có nào có không tuân thủ quy củ có cái gì nói thẳng ra tới, ta cái này chủ tử tuyệt không bao che. Mã Xuân Hoa cười tủng tiễn hướng đi long một, đem hắn sợ tới mức cầm quần áo tay đều có điểm run rẩy bởi vì hắn chính là nghe nói trương thím vì mê hoặc địch nhân đã từng đem chủ tử trang điểm quá nữ nhân, hắn không thể được. Trong lòng đang ở do dự, đã bị Mã Xuân Hoa duỗi tay một túm, nói, cảnh nghi, đem hắn mượn ta một hồi, một hồi liền thành. Long một lòng nghĩ sợ gì tới gì, trong lòng mặc niệm chủ tử chủ tử ngàn vạn không cần đáp ứng hảo sao? Chính là nghe được chủ tử đáp lời hắn tâm lạnh nửa thanh, chủ tử hoàn toàn đem hắn tấp vứt bỏ. Trương Thiếm hữu dụng hắn địa phương tùy tiện sai sử. Trương Thiếm là chủ nhân ân nhân cứu mạng, hiện tại có việc muốn nhờ chính mình như thế nào có thể lùi bước bất cứ giá nào đồng ý. Nam tử hắn đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa đến đây đi. Sư phụ lấy ra tới cho hắn thử xem nhìn xem, quả nhiên chủ tớ hai cái trốn không thoát bị tai họa vận mệnh. Chờ đến trương thật lấy ra che khuyết điểm xương thời điểm, Long Mục giống như là muốn chịu chết giống nhau, một chút biểu tình đều không có. Triệu thị ôm cẩm bảo, còn có xảo vân cũng lại đây xem náo nhiệt, thấy trước mắt Long Mục khôi hài bộ dáng liền muốn cười. Một hồi công phu liền hòa hảo, Long vừa mở mắt ra nhìn đại gia kinh ngạc biểu tình, cho rằng chính mình bị hóa thành yêu ma quỷ quái trang dung. Chính là đương Mã Xuân Hoa đem gương đồng dọn ra tới thời điểm, long một choáng váng chính mình dung mạo chẳng những không thay đổi làn da tinh tế hơn nữa cái tráng vết sẹo còn không thấy sao lại thế này không phải giả nữ trang giả xấu sao dương mắt nhìn về phía mã xuân hoa thời điểm mãn nhãn đều là nghi hoặc mã xuân hoa thấy thế cười hì hì giải thích nói đây là sư phụ ta trương thần y nghiên cứu chế tạo khai phá mỹ bạch che khuyết điểm xương có mỹ bạch kháng ngăn cùng che khuyết điểm đạm đúng tác dụng nương cái này tác dụng thật lớn a à, ngươi xem long đại ca vết sẹo đều nhìn không thấy nếu là có trên mặt có chí có bớt nữ hài tử chẳng phải là có phúc âm. Mã Xuân Hoa vỗ vỗ chính mình nữ nhi, cười nói, đương nhiên, này đó chẳng những có thể tạo phúc những cái đó thân hoạn bệnh kính người bệnh, chúng ta còn có thể nho nhỏ kiếm thượng như vậy một bút. Nhìn đến nương kia chui vào lỗ đồng tiền tiểu biểu tình, đại gia trong lòng cũng là đi theo cao hứng. Mã Xuân Hoa duỗi tay ôm quá cẩm bảo, đối với nàng kia tiểu mặt đỏ trứng hôn lại thân, nải nải hảo cẩm bảo, nhà ta có thái gia gia này viên cây rụng tiền, về sau nhật tử liền sẽ không phát sầu. Trương thật nghe được đồ đệ nói, có điểm không vui giả ý sinh khí, cái gì, ngươi cư nhiên đem vi sư trở thành cây rụng tiền. Mã Xuân Hoa cảm thấy nói chuyện có điểm sai lầm, chạy nhanh cực nhã khen tặng nói, không không không, không phải cây rụng tiền, là chậu châu báu. tục ngữ nói cần là cây rụng tiền, kiệm là chậu châu báu. sư phụ là cái đã cần lao lại tiết kiệm người, là ngài phụng hiến quý giá thanh xuân cùng mồ hôi tạo thành ngàn ngàn vạn vạn các bá tánh hạnh phúc cùng khỏe mạnh sư phụ là thế giới này đẹp nhất vĩ đại nhất người. Mã Xuân Hoa một phen một mép công phu đều dùng ở sư phụ trên người, đem trương thật hống chính là thần hồn điên đảo. Mã Xuân Hoa thấy thế, lại lần nữa mở miệng nói, đại gia đồng ý ta nói cùng nhau sư phụ vỗ tay. Ngay cả nho nhỏ cẩm bảo cũng đi theo đại gia cùng nhau vỗ tay, này nhưng vui vẻ hỏng rồi lão nhân. Mã Xuân Hoa lập tức xoay người đem hài tử ném cho sư phụ, chính mình về phòng nghỉ lại có thể đại kiếm một bút vụn trộn nhạc đi. Hôm sau, Mã Xuân Hoa cùng sư phụ chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu cấp cảnh nghi làm phẫu thuật, nàng biết mau đến cửa ải cuối năm, hoàng gia lễ nghi phiền phức đặc biệt nhiều, khẳng định cũng sẽ muốn cái này thái tử ra mặt, luôn là oa ở tiểu sơn thôn, chẳng những sẽ tự nhiên đâm ngang, còn sẽ bị dụng tâm kính đáo người lợi dụng, phá hư thái tử danh dự. Gân cốt kỳ thật chính là y học thượng theo như lời gân bắp thịt. Gân bắp thịt đứt gãy bệnh trạng sẽ tạo thành khớp xương uốn lượn cùng sưng to, tứ chi duỗi thẳng đã chịu trở ngại. Mã Xuân Hoa giải phẫu chính là muốn đem gân bắp thịt đứt gãy bộ phận khâu lại lên, sau đó ở thêm đinh tán cố định trùng kiến. Mã Xuân Hoa biết cùng sư phụ giải phẫu thời điểm Long Một khẳng định sẽ canh giữ ở cửa phòng, cũng liền không cần lại tốn nhiều miệng lưỡi. Dựa theo lệ thường, đồng dạng cấp cảnh nghi làm toàn ma, lúc sau, thầy trò hai người thay cái kia tiêu độc sát trùng giải phẫu phục, mũ cùng bao tay. Chuẩn bị ổn thỏa bắt đầu sao đao bắt đầu làm khâu lại giải phẫu. Gân bắp thịt đứt gãy khâu lại thường thường yêu cầu nhiều chỗ khớp xương cố định, quá nhiều khớp xương cứng đờ hơn nữa gân bắp thịt khép lại quá trình dính liền, rèn luyện khôi phục thời điểm có thể nghĩ sẽ phi thường thống khổ. Giải phẫu đại khái tiến hành rồi hai cái canh giờ, Mã Xuân Hoa một bên chỉ đạo một bên giảng giải, lẫn nhau giao lưu y thuật. Long vừa đứng ở cửa, có điểm khó hiểu, không phải nói trương thần y y thuật cao siêu như thế nào cảm thấy cấp chủ tử làm phẫu thuật chủ đạo biến thành trương thím. Nàng đến tục cùng là người phương nào? mặc kệ, chỉ cần có thể cứu trị chủ tử có thể làm chủ tử đứng lên, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Trong lòng không ở miên mang suy nghĩ, một lần nữa chấn hưng tinh thần, hảo hảo vì chủ nhân đem hảo môn hộ. Chờ đến mã xuân hoa ra tới thời điểm, trong miệng lẩm bẩm nói, thật không phải người làm sự, muốn sát muốn xẻo cấp cái dứt khoát, này không phải làm người khổ thân. Trương thật chạy nhanh muốn ngăn cản đồ đệ, nói hô nói vượng cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt là long mục còn ở nơi này chính là Long Mục thật giống như cố ý không có nghe thấy Mã Xuân Hoa nói, tự động che chắn giống nhau, Trương Thật lúc này mới thoáng yên tâm. Tiếp được thời gian chính là tỉnh dưỡng, thuộc sau khang phục. Cảnh nghi là một quốc gia thái tử không riêng có tôn quý thân phận cùng địa vị, trên vai còn có không thể trốn tránh trách nhiệm, tuy rằng khang phục huấn luyện thực vất vả, nhưng là hắn cần thiết cắn răng kiên trì, vì chính mình cũng vì Nam Lăng Triều. Đã lâu không đi xem Văn Hoàng cùng Văn Phi, Mã Xuân Hoa hôm nay nhàn hạ xuống dưới, tính toán đi trấn trên nhìn xem quán mì kinh doanh như thế nào. Thuận đường đi định chế một ít ấm sành dùng để trang đào đồ hộp, lập tức tới rồi ăn Tết, hiện tại làm xưởng cũng không kịp, trước khi xuống nước nhìn xem tiêu thụ như thế nào, chờ đã có đại đơn đặt hàng ở mở rộng quy mô không muộn. Mang theo sư phụ nghiên cứu phát minh kem che khuyết điểm mang theo xảo vân liền xuất phát. Bởi vì cầu cầu cùng thanh đoàn hai cái tóm được thật nhiều giả thú, Mã Xuân Hoa tượng trưng tính mang theo mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang muốn đổi điểm bạc rốt cuộc toàn gia chi tiêu không nhỏ, có thể kiếm điểm bạc là điểm. Ngồi trên đại lão lưu xe bò, dọc theo đường đi lão đảo lắc lư bị nhân xưng tán cái không ngừng, Mã Xuân Hoa cảm giác chính mình choáng váng, đã lâu không ai như vậy thổi phòng chính mình. Đại muội tử, người nói ngươi này có văn hóa người chính là cùng chúng ta người nhà quê không giống nhau, một giáo liền rẻ, nếu không phải ngươi cùng trương thần y, ngươi nói ta thông trưởng gia đại vũ có phải hay không đã sớm không có, ít nhiều các ngươi thầy trò. Trị bệnh cứu người là hẳn là, Sư phụ ta vốn dĩ chính là giang hồ du y, đại vũ có thể gặp được sư phụ ta kia mới kêu vận khí. Đúng vậy đúng vậy, đại mùi tử nghe nói nhà ngươi quán mì hiện tại nhưng phát hỏa, đặc biệt là cái kia bún ốc, tới rồi cơm điểm đều bài không thượng hào đâu. Mã Xuân Hoa cũng có điều nghe thấy, biết chính mình trong nhà sinh ý không tồi, hiện tại đi xem nhân thủ có đủ hay không, cũng không thể sinh ý phát hỏa, đem bọn nhỏ mệt muốn chết rồi. Đều là bọn nhỏ nỗ lực, cần mẫn hơn nữa như vậy điểm vận khí mà thôi nàng thím, chúng ta quan hệ không tồi ta mới nhắc nhở ngươi, lần trước nhà các ngươi khai trương hoàng gia thiếu gia không phải quấy rối sao, hắn người nọ chính là không dễ chọc, ngươi cần phải làm xảo vân tiểu tâm điểm. Chương 97 lão bản nương là ý tứ này sao? Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa. Cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mã Xuân Hoa nghe được nàng nhắc nhở, liền nhớ tới ngày ấy khai trương, Hoàng Lung Vi cố ý tìm khuê nữ phiền toái, hiện tại ngẫm lại xác thật là không đạt mục đích không bỏ qua. Chạy nhanh ý bảo người nọ hảo tâm nhắc nhở, chính mình nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận một chút. Mẹ con hai người tới rồi địa phương xuống xe, đi vào chính mình gia quán mì, Văn Hoàng cùng Văn Phi huynh đệ hai người đặc biệt cao hứng. Văn Hoàng bản thân liền thích làm như vậy trương thu xếp la sự tình, thấy nương cùng muội tử tới trong lòng tự nhiên cao hứng. Văn Phi liền bất đồng, rốt cuộc là hài tử tiểu, tính tình không xong, trong lòng kỳ thật còn trong lòng tâm niệm niệm nghĩ đọc sách, sở hữu thấy nương tới trong lòng nhiều ít có điểm ủy khuất, bị buộc ở quán mì, trên mặt cũng cao hứng không đứng dậy. Văn Hoàng đem trắng bóng bạc lấy ra tới, cao hứng nói, nương, này đó bạc vụn đã ở tiền trang đổi qua, tổng cộng là 15 lượng ngân phiếu. Xảo Vân mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, nhị ca, cũng liền 10 ngày qua công phu, liền kiếm nhiều như vậy sao? Văn Hoàng đem bạc giao cho nương trong tay, dư lại một chút bạc vụn đặt ở quầy, trên mặt mang theo ý cười nói, đương nhiên ngươi không biết nhà ta mặc có bao nhiêu hỏa, này đó dùng để quán mì quay vòng, chờ đến tích cốc đủ rồi một ít lại giao cho nương. Mã Xuân Hoa vừa lòng gật gật đầu, đem cầm ở trong tay ngân phiếu cất vào trong lòng ngực, lại qua tay lấy ra hai lượng bạc đối với tiểu ca hai nói, này đó lưu trữ cho chính mình mua điểm gì, ở kiên trì kiên trì, tới rồi ăn tết nương liền tiếp các ngươi về nhà. Văn Phi hứng thú rất tốt, không phải bởi vì nương cho bạc, mà là có thể về nhà. Kỳ thật cũng không phải không muốn ngốc tại trong tiệm, chỉ là bởi vì trong tiệm bận quá buổi tối cũng chưa thời gian đọc sách nương ta không cần này cửa hàng là của ngươi hài tử đều là phiền toái nương hỗ trợ mang ta ở chỗ này có ăn có uống dùng không đến bạc cầm nương tất mua điểm chính mình muốn văn hoàng thấy nương như vậy kiên trì cũng liền không ở tiếp tục dây dưa dù sao chính mình không hoa cùng nhau tích cóp đến lúc đó ai dùng liền tăng cường ai biết lão nhị có làm buôn bán đầu mã xuân hoa cũng tưởng cố tình bồi dưỡng một chút cho nên làm xảo vân ở trong tiệm hỗ trợ, mang theo lão nhị đi tìm xem tiêu thụ Mỹ Bạch Thư đống xương tiêu thụ con đường. Đi trước trấn trên hàng ngày tiệm tạp hóa mua một ít tiểu nhân gốm sứ cái bình, nàng tưởng chạy nhanh hành động lên, đem đào đồ hộp tiêu thụ lên. Một đường đi tới, cùng nhi tử nghe được một nhà trấn trên danh dự chất lượng thượng thừa từ gia nhớ tiệm tạp hóa. Hai người tiến vào tiệm tạp hóa, tiểu nhị con ngươi chợt lóe, hai người ăn mặc không tầm thường, này không phải phẩm phẩm tiên quán mì lão bản sao. Không dám chậm trễ, chạy nhanh tiến lên đáp lời này không phải phẩm phẩm tiên quán mì lão bản sao nhị vị đại giá quan lâm không biết có gì muốn hỗ trợ văn hoàng đi ở phía trước nghe được tiểu nhị quản chính mình kêu lão bản bỗng nhiên có điểm không thói quen giải thích nói ta nương mới là quán mì lão bản tiểu nhị ngươi nói sai lời nói mã xuân hoa cười nhi tử này non nửa năm thời gian rút cuộc làm chính mình vặn lại đây tới còn biết khiêm tốn tiểu nhị vừa nghe mắt nhỏ nháy mắt cười nói kia ta không gọi sai không phải Vị này chính là lão bản nương, ngài là lão bản. Lão bản nương là ý tứ này sao? Bất quá tiểu nhị đầu nhỏ còn khá tốt xử, cũng liền không thèm để ý hắn nói. Nhà các ngươi có hay không loại này lớn nhỏ quy cách gốm sứ cái bình. Mã Xuân Hoa từ trong lòng ngực móc ra một cái bản vẽ mặt phẳng, mặt trên đánh dấu bao lớn nhiều khoang kích cỡ. Tiểu nhị náo loạn cào đầu, có điểm ngượng ngùng, trả lời, cái này ta xem không hiểu, tìm ta gia từ trưởng quầy cho ngài nhìn xem được không? Mã Xuân Hoa cũng không có sinh khí, như vậy tiểu nhân tiểu nhị liền ra tới làm công, khẳng định trong nhà điều kiện không tốt, không biết chữ cũng là bình thường. Hành, ngươi đi hỏi hỏi xem, ta ở chỗ này chờ. Tiểu nhị nhanh chân liền sau này đường chạy, nhanh như chớp đã không thấy tâm hơi. Văn Hoàng có điểm buồn bực, này ban ngày ban mặt trưởng quầy không ở trong tiệm hảo hảo nhìn, như thế nào chạy tới hậu đường. Mã Xuân Hoa cười cười, duỗi tay chỉ chỉ hậu đường, ngươi nghe. Văn Hoàng cẩn thận nghe, mới phát giác có trách cứ thanh âm. Người đứa nhỏ này như thế nào chạy về tới chuyên môn khí ta, mới mấy ngày liền phải tiền, cha ngươi ngươi nương ở bên ngoài kiếm tiền cỡ nào vất vả ngươi có biết hay không? Biết biết, nhị thúc ngươi nói lăng qua lộn lại liền như vậy vài câu, có thể hay không thay đổi từ. Mẫu tử hai người tưởng là cười, bên trong thanh âm cũng bởi vì tiểu nhị chạy đi vào đình chỉ. Tiểu nhị cầm bản vẽ chạy về tới, nói, trương lão bản, nhà ta trưởng quầy nói có loại này kích cỡ nhưng là trong tiệm không hóa yêu cầu điều, sau đó cho ngươi giao hàng tận nhà được không? Mã Xuân Hoa nghe xong, có bậc này chuyện tốt đương nhiên đáp ứng, lập tức gật đầu. Khi ngài đồng ý nói, ta đi tìm trưởng quầy cùng ngươi nói chuyện giá. Tiểu nhị đem trong tay bản vẽ chiếc hảo đưa cho Văn Hoàng, xoay người truyền lời đi. Mã Xuân Hoa xoay người đối với Nhi Tử nói, này giá liền giao cho ngươi tới nói lạp. Văn Hoàng nghĩ nương mang chính mình chỉ là vì trường kiến thức, không nghĩ tới cư nhiên làm chính mình nói sinh ý bỗng nhiên chi gian có điểm chột dạ khẩn trương nương ta không được trương lão bản tới thật sự là tiếp đón không chu toàn vừa dứt lời một vị lão nhân gia chậm rãi đi ra mã xuân hoa thấy tiểu nhị đi theo nàng phía sau trong lòng hiểu rõ người này khẳng định là từ trưởng quầy khách khí khách khí mã xuân hoa dẫn đầu đã mở miệng bởi vì nàng cảm giác được nhi tử còn ở ấp ủ cảm xúc hơi thở có chút không xong từ trưởng quầy có điểm xấu hổ nghĩ thầm hậu đường cách nơi này không xa vừa mới cùng cháu trai lớn tiếng nói chuyện khẳng định bị người ta mẫu tử nghe thấy được. Thật là cho các ngươi chê cười, hài tử lớn không phục quản, hắn cha mẹ không ở bên người đều bị ta chiều hư. Ngài cũng nói hài tử tiểu không hiểu chuyện, cùng ngài không lớn không nhỏ thuyết minh ngài sủng nịch hài tử, thúc cháu tình cảm thâm hậu, hài tử ỷ lại ngươi, chứng minh ngài là cái hảo thúc thúc. Bị mã xuân hoa như vậy lý giải khen, rõ ràng thấy từ trưởng quầy trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười hài tử từ nhỏ cha mẹ liền không ở bên người, đều bị ta quán đến không cái hảo bộ dáng, không nói hắn, vừa mới tiểu lâm tử cho ta xem gốm sứ cái bình quy cách có, nhưng là yêu cầu từ khác cửa hàng điều, ngài có thể chờ sao. Nhất muộn buổi chiều liền cho ngài đưa đến phẩm phẩm tiên. Buổi chiều còn tính muộn sao, chỉ cần hôm nay cùng nữ nhi về nhà thời điểm mang lên là được. Khi giá phương diện, ngày thường 6 văn tiền một cái, ngài muốn chính là suốt 50 cái, số lượng cũng không ít, ta cho ngài cái ưu đãi 5 văn tiền một cái, ngài xem thế nào? Mã Xuân Hoa nghe được hắn bắt đầu nói giá, không có đáp lời, chỉ là dương mắt nhìn nhìn nhi tử, hoạt động bước chân nhàn nhã mà xem nổi lên trong tiệm thương phẩm. Từ trưởng quầy thấy Mã Xuân Hoa bộ dáng liền biết, lão thái thái nhìn dáng vẻ có điểm không hài lòng giá. Văn Hoàng lúc này đã ấp ủ hảo cảm xúc, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, từ trưởng quầy. Nếu là chúng ta ngày thường mua mấy cái nói khẳng định sẽ không cùng ngài tốn nhiều miệng lưỡi, nhưng là ta nương đặt hàng 50 cái, số lượng không nhỏ, Ngài chỉ tiện nghi một văn, chúng ta thật đúng là có chút khó tiếp thu. Từ trưởng quầy vừa thấy, lão thái thái không nói, nhìn dáng vẻ cùng chính mình nói giá chính là trước mắt vị này tiểu công tử. Trương công tử, chúng ta nơi này cũng là buôn bán nhỏ, một cái cái bình cũng kiếm không được mấy cái tiền. Không có nhiều ít lợi nhuận. Từ trưởng quầy, ngài xem nhà ta bán mặt, ngài gia bán tạp hóa hàng ngày, chúng ta đều là đồng hành buôn bán hẳn là lẫn nhau chiếu cố, lại nói chúng ta làm buôn bán cũng không phải là một cú chúng ta lần này hợp tác thành công sau, nếu là dùng hảo, lần sau chúng ta còn sẽ lại đến đặt hàng, vậy không ít kỹ 50, mà là 500 hoặc là 1.000 cái, nếu không ta liền chiếc trong đó tam văn tiền như thế nào. Mã Xuân Hoa âm thầm vì Nhi Tử giơ ngón tay cái lên, Nhi Tử không riêng sẽ đánh cảm tình bài còn sẽ dụ hoặc đối phương, trong ánh mắt tràn ngập đối hắn cổ vũ cùng duy trì. Được đến nương cổ vũ, Văn Hoàng bắt đầu có tự tin, cuối cùng từ trưởng quầy nhượng bộ, lấy bốn văn tiền giá cả trao đổi hảo. Sắp ra cửa thời điểm, Mã Xuân Hoa nghe được cửa hàng kia hài tử không kiên nhẫn nói, hảo hảo hảo, ta đi giúp ngài đưa có thể chứ. Chương 98 ta. Muốn giảm béo ta muốn biến đẹp. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Mẫu tử hai cái ra cửa lúc sau, Văn Hoàng rốt cuộc thở hỗn hển một ngụm thật dài khí, nương, mau hù chết, nếu không phải ngài cấp ánh mắt cổ vũ, cấp nhi tử chống lưng, nhi tử đều sắp banh không được, Mã Xuân Hoa khóe miệng mang theo mỉm cười, người đứa nhỏ này, có gì banh không được, lần này không phải làm thực hảo, về sau nhà ta có quan hệ sinh ý thượng sự tình liền toàn bộ giao cho ngươi, cho nên ngươi hiện tại còn cần không ngừng mài dũa, nhà ta ngày sau chỉ vào ngươi chọn lựa đại lương lạc. Văn Hoàng Kim Tốn xua tay, nương, này không được, nhà ta sinh ý có thể kiếm tiền cũng là cả nhà huynh đệ tỷ muội công lao, muốn phụ trách cũng là giao cho đại ca mới được. Mã Xuân Hoa nhoáng lên đầu, phản bác nói, đại ca ngươi không được, hắn kia đầu dưa chỉ có thể trồng trọt, dưỡng dưỡng gà vịt ngỗng gì, người tam đệ cùng lục đệ, không thấy sao, là một lòng nhào vào học tập thượng muốn thi đậu công danh, người tứ đệ càng không cần phải nói, cả ngày liền nghĩ võ thương lộng bổng, cho nên lão nhị ngươi là nương sinh ý thượng người nối nghiệp, chúng ta trương gia sinh ý còn muốn trông cậy vào ngươi. Văn Hoàng nghe được nương một phen phân tích, thật đúng là chính là cái dạng này. Vì toàn bộ trương gia, vì nương, vì hai đứa nhỏ có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, hắn gật gật đầu đồng ý nương đề nghị. Nương hai đang ở nói, liền thấy mọi người hấp tấp hướng một chỗ chạy, đây là có chuyện gì? Theo lòng hiếu kỳ sử dụng, nương hai đi theo đám người cùng nhau đi vào sự phát địa, để đến phụ cận vừa thấy, giữa sân cư nhiên nằm một cái giống thang bùng lầy giống nhau nữ nhân. Vây xem trong đám người, có người chỉ chỉ trỏ trỏ cười nói, như vậy béo còn dám mơ ước nhân gia từ công tử, nằm trên mặt đất đòi chết đòi sống ném chết người. Chính là chính là, tồn tại là cái trói buộc, béo thành đại trung tương còn liếm mặt cuốn lấy nhân gia, Mau xem động, béo thành như vậy đều mau đuổi kịp một đầu phì heo lạp. Đừng nói hưu nói vượng, nàng là cao gia địa chủ Thiên Kim, Cao Thanh Thanh. Nhưng gia cha tài đại khí thô nhưng lợi hại đâu. Nữ hài quỳ rạp trên mặt đất phi thường chật vật, nghe đại gia đối nàng chỉ chỉ rõ rõ, đàm luận tiêu điểm cái cười nhạo mục đích chính là mập mạp chọc họa. Đừng nhìn đừng nhìn. Cao Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu liền đối với mọi người hô. A nha, người xấu thân mình béo không nói mau xem nàng mặt đây là bị người hủy dung sao. Bị người kinh ngạc chỉ ra, Cao Thanh Thanh nháy mắt dùng tay che lại mặt, kêu sợ hãi suy nghĩ muốn đứng dậy, lại bởi vì vô lực mà đứng dậy không nổi. Văn Hoàng có điểm tức giận, ngoài miệng lẩm bẩm nói, thật quá đáng, một cái cô nương mọi nhà cư nhiên bị người như vậy chỉ trích. Mã Xuân Hoa nhìn chung quanh người ánh mắt, cao mày, những người này thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, như vậy thương tổn một cái nữ hài lòng tự trọng, còn không phải là nữ hài béo một chút, mặc bị vũ khí sắc bén hoa bị thương sao? Nàng có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, rốt cuộc chính mình rèn luyện phía trước cũng có 100 năm, 60 cân, tuy rằng hiện tại gầy 20 cân, chính là cũng thuộc về mập mạp hàng ngũ. Đều đừng nhìn, các ngươi từng cái không có đồng tình tâm, còn ở nơi này bỏ đá xuống giếng, ta không mặt mũi gặp người, ta nếu đã chết, các ngươi từng cái đều là đồng lõa. Nghe được lời này, có chút nhát gan lẩm bẩm nói, ta nhưng không có nói ngươi, đừng lại chúng ta. Nữ hài rốt cuộc dãy dụa đứng dậy, nhìn ra được nàng thực thương tâm tuyệt vọng, như vậy cảm xúc thực dễ dàng làm nữ hài đi lên cực đoan. Mã Xuân Hoa vừa muốn tiến lên muốn ngăn trở, liền nghe được có người thổi huyết sáo, ồn ào, chết a, à, đi thế người tốt đã chết, tính người đời này tích đức. Cao Thanh Thanh nghe được càng ngày càng nhiều ồn ào thanh âm, nàng không dám chết, nàng hù dọa người đâu, nàng không có cái kia dũng khí. Cao Thanh Thanh thấy thế, từ công tử cũng không cần chính mình, còn Hoa bị thương nàng mặt, chính mình quỷ dáng người mất mặt ném về đến nhà, cha mẹ cũng không quan tâm chính mình, tồn tại làm gì, còn không bằng đã chết xong hết mọi chuyện. Đã chết tính, đã chết cấp người sống lưu khẩu cơm, đã chết liền không có này đó đồn đãi vớ vẫn lạp. Hài tử, chết tử tế không bằng lại tồn tại, cha mẹ ngươi đem ngươi sinh hạ tới không phải xem ngươi như vậy tự sa ngã, dáng người không hảo có thể giảm béo, khuôn mặt hủy hoại có thể trị liệu, chính là mệnh không có liền đổi không trở lại. Một cái không giống người thường thanh âm truyền đến, có vẻ phá lệ vang dội, đại gia cũng đình chỉ tranh luận cùng ồn ào. Đồng thời xoay người tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở mã xuân hoa trên người. Cao Thanh Thanh dẫn đầu phản ứng lại đây, đại thẩm, ngươi thật tốt, liền ngươi một cái là người tốt, chính là người ta thích không thích ta, ta vừa ra khỏi cửa đã bị người chọc cuộc sống, mắng ta lãng phí lương thực, ta chịu đựng không được, còn không bằng đã chết tính. Đã chết xong hết mọi chuyện, vậy ngươi người nhà đâu, ngươi cha mẹ khẳng định sẽ vì ngươi lo lắng, người sống một đời không phải vì người khác mà sống, nam nhân tính gì, không có hắn thiên không sụp mà không hãm, thái dương làm theo dân lên, không cần để ý thế tục ánh mắt, vì chính mình tồn tại xem đạm hết thảy, ngươi sẽ phát hiện trên thế giới còn có không giống nhau phong cảnh. Vì chính mình tồn tại. Cao Thanh Thanh trong miệng toái toái niệm niệm nói thầm. Mã Xuân Hoa tiến lên, dùng chính mình áo ngoài cấp nữ hài bao lại nàng kia mập mạp dáng người, văn hoàng chạy nhanh tiến lên xua tan đám người nói, đừng nhìn đừng nhìn, đổi vị ngẫm lại nếu là nhà mình hài tử như vậy bi thảm, các ngươi còn như vậy ồn ào sao? Đại gia bị văn hoàng như vậy chất vấn, có điểm thiện tâm người đều không lời gì để nói, yên lặng tan đi. Có chút người không nhịn được mặt, phản bác, liền ngươi là bùng bồ tác tâm địa từ bi vì hoài, các ngươi mẫu tử thiện tâm, sợ không phải nhớ thương tưởng từ trên người nàng vớt điểm chỗ tốt đi. Cao Thanh Thanh ánh mắt lập lòe, quay đầu lại nhìn nhìn bên người mẫu tử, bỗng nhiên cảm thấy có điểm nghi ngờ. Thực mau, nàng lại nhìn nhìn những cái đó ồn ào người hô, lăng. Liền tính dụng tâm kính đáo lão nương cũng nguyện ý. Tên mập chết tiệt, ngươi xứng đáng bị ném, cam nguyện bị lừa cũng là ngươi gieo gió gặp bão. Người nọ không thú vị bị mắng một đốm, hùng hùng hổ hổ rời đi. Náo nhiệt đã không có, đại gia cũng cảm thấy không gì mặt cùng mã xuân hoa mẫu tử so sánh với, nháy mắt cảm thấy chính mình nhỏ bé, liền trực tiếp tan. Mã Xuân Hoa nhìn ra Cao Thanh Thanh nghi ngờ, mở miệng nói, hài tử về nhà đi, ta liền giúp ngươi đến này, ngày sau lộ còn cần chính ngươi lựa chọn." Cao Thanh Thanh hợp lại một chút trên người áo ngoài, tuy rằng rất mỏng nhưng là trong lòng cảm thấy ấm áp. Chính mình bộ dạng dáng người vẫn luôn là đại gia công kích mục tiêu, không biết là cha là đại địa chủ thường xuyên bóc lột người khác tao trả thù, vẫn là chính mình thật sự bị người ghét bỏ, chính là không ai thật sự quan tâm nàng. "Đại thẩm, ngài vừa mới nói dáng người có thể giảm ý gì, vết sẹo cũng có thể tiêu sao?" Mã Xuân Hoa nhìn nàng vẻ mặt mê hoặc, sợ hãi nàng luẩn quẩn trong lòng, liền kiên nhẫn trả lời, không nói gạt ngươi, thím phía trước liền cùng ngươi dáng người giống nhau, hiện tại giảm 20 cân, đến nỗi ngươi mặt, ta tạm thời không thể trị liệu, nhưng là có thể che khuyết điểm. Che khuyết điểm. Cao Thanh Thanh có điểm kinh ngạc cái này mới mẻ từ. Văn Hoàng nhìn mẫu thân cùng Cao Gia cô nương nói chuyện phím, tâm nói, xong rồi, này còn không có bán đi đồ vật, hiện tại lập tức liền phải bị nương tặng người. Trương Gia Gia A, đại cháu trai chính là vì ngươi minh bất bình, Ngài cực cực khổ khổ nghiên cứu đồ vật liền phải biến thành chim nhỏ bay đi. Ta muốn giảm béo, ta muốn biến đẹp, thím ngươi có thể giúp ta sao? Nhìn ra được tới Cao Thanh Thanh đứa nhỏ này để ý vẫn là chính mình dáng người cùng dung mạo. Mã Xuân Hoa nhìn nàng kia chờ đợi ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt, trầm tư một lát mở miệng hỏi, ngươi có thể chịu khổ sao? Chương 99 một lọ 10 lượng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Cao Thanh Thanh nghe được đại thẩm ngữ khí có hòa hoãn, ngẫm lại mấy năm nay bị người cười nhạo cùng châm chọc, đau hạ quyết tâm nói, chỉ cần có thể làm ta biến đẹp, gì khổ ta đều có thể ăn. Mã Xuân Hoa nghe xong, đem Cao Thanh Thanh kéo đến một bên, mở miệng nói, hài tử, thím là. Tây đường thôn người, ngươi nếu là muốn giảm béo biến Mỹ, liền cùng nhau gia nhập thím giảm béo huấn luyện doanh, trong khi ba tháng ma quỷ thức huấn luyện, bảo đảm ngươi có thể gầy xuống dưới. Giảm béo huấn luyện doanh. 3 tháng ma quỷ thức huấn luyện, có điểm mới lạ. Có gì điều kiện sao? Đi ngươi nơi đó thật sự quảng gầy. Mã Xuân Hoa nghĩ nghĩ, chính mình rèn luyện cũng là rèn luyện, thuận tiện lại dạy mấy cái học viên kiếm điểm tiền qua, một công đôi việc. Ăn trụ thiếm bao, 3 ba tháng học phí 10 lượng bạc, ngươi nếu là tưởng gầy, qua năm liền tới phẩm phẩm tiên quán mì tìm thiếm. Ngươi về trước gia tỉnh dưỡng hảo, quá xong năm thiếm cư sẹo cao là có thể cho ngươi trị mặt, đến lúc đó khẳng định sẽ biến thành một cái thon thả lại đẹp đại mỹ nữ. Cao Thanh Thanh nhớ kỹ Mã Xuân Hoa nói, vô cùng cao hứng về nhà tìm cha mẹ thương nghị đi. Văn Hoàng vỗ vỗ bộ ngực, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Trương gia gia, ngài khổ tâm nghiên cứu chế tạo che khuyết điểm xương rốt cuộc bảo vệ. Quay đầu lại thấy nương ở kia đắc chí, có điểm lo lắng, nương, ngài như vậy làm nàng lấy bạc tới giảm béo, nếu là không đạt được hiệu quả, làm sao bây giờ? Mã Xuân Hoa nhẹ nhàng một nhún vai, cho nên nương hỏi nàng có thể ăn được hay không khổ, ăn khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân, nàng liền điểm này khổ đều chịu không nổi, kia xứng đáng nàng bị người cười nhạo, đuôi nàng bạc là được. Mẫu tử hai cái nói xong vừa muốn rời đi, đã nghe đến một cổ gây mũi phấn mặt hương vị. Phương Bắc gào thét cũng chưa có thể xua tan kia cổ gây mũi hương vị. Mã Xuân Hoa thấy một cái trang điểm thập phần yêu diễm nữ tử đứng ở các nàng trước mặt ngăn lại hai người đường đi. Văn Hoàng theo bản năng nhíu mày, mở ra hai tay liền hộ ở mẫu thân trước người hỏi, có việc sao? Nữ tử trong tay nắm chặt khăn theo, giơ tay nhẹ nhàng cất vào ống tay áo, đầy mặt ý cười mở miệng, đừng sợ, ta không phải người xấu, ta kêu hạ xuân nương, là khai son phấn cửa hàng. Văn Hoàng không hiểu, nàng ngăn lại bọn họ đường đi là vì cái gì, nhưng là mã xuân hoa lại nhìn ra hạ xuân nương tâm tư. Nữ nhân này không đơn giản, trong sinh hoạt cũng là cái người có tâm, nghe lời nghe âm, khẳng định là chính mình vừa mới lời nói bị nàng nghe lọc được. Chính mình còn đang lo không địa phương bán sư phụ nghiên cứu chế tạo che khuyết điểm xương, này không cứu cá nhân sinh ý liền chủ động tìm tới môn. Hạ lão bản có chuyện liền nói, chúng ta nương hai còn có việc trong người. Hạ Xuân Nương đánh giá cẩn thận trước mặt có chút hơi béo lão phụ nhân, mở miệng hỏi, ta nghe ngươi nói ngài có một loại có thể che khuyết điểm đồ vật, không biết có thể hay không làm ta xem xem. Văn Hoàng nghe xong, lúc này mới ý thức được, người nói vô tâm người nghe cố ý, nguyên lai nàng là vì che khuyết điểm xương mà đến. Mã Xuân Hoa ra vẻ khó xử, trả lời, ta vốn là nghĩ đến trấn trên kia hạnh hoa lâu đi xem, như thế nào hạ lão bản đối ta kem che khuyết điểm có hứng thú. Đương nhiên, thiên quái lạnh, chúng ta đi cửa hàng phô ngồi ngồi uống khẩu trà nóng đi. Mã Xuân Hoa nghĩ, sinh ý chủ động tìm tới môn nào có không đi đạo lý, nhìn dáng vẽ ra cửa cùng cháu gái nhắc mãi nhắc mãi chuẩn không sai. Đi vào hạ xuân nương son phấn cửa hàng, chỉ thấy mặt trên viết hồng tụ thêm hương bốn cái chữ to. Cửa hàng quy mô không lớn, nhưng là chim sẽ tuy nhỏ ngủ tạng đều toàn, xốc lên miên mành, dương mắt thấy trên quầy hàng mặt cao trung loại kém son phấn đầy đủ mọi thứ. Hạ Xuân Nương trực tiếp đem ngựa Xuân Hoa mẫu tử lui qua bên cạnh phòng khách, chủ động đem nước trà đoan đến nàng trước mặt, trương thím, xin hỏi trên người của ngươi mang theo kia che khuyết điểm xương sao, ta có thể nhìn một cái sao? Mã Xuân Hoa cao mày, nhìn nàng kia ân cần bộ dáng giống như có điểm quá mức nhiệt tình, hoặc là chính là nàng người này tính cách như thế, hoặc là chính là nàng cầu hiền như khác, sốt ruột muốn loại này sản phẩm nghĩ vậy nhẹ nhàng nhấp khẩu trà hảo a kỳ thật ta lần này ra cửa chính là cho nó tìm cái nguồn tiêu thụ ta tưởng bắt được hạnh hoa lâu hẳn là vấn đề không lớn hạ xuân nương nghe xong đôi mắt mạo lục quang nội tâm mừng như điên chạy nhanh nói trương tỷ tỷ đừng đi kia gần nhất kia địa phương không thích hợp các ngươi mẫu tử thứ hai kia địa phương người tạp còn không bằng chúng ta trực tiếp trao đổi trao đổi mã xuân hoa cố ý mở to hai mắt hỏi ngươi muốn Ta thứ này nguyên vật liệu trung dược liệu khó tìm, chế tác lên có điểm tốn thời gian cố sức, một tháng cũng cũng chỉ có thể sinh sản 10 bình, hơn nữa nó giá cả cũng không tiện nghi. Một tháng mới có thể sinh sản 10 bình. Hạ Xuân Nương là cái làm buôn bán tay già đời, biết Trương Thím nói lời này nhiều ít có khoa trương thành phần, nhẫn nại tính tình nói, ta biết, loại đồ vật này trên thị trường không có, nhưng là lại quý đồ vật cũng có cái giá cả không phải. Mã Xuân Hoa làm bộ trầm tư một lát, mở miệng nói, 10 lượng một lọ, khẩu chất giá cái gì nương điên rồi cư nhiên chào giá như vậy quý văn hoàng thật sợ kia hạ lão bản há mồm châm chọc nương tưởng tiền tưởng điên rồi chính là thấy hạ xuân nương cư nhiên tại chỗ không có mở miệng mà là buông xuống đầu nghĩ đến cái gì sao lại thế này hai người đều có vấn đề một cái nho nhỏ cái chai bên trong đồ vật có thể để quá nông dân vất vả một năm tiền lời cái loại này mà dân chúng nên như thế nào tự xử mã xuân hoa thấy nàng do dự tiếp tục mở miệng ta kem che khuyết điểm bên trong đựng hoa hồng, đương quy, bạch cập, cây ít mẫu còn có rễ sắn. Quan trọng nhất chính là bên trong đựng trăm năm nhân sâm thành phần. Hạ Xuân Nương nếu là nghe được bình thường thông phụ nói như vậy, có lẽ còn sẽ hoài nghi, nhưng là nàng mở ra kem che khuyết điểm nghe nghe bên trong hương vị, nàng có thể cảm giác ra nàng không có nói dối. Kinh doanh song phấn cửa hàng nhiều năm như vậy, bên trong tài chất nàng đáp cái mũi vừa nghe là có thể biết. Chỉ bằng này trăm năm nhân sâm thành phần ở, liền giá trị cái này giá. Văn Hoàng buồn bực, người này tham không phải bán sao, như thế nào nương nói dối gạt người, nhưng là hạ lão bản giống như còn thật sự tin. Hắn không dám nói lời nào, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, sợ kia nữ nhân nhìn ra con mẹ nó nói dối, bị người vạch trần nói bọn họ là kẻ lừa đảo. Sư phụ ta là kinh thành thần y, làm việc tỉ mỉ, dược phẩm thành phần xứng so tuyệt đối độc nhất vô nhị, này khoản sản phẩm có mỹ bạch, bảo ước, kháng ngăn cùng che khuyết điểm tác dụng, ngày sau còn sẽ đẩy ra một khoản loại trừ vết sẹo sản phẩm tới hạ lão bản nếu là không cần, ta liền mang theo nhi tử đi nơi khác nhìn một cái. Thần y trương thật. Nghe nói trước đó vài ngày hắn ra tay cứu một cái sắp ngã chết hài tử, thanh danh vang dội, nguyên lai hắn là ngài sư phụ. Mã Xuân Hoa bỗng nhiên cảm thấy có điểm lắm miệng, sư phụ vì tỷ thế chính là đối ngoại tuyên bố đi vân du làm nghề y đi. Là, là hắn lão nhân gia nhờ người mang về tới sản phẩm, làm ta hỗ trợ tiêu thụ, giá cả cũng là hắn lão nhân gia tự mình định. Ta toàn muốn, nhưng là có thể hay không làm ta nhìn xem hiệu quả. Mã Xuân Hoa vui mừng không xiết, vốn tưởng rằng nàng sẽ lưu cái một hai bình, không nghĩ tới mang theo năm bình lại đây, nàng toàn muốn. Đương nhiên, ta tự mình cho ngài biểu thị một lần, hiệu quả không lộ rõ không cần tiền. Mã Xuân Hoa mượn cửa hàng má hồng bôi trên nghi tử trên mặt, văn hoàng nháy mắt tâm tình không mỹ lệ. Lão nương đây là muốn làm cái gì, cũng muốn đem chính mình hóa thành cảnh đại ca bộ dáng sao. Tính, một lọ mười lượng, một lọ mười lượng. Có này bạc sử dụng, nương tùy ý họa là được. Dùng tới má hồng, nhi tử mặt giống như là điếp khỉ giống nhau. Chính là kỳ tích đã xảy ra, tô lên che khuyết điểm xương sau, sắc mặt chẳng những khôi phục bình thường, còn càng thêm tinh tế bóng loáng, một chút đều không giống như là thô ráp các lão gia. Đem hạ xuân nương đều xem ngay người, này che khuyết điểm hiệu quả cũng quá lộ rõ, này nếu là đưa cho người nọ sử dụng sau, chính mình tiểu điểm ngày sau sinh ý khẳng định sẽ càng thêm rực rỡ chương 100 khuê nữ bị người chặn đường. Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau, cực phẩm lão phụ dựa cẩm lý tôn nữ vượng toàn thôn mới nhất chương. Biểu thị xong hiệu quả, Hạ Xuân Nương thực vừa lòng này khoản sản phẩm, đương trường liền trực tiếp thanh toán 50 lượng bạc. Mã Xuân Hoa đem ngân phiếu cất vào trong lòng ngực, cười khen ngợi hạ lão bản thật tinh mắt, nếu là có yêu cầu người, qua tay liền có thể kiếm lấy gấp đôi, bởi vì thứ này thế gian khó tìm. Hạ Xuân Nương kinh ngạc, trương thím lời này chẳng lẽ nhìn ra huyền cơ nàng biết thứ này khẳng định sẽ ở người giàu có trong giới nhất lên gợn sống vì chính mình tiểu điếm còn cần chặt chẽ bắt lấy trước mắt này cây đại thụ nàng sợ trương thím đem đồ vật bán cho người khác mở miệng nói thím ngươi xem ta người này thống khoái thật thành không cùng ngài đều không có cò kè mặt cả liền trực tiếp mua sắm ngài xem ngày sau ngài trong tay lại có có thể hay không trực tiếp cùng ta tiểu điếm tiến hành giao dịch ngươi muốn lũng đoạn ta che khuyết điểm xương không cho ta lại bán cho người khác cùng minh bạch người làm việc chính là sản khoái, là ý tứ này, ngươi có bao nhiêu ta thu nhiều ít, gần nhất miễn trừ ngày sau ngài lại đi tìm người mua phiền toái, ta cũng có thể bình thường bán khai hỏa mức độ nổi tiếng, không đến mức cùng người khác nâng lên giá hàng thế cho nên đối sản phẩm tạo thành tổn thất. Mã Xuân Hoa nghĩ nghĩ, nàng đầu còn khá tốt xử, chỉ cung nàng một nhà nguồn cung cấp, nàng liền có thể lời to. Nếu là cùng phía trước bán xào hạt dẻ sự kiện tương kết hợp, hiện tại trên thị trường hạt dẻ rang đường đã tuyệt tích, đây là ác ý cạnh tranh kết quả. Hảo đi, khi chúng ta thêm phân hiệp nghị, một tháng chỉ cung 10 bình, ta không hề hướng những người khác cung cấp nguồn cung cấp, giá bất biến. Hạ Xuân Nương thực vừa lòng trương thím làm buôn bán thái độ, dứt khoát quyết đoán, khiêm tốn bình thản, người như vậy có thể thành đại sự. Thêm xong hợp đồng lúc sau, lại trò chuyện một chút khư sẹo cao sự tình, đáp ứng ra tân phẩm dẫn đầu suy xét nhà nàng. Ra hồng tụ thêm hương, văn hoàng liền túng nương bước nhanh rời đi, đem ngựa xuân hoa túng có điểm theo không kịp nhi tử nện bước. Sao hồi sự, đi nhanh như vậy? Mã xuân hoa rốt cuộc nhịn không được ném ra nhi tử tay hỏi. Văn Hoàng quay đầu lại lén lút xem bốn bề vắng lặng mới nói, nương, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, làm cao điểm chủ gia khuê nữ huấn luyện còn chưa tính, chính là ngài không thể nói dối gạt người A. À? Mã Xuân Hoa khó hiểu, nhi tử lời này từ đâu mà nói lên. Nương gì thời điểm nói dối gạt người văn hoàng thấy nương vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mở miệng nhắc nhở nói ngài che khuyết điểm sương bên trong không có nhân sâm ta kia trăm năm nhân sâm không phải bán sao mã xuân hoa nghe xong cười ha ha lên liền này văn hoàng bị nương cười có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống chuyện này không oán ngươi ngươi mấy ngày nay ngốc tại cửa hàng không biết là cầu cầu cái kia đứa bé lanh lợi ở trong núi lại ngậm trở về một chi trăm năm nhân sâm ta liền cho ngươi trương gia gia đem nó đặt ở che khuyết điểm sương bên trong cái gì, trăm năm nhân sâm kia chính là giá trị 100 lượng, chúng ta mới bán 50 lượng, kia không phải mệt. Văn Hoàng trong lòng vô số nghi vấn, cầu cầu ra sao yêu nghiệt, cư nhiên sẽ nhiều như vậy bản lĩnh, nhưng là nhất quan tâm vẫn là bạc. Nhìn nhi tử kia đau lòng bộ dáng, Mã Xuân Hoa không sao cả tiếng lên vỗ bờ vai của hắn nói, ngốc nhi tử, nương có như vậy ngốc sao? Người trương gia gia chỉ dùng một chút, kia viên nhân sâm dùng xong rồi ít nhất còn muốn một năm đâu. Văn Hoàng sau khi nghe xong, nháy mắt đôi mắt tỏa sáng. Hắn chính là nghe nói trương gia gia một tháng có thể làm 10 bình, đó chính là nói một tháng liền hồi bổn. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình nương không phải người, là thần, bầu trời phi xuống dưới mang theo cả nhà chạy về phía hạnh phúc nhật tử tiên nữ. Không đúng, tiên nữ lớn lên đều là tế cao cái chân dài, hắn nương lớn lên dung mạo bình thường, thân hình còn giống như trung tương, nhưng là ở trong lòng hắn, hắn nương chính là một cái quốc sắc thiên hương, mị lực vô cùng nữ nhân, so với chính mình tức phụ phương linh tú còn xinh đẹp tưởng tượng đến phương linh tú hắn liền nhớ tới văn phi hỏi thăm lại đây tin tức nói nàng ca tẩu ngại nàng ở nhà ăn không ngồi rồi nhờ người cho nàng tìm cá nhân gia tìm đi rốt cuộc nhân gia còn trẻ cũng không thể vì bọn họ cả đời không gả chồng ngẫm lại hai hài tử bỗng nhiên tâm tình liền thập phần hạ xuống muốn tìm cũng phải tìm cái tuổi trẻ lực tráng đối nàng hảo điểm chính là nghe nói nàng gả cho một cái lão địa chủ trước kia như thế nào không thấy ra nàng như vậy ái tiền. Tiền tiền tiền, nhìn dáng vẻ nàng là thật sự yêu tiền như mạng, vì tiền cư nhiên bán đứng chính mình. Ngẫm lại vì một cái ái tiền nữ nhân như vậy không vui, còn làm bên người nhân vi chính mình lo lắng, thật là không đáng. Làm sao vậy, biết kiếm tiền còn không cao hứng sao? Mã Xuân Hoa cho rằng Nhi tử hiểu lầm chính mình nói dối cảm thấy ấy nấy, không nghĩ tới hắn là nhớ tới phương thị. Văn Hoàng chạy nhanh lấy lại tinh thần, nói dối, không có, nghe được có thể kiếm hồi bổn cao hứng không biết nói gì. Khi chạy nhanh trở về đi, gốm sứ cái bình đưa đến trong tiệm, ta và ngươi muội tử còn muốn hướng gia đuổi đâu. Văn Hoàng nghe xong, chạy nhanh gật đầu. Chờ đến hai người đi vào quán mì thời điểm, vừa vặn cửa hàng vội xong rồi giữa trưa cơm điểm cao phong kỳ. Chính là thường lui tới lúc này, trong tiệm hẳn là không có khách nhân mới đúng, như thế nào mặt tiền cửa hàng còn có bóng người đông đưa. Văn Hoàng cảm thấy có điểm kỳ quặc, ba bước cũng làm hai bước đi vào đi nhìn lên, cư nhiên là hoàng gia đại thiếu gia mang theo một ít hạ nhân lại đây lấp kín cửa. Mã Xuân Hoa vừa thấy như vậy trận trượng, cao mày, bỗng nhiên cảm thấy có điểm sai lầm. Quan nghĩ làm nhi tử ra cửa được thêm kiến thức, lại quên mất nữ nhi ở trấn trên gặp phải nguy hiểm. Liền nghe được Hoàng Lung Vi đang đứng ở xảo vân trước mặt nói, xảo vân muội muội, ngươi nhìn xem ta cho ngươi mang theo nhiều như vậy lễ vật, ngươi liền nhìn một cái, nhìn xem có hay không nhìn trúng đồ vật, đây đều là ta vì ngươi chọn lựa kỹ càng. Ta nói, ta không cần. Thấy Hoàng Lung Vi từng bước ép sát, vốn dĩ xảo vân còn cảm thấy hắn tính cái quân tử, hiện tại vừa nhìn thấy hắn mặt trắng như tờ giấy, môi hồng răng trắng sắc mặt liền liên tưởng đến bạch vô thường. Sợ tới mức chạy nhanh trốn tránh đến trong ngăn tủ. Hoàng Lung Vi mượn cơ hội truy đến quầy khẩu, đem nàng đổ ở bên trong tiếp tục nói, xảo vân muội muội, đừng trốn ta nha, ngươi ra tới nhìn xem. Văn Phi cảm thấy Hoàng Thiếu Gia có điểm quá mức, Tiến lên đem hắn đẩy ra, cả giận nói, buông ta ra tỉ, đều nói từ bỏ, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hoàng Lung Vi dương mắt, căn bản không đem tiểu thí hài để vào mắt, mở miệng đối với hạ nhân phân phó nói, đem vướng bận cho ta kéo ra, từng cái cũng chưa trường mắt a. À. Bọn hạ nhân vừa thấy thiếu gia thẹn quá thành giận, chạy nhanh tiến lên kéo người. Cửa hàng đầu bếp cùng tiểu nhị còn có đầu bếp nữ cũng lại đây, các nàng tuy rằng là hạ nhân, nhưng là ngày thường quan hệ không tồi thế nào có người tìm việc cũng muốn giúp đỡ chủ gia, hoàng công tử, nhà ta cô nương không thích liền không cần miễn cưỡng hảo đi. Hoàng Lung Vi vốn dĩ đã đem người đổ ở trong ngăn tủ, không nghĩ tới nhiều người như vậy phá hư tâm tình, trong lòng lửa giận công tâm, quát, đem bọn họ cho ta kéo đi. Ngươi đây là muốn đem ta người kéo dài tới chạy đi đâu. Mã Xuân Hoa vừa nhìn thấy trước mắt khuê nữ bị người chặn đường, nhi tử bị người hiếp bức, nháy mắt trong cơn giận dữ, hét lớn một tiếng. Nàng đem cánh tay rung lên, thanh đoàn nháy mắt từ trên cổ tay rơi xuống mã xuân hoa tiến lên một phen kéo khởi bắt lấy nhi tử hạ nhân một cái dùng sức trực tiếp đem hắn giống đôn cây lau nhà giống nhau đôn trên mặt đất người nọ nháy mắt chân cẳng tê dại nhũng ra một cái khác muốn đi lên hỗ trợ bị thanh đoàn trực tiếp một cái mảnh phát cắn ở hắn mặt đừng nhìn thanh đoàn nho nhỏ một con mở ra bồn máu mồm to thời điểm ước chừng có thể nuốt vào một cái đầu nó vẫn là đã chịu chủ nhân mệnh lệnh chỉ là cắn hắn mặt soạt một ngụm mang tiếp theo khối da mặt người nọ che mặt ngã trên mặt đất đau ngao ngao kêu la quay cùng không ngừng lại là ngươi lần trước không đánh đủ lần này còn tưởng tiếp tục đúng không một tiếng hét to vang lên liền thấy cửa vọt vào một người bay thẳng đến kia gây chuyện người huy quyền thẳng đánh mặt